Ừ, chính là chức bí thư quận ủy Tây Giang đó. Trương Thiên Phóng thấy mọi người đã bỏ bài xuống nhìn mình, y cười nói. Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy Tây Giang. Ôi, người này thật sự tới làm bí thư quận ủy Tây Giang sao? Mấy người liền nói. Tây Giang là nơi khá phức tạp, chẳng qua Triệu Quốc Đống không dễ nói chuyện như Tằng Lệnh Thuần. Vậy thì có sao chứ? Khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện đã không nể mặt bí thư Nghiêm. Bây giờ là thường vụ thị ủy thì còn có thể nể mặt ai? Ha ha, náo nhiệt rồi đây, người này tới Tây Giang, vậy đám người Tây Giang không phải ngoan ngoãn mang đuôi làm người ư? Vậy cũng không chắc, Lôi Bằng cùng Tiếu Chiêu Quý cũng không ăn chay đâu. Không thấy Tằng Lệnh Thuần cũng bị đám người đó khống chế cho không thể làm gì được sao? Hôm trước tôi gặp Lão Tằng, người đã từng đó tuổi thì sao phải khổ như vậy? Cái này khác rồi, Triệu Quốc Đống có thể đánh ngã Sử Chí Hòa, ngay cả Bí Thư Kỳ cũng không có biện pháp. Hắn lại sợ Lôi Bằng cùng Tiếu Chiêu Quý sao? Rồng không chắc đã áp được đám rắn ở địa phương. Sau lưng Lôi Bằng cùng Tiếu Chiêu Quý còn có Trương Thiệu Văn. Trương Thiệu Văn làm việc ở Tây Giang nhiều năm như vậy, Triệu Quốc Đống còn trẻ thì dù sau lưng có chỗ dựa thì có thể làm gì? Cũng không thể đuổi tất cả cán bộ Tây Giang chứ? Ừ, cũng đúng, Tây Giang là cái đầm lầy không đáy, ai đi vào sợ cũng khó có thể thoát. Trương Thiên Phóng lắc đầu, y thực ra cũng có chút lo lắng, Tây Giang rất phức tạp, xem ra ai cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Triệu Quốc Đống chưa chắc đã xử lý tốt. Càng không cần nói còn cả bên khu khai phát. Không đơn giản như vậy đâu, thị ủy còn quyết định Triệu Quốc Đống kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Hả? Quyển 8, chương 11. Đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ. Sau khi nhận được điện thoại, một người đàn ông hít sâu một hơi rồi nói. Không chơi nữa. Sao thế Lão Lôi? Người đàn ông lùn thấy đối phương có vẻ là lạ nên nói. Sếp gọi tới nói thị ủy đã xác định, họ Triệu là bí thư quận ủy Tây Giang, đồng thời kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bí thư Nghiêm không ngăn được. Lão Đinh, chịu khó thu mình một chút, Triệu Quốc Đống không phải như Tằng Lệnh Thuần, không dễ xử đâu. Lão Lôi, sợ gì chứ? Hắn chỉ có một mình, các ông nhiều người như vậy, lại ở Tây Giang lâu như vậy còn sợ không bằng hắn sao? Họ Đinh cười phá lên mà nói. Hắn không phải còn Quế Toàn Hữu là con chó tốt nhất sao? Người đàn ông béo nói. Lão Mã, mồm miệng sạch sẽ một chút đi, ở đây chỉ có bốn chúng ta thì không sao. Tôi sợ anh thuận miệng, vừa ra ngoài liền không biết nặng nhẹ. Quế Toàn Hữu là tránh văn phòng quận ủy, trước kia sếp còn thì hắn chỉ có thể mang đuôi làm người. Bây giờ sếp đã đi, Tằng Lệnh Thuần thì kém nên không thể gây chuyện. Bây giờ thì khác, Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy, hắn còn là thường vụ thị ủy. Quế Toàn Hữu là tâm phúc của Triệu Quốc Đống bồi dưỡng từ Hoa Lâm, ông làm mất lòng Quế Toàn Hữu thì xem ra chưa chắc đã có kết quả tốt. Một tên lạnh lùng nói. Ông có phải quá cẩn thận không? Một tên ngồi đối diện do dự một chút rồi nói. Họ Triệu chẳng qua mới 27, hắn có bao bản lĩnh chứ? Ông nói hắn có bản lĩnh như thế nào? Lúc hắn làm chủ tịch huyện thì đã dám chống đối với bí thư Nghiêm mà còn thằng, chuyện này cả hệ thống công an còn biết. Lão Mã có chuyện này không? Thấy họ Mã gật đầu, tên này nói. Hắn mấy lần gây chuyện nhưng có bao giờ ngã không? Ông cho rằng hắn chỉ là kẻ trẻ tuổi xúc động sao? Quyết định của hội nghị thường vụ thị ủy chọn Sử Chí Hòa làm thường vụ thị ủy mà bị tỉnh ủy trực tiếp bác bỏ, đưa Triệu Quốc Đống lên, ông cho rằng đây là trò đùa sao? Tên béo không nói gì, tên gầy bên cạnh cũng bỏ bài xuống mà suy nghĩ. Bí thư Lôi, vậy hắn tới thì chúng ta nên làm như thế nào? Không khí trở nên khá áp lực, tên béo liếm môi nói. Thu mình lại, quan sát một thời gian rồi nói. Hy vọng hắn chỉ đến quá độ mà thôi. Hắn không phải còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát sao? Không phải nói đó là lĩnh vực hắn am hiểu nhất sao? Tốt nhất là mọi người ngoan ngoãn để hắn đến khu khai phát làm kinh tế, đừng có gây phiền phức gì. Họ Lôi nhấn mạnh nói. Tôi thấy việc này không đơn giản, Triệu Quốc Đống không dễ đuổi đi đâu, nếu không thị ủy đã không cho hắn đến Tây Giang. Hừ, binh tới thì tướng ngăn, hắn dù sao cũng cần người giúp. Tôi không tin một tên Quế Toàn Hữu có thể giúp hắn khống chế cả Tây Giang. Chỉ mình Quế Toàn Hữu sao? Vậy Vương Ích và Lạc Dục Thành thì sao? Bên ủy ban quận còn có Tằng Lệnh Thuần, còn cả đám người bên dưới là người chết sao? Họ Lôi lạnh lùng nói. Tôi nói với các ông, mọi người ngoan ngoãn thu lại cho tôi, tránh mũi nhọn là tốt nhất. Có hai người gật đầu, chẳng qua một tên cao gầy không thèm để ý.
họ Lôi thấy thế liền tức giận nói. Lão Đinh, đừng có coi thường mà mất Kinh Châu, ngoài ra ông nói với Lão Tiền đi. Tôi thấy trong thời gian này hắn sắp chui vào váy gái rồi, đừng có mà để họ Triệu túm được điểm yếu. Nói đến nước này thì còn đâu hứng thú chơi bài. Hai người đàn ông rời đi, còn hai người ở lại. Lão Lôi, ông có quá cẩn thận không? Triệu Quốc Đống mới 27 tuổi, Hoa Lâm là như thế nào thì ông không phải không biết. Dân chúng đầu óc đơn giản dễ lừa, hắn mới có thể thoải mái như vậy. Đến Tây Giang thì hắn không dễ như vậy đâu. Sao đến lượt thằng mới hơn 20 như hắn khống chế? Tên béo có chút buồn bực nói. Lão Tiếu, ông nghĩ tôi nâng uy phong người khác mà giảm chí khí của mình sao? Ông cho rằng Triệu Quốc Đống mới 27 mà vào Thường vụ Thụy ủy chỉ là do có chỗ dựa trên tỉnh ủy sao? Chỉ dựa vào chỗ dựa mà kéo được mấy công ty khổng lồ vào Hoa Lâm sao? Chuyện này dễ vậy sao? Ở Hoa Lâm, hắn lợi dụng Phương Chí Quốc mà đá Mai Anh Hoa đi, sau đó đá Phương Chí Quốc thành kẻ thế tội cho mình. Hắn cho tên Uông Minh Hy vào tù là dễ sao? Ông nghĩ hắn còn trẻ nên nông nổi ư? Thằng này chính là kẻ đầy mưu mô. Họ Lôi lên xe Santana 2000 biển NV, 1005 rồi rời đi. Nếu là như vậy thì chúng ta cũng phải đề phòng. Ông nói với Mã Chiêm Bưu, bảo bọn họ thu mình lại, hơn nữa ông cũng chú ý xem Triệu Quốc Đống muốn làm gì. Họ Tiếu hung dữ nói. Hừ, ông nghĩ bọn họ nghe sao? Ông không xem tôi vừa nói thì bọn chúng như thế nào không? Thằng danh Đinh Cao Thọ sợ là sẽ xảy ra chuyện, nhưng tên Tiền Chí Quốc đúng là không biết trời cao đất dày, suốt ngày đối đầu với Tằng Lệnh Thuần. Mẹ nó chứ, ông không nghĩ xem đây là đất của đảng. Tằng Lệnh Thuần là phó bí thư, chủ tịch quận, hắn chỉ là phó của người ta mà đối đầu suốt, có chuyện như vậy sao? Họ Lôi càng nghĩ càng tức. Ông nói với hắn còn cứ như vậy thì sẽ hại mình đó. Họ Lôi nhíu mày. Sau khi xếp đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã thì đám người đã không còn đồng lòng như trước. Đinh Cao Thọ từ lâu đã không phục Lôi Bằng, nhất là sau khi hai người tranh chức phó bí thư quận ủy. Lôi Bằng thành phó bí thư, nhưng Đinh Cao Thọ chỉ có thể làm phó chủ tịch thường trực, theo lý là cân bằng nhưng hai người đã kết mâu thuẫn. Lúc còn ông xếp thì hai người còn biết khống chế, bây giờ ông xếp đi, mâu thuẫn càng lúc càng dâng lên, ai cũng muốn làm lãnh đạo trong đám người. Lôi Bằng dần nghiêng về Nghiêm Lập Dân. Điều này Thiếu Chiêu Quý cũng có thể cảm nhận ra. Y cũng cảm thấy mình hơi yếu nên nhìn lên trên lãnh đạo thị ủy. Dựa vào Kỳ Dư Hồng thì muốn cũng không được, Thư Chí Cao Lục Kiếm Dân cùng Lam Quang đều từ ngoài tới, thái độ không dễ dàng. Vưu Liên Hương là phụ nữ, hơn nữa đi lại quá gần Kỳ Dư Hồng. Mao Bình cùng Chu Xuân Tú quá yếu thế, chỉ có Nghiêm Lập Dân, Kim Vĩnh Kiện và Trương Thiên Phóng là còn có thể một chút. Trong đó Nghiêm Lập Dân bắt đầu có sức ảnh hưởng mạnh hơn. Lôi Bằng rất thông minh, Tiếu Chiêu Quý cũng không ngu. Bây giờ Triệu Quốc Đống tiến vào Tây Giang khiến cục diện trở nên biến hóa, đám người không chừng sẽ tan rã. Bây giờ nên theo ai? Hai người bọn họ rời đi khiến không khí giảm náo nhiệt. Tên cao gầy lộ rõ vẻ khinh thường. Lão Mã, mặc dù Lôi Bằng nhát gan một chút nhưng hắn nhắc cũng không sai. Bên công an quận các ông cũng nên cẩn thận một chút. Ai cũng nói quan mới tới sẽ có ba mồi lửa. Triệu Quốc Đống còn trẻ. Sốc nổi, lại vừa thành Thường vụ Thụy ủy nói không chừng sẽ tìm một hai người lập uy, đừng để hắn túm được điểm yếu. Ha ha, Lão Đinh, vậy phải đề phòng tới bao giờ? Triệu Quốc Đống nếu muốn xử lý tôi thì còn không phải là cầm kính hiển vi chạy khắp nơi sao? Nhiều năm như vậy thì ai chẳng có chuyện chứ? Nếu bị hắn bắt được thì còn không phải mượn đề tài mà phát huy sao? Mã Chiêm Bưu thở dài nói. Thằng đó cũng lợi hại, làm chủ tịch huyện mà cũng làm bí thư Nghiêm phải ngậm miệng. Thị xã không phải chấp nhận để người mà Hoa Lâm đề cử làm trưởng phòng công an sao? Làm chủ tịch huyện đã dám đối đầu với Thường vụ Thụy ủy, tôi lần đầu nghe thấy. Tôi thấy hắn lần này tới là gây chuyện đó. Hừ, sợ gì hắn cũng là người nên cũng có nhược điểm mà, cũng có bạn bè, có sở thích gì đó. Trong thời gian này cứ quan sát xem hắn thích gì, ghét gì là được mà. Thích tiền cho tiền, thích gái thì bố trí gái. Tôi không tin không tìm được nhược điểm của hắn. Tên kia cười nói, Lão Mã, các anh không phải mới có vài nữ cảnh sát mới vào sao? Sau khi hắn tới thì mời hắn tới chỗ anh khảo sát, bố trí thử xem thế nào. Tôi cũng đi tìm hiểu một chút, hắn ở Hoa Lâm mấy năm thì tôi không tin hắn không ăn mặn. Chỉ cần hắn dám lấy tiền thì tôi không tin hắn vào khuôn khổ. Mã Chiêm Bưu cười nói, Lão Đinh, ông giỏi đó, sớm nghĩ được cách đối phó rồi. Họ chịu mấy năm lên chức cao như vậy.
không tin hắn không ích. Đúng như ông nói, mấy công trình lớn của Hoa Lâm đã dính tới vài chục triệu, không chừng hắn cũng kiếm chút đỉnh, sau đó mới có tiền quan hệ bên trên và có chức thường vụ thị ủy. Không chừng hắn đến Tây Giang sẽ lại kiếm tiền. Hai người hiểu ý cười phá lên. Quyển 8, chương 12. Cả đêm đó Triệu Quốc Đống cũng khó có thể ngủ. Thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, một loạt danh hiệu rất dài đủ làm người ta thèm thuồng, nhưng ai biết nó lại là vũng đầm có thể khiến bất cứ ai không thể rút chân. Hơn nữa hắn nuối tiếc cơ nghiệp ở Hoa Lâm, nhà máy xử lý nước thải đã bắt đầu khởi công, khu công nghiệp chế biến thực phẩm đã sơ bộ có quy mô. Theo huyện phỏng đoán thì đầu tư của ngành chế biến thực phẩm sẽ vượt qua 80 triệu, có lẽ chỉ vài năm nữa giá trị của khu công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ vượt qua 300 triệu, đây là thành tích quá lớn đối với một huyện miền núi tại đất Ninh Lăng này. Khu du lịch phát triển cũng rất đáng mừng, ngành du lịch năm nay chỉ thiếu chút nữa là vượt qua mức 100 triệu. Nhưng sang năm đột phát 150 triệu thì Tân Tuần Hoán rất tự tin, tốc độ tăng trưởng sẽ trên 50%. Hơn nữa nhà máy của công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa đều đang mở rộng quy mô, ngành chăn nuôi gia súc rất có thể khiến GDP Hoa Lâm có thể đột phá lịch sử, thu nhập tài chính trên 70 triệu, tăng trên 130%. Cục diện đáng mừng như vậy làm Triệu Quốc Đống đúng là không muốn bỏ. Nhưng ai cũng phải đi bước này. GDP Tây Giang trước đó đã đột phá 1 tỷ, 2 năm nay mặc dù tăng trưởng chậm nhưng nghe nói cũng có thể đột phá trên 1,2 tỷ, thu nhập tài chính cũng tăng nhiều, tầm trên 100 triệu. Sáng sớm Triệu Quốc Đống phải chạy sớm tới thị ủy, đến nơi đã là 8 giờ 50, may là không đến muộn, 10 phút nữa cũng đủ làm vài việc. Triệu Quốc Đống lúc này mới cầm cặp xuống xe. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị thường ủy, mặc dù không phải trang điểm như lấy vợ nhưng cũng cần giữ hình tượng. Mặc bộ đồ Âu làm Triệu Quốc Đống có vẻ già hơn 2, 3 tuổi. Đây là lần thứ hai hắn vào phòng hội nghị thường vụ thị ủy, lần trước cùng La Đại Hải đến để nghe mắng, nhưng lần này lại có thân phận khác. Ồ, Quốc Đống đến đúng giờ nhỉ. Vưu Liên Hương hôm nay mặc bộ váy làm cô trông trẻ hơn 2, 3 tuổi, cô cầm một chiếc cặp rất thời trang. Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Vưu tỷ, được đó, hạng ca mua à? Tu ra chắc phải 2-3 ngàn. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống, bảo sao cậu có duyên với phụ nữ như vậy, thứ mà con gái thích đều dễ nhận ra như vậy. Chắc mua tặng không ít người phải không? Ha ha, cũng muốn mua 1-2 món tặng chị, nhưng sợ chị ném trả vì tôi không có ánh mắt. Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, cậu mà tặng. Vưu tỷ này còn chưa chắc dám nhận đó. Vưu Liên Hương thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cẩn thận nhìn thì thấy Vưu Liên Hương không phải giả vờ. Được đó, có mấy món đợt thằng em tôi đi Hong Kong mua về. Ngoài Pura thì Vưu tỷ còn thích loại nào? Hừ, chỉ cần cậu tặng thì dù là chiếc bao tải, Vưu tỷ này cũng vui. Vưu Liên Hương nói. Ha ha, Vưu tỷ có phải trêu tôi không? Được rồi, lời sai bảo của Vưu tỷ thì tôi sẽ nhớ kỹ. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao hôm nay Vưu tỷ đến sớm như vậy? Ừ, lần nào tôi chẳng tới sớm nhất, trưởng ban thư ký đúng là khổ sở, nói trắng ra là người đưa tin, đâu có nhàn như người chủ một phương như cậu. Vưu Liên Hương mở cửa phòng hội nghị ra và nhíu mày. Trong phòng hội nghị này có không khí hơi trầm buồn, có lẽ đã lâu không dùng tới. Vưu Liên Hương mở cửa sổ rồi nói. Quốc Đống, cậu kiêm hai chức có thấy áp lực không? Vưu tỷ. Làm gì cũng có áp lực mà, kiêm hai chức chỉ là nặng thêm một chút. Chẳng qua bí thư kỳ đã lên tiếng thì tôi còn có cơ hội phản đối sao. Lần trước tôi vừa giải thích vài câu đã bị mắng một trận, bây giờ tôi biết rồi nên nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy, không phụ ủy thác của thị ủy. Triệu Quốc Đống cười nói. Vưu Liên Hương cười hì hì rồi nghiêm túc nói. Quốc Đống, thân phận của cậu bây giờ đã khác, ngày sau phải chú ý cách dùng lời. Cậu còn trẻ nếu như vậy thì người khác sẽ nói cậu không đủ chứng chạc. Vì thế Vưu tỷ cứ luôn ra vẻ nghiêm túc với tôi sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa mà nói. Tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đó. Tôi biết. Triệu Quốc Đống nói. Có áp lực cũng không có biện pháp, lúc ấy chỉ mong thị ủy có thể bố trí vài nhân viên giúp tôi, đừng để tôi đi đánh trận với tay không là được. Cậu bây giờ là thường vụ thị ủy, có gì khó xử có thể trực tiếp nói ra trong hội nghị thường ủy, ngoài ra có thể trực tiếp báo cáo với bí thư kỳ, trao đổi ý kiến. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói.
Tôi nghĩ Bí thư Kỳ trao trọng trách nặng như vậy cho cậu thì cũng có suy nghĩ của mình. Chẳng qua cậu bây giờ tốt nhất đừng nhắc, chờ một thời gian, tìm cơ hội thích hợp. Tôi hiểu, cảm ơn Vưu tỷ. Hai người đang nói chuyện thì lúc này cũng có một người đi tới. Bí thư Lam tới rồi. Lam Quang liếc một cái là thấy Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương tới, hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó. Lam Quang cười nói. Quốc Đống, sớm như vậy đã tới ư? Từ Hoa Lâm lên Ninh Lăng phải mất hơn tiếng, cậu chắc dậy từ 6 giờ phải không? Ha ha, Lam ca, tôi số khổ quen rồi mà, có thể trách ai? Anh 8 giờ mới dậy rồi ăn sáng cũng được, đâu như tôi 6 giờ đã dậy và chạy vội lên Ninh Lăng. Được rồi, đừng ra vẻ trước mặt tôi. Qua hôm nay cậu cũng coi như cùng chỗ với tôi, cậu cũng có thể ngủ muộn mà. Chỉ sợ cậu không đi làm thì lúc ấy Bí thư Lục sẽ kiểm tra tác phong làm việc của cậu. Lam Quang cười ha hả và thấy Lục Kiếm Dân đi vào cửa. Bí thư Lục, anh nói có đúng không? Mấy người nói gì mà nhắc tới tôi thế? Lục Kiếm Dân đặt cặp và cốc trà xuống rồi nói. Quốc Đống đến rồi à? Tôi vừa tới, Bí thư Lục, Bí thư Lam nhắc tôi đi làm ở thị xã khác với huyện, lúc nào cũng có thể bị ủy ban kỷ luật thị ủy giám sát. Ha ha, Quốc Đống lên thị xã làm việc thì phải làm quen một chút. Thị xã khác với huyện, phức tạp hơn nhiều. Cậu cũng gặp nhiều vấn đề phiền phức hơn. Lục Kiếm Dân gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì Mao Bình và Chu Xuân Tú cùng tới. Quốc Đống đến rồi à? Trưởng ban Mao, thị trưởng Chu, tôi vừa tới được mấy phút mà thôi. Sau khi Mạch Gia Huy điều lên làm tránh thanh tra tỉnh thì hai người Chu Xuân Tú và Mao Bình cũng thu mình lại nhiều. Ha ha, thị ủy lại có thêm dòng máu trẻ tuổi rồi. Ít nhất cũng kéo độ tuổi trung bình của thị ủy vài tuổi phải không? Chu Xuân Tú có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt có thêm một tia phức tạp. Trước đó y làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thì cũng không được như ý. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại đến thay thế. Còn trẻ là tốt, có sự năng động thì mới có thể làm việc. Kim Vĩnh Kiện đi vào nghe Chu Xuân Tú nói liền tiếp lời. Tuổi chênh lệch nhiều, lại có kẻ chiếm vị trí không làm việc gì thì mới khiến hiệu quả làm việc kém hẳn đi. Các thường vụ cũng lục tục xuất hiện. Triệu Quốc Đống gần như gặp ai liền mời người đó thuốc. Trong 12 thường vụ thị ủy thì ngoài hắn ra thì hắn gặp ai liền mời thuốc kẻ đó, cố gắng nhũn nhường một cách tối đa. Khi Kỳ Dư Hồng thư chí cao cùng Nghiêm Lập Dân tiến vào, các thường vụ đều về vị trí của mình. Nhân viên phục vụ rót trà cho các vị lãnh đạo rồi biết ý rời đi. Họp thôi, trưởng ban thư ký Vưu tuyên bố nội dung hôm nay. Nghiêm Lập Dân mặt không chút thay đổi nhìn Kỳ Dư Hồng. Thấy Kỳ Dư Hồng gật đầu. Nghiêm Lập Dân liền tuyên bố bắt đầu hội nghị. Quyển 8, chương 13. Phân công đối với Triệu Quốc Đống không hề có tranh luận gì, mặc dù kiêm hai chức nhưng các thường vụ đều không ý kiến. Dù sao lúc trước cũng đã có tiền lệ là Chu Xuân Tú kiêm hai chức. Về việc nhận chức của Hoàng Côn thì vài thường vụ thị ủy rất không hài lòng về công việc của y ở khu khai phát, chỉ có một mình Kỳ Dư Hồng mạnh mẽ đề cử. Thư chí cao cùng Kim Vĩnh Kiện hoàn toàn phủ định công tác một năm qua của ban quản lý. Cả năm ban quản lý khu khai phát không đưa về được nhà máy nào ra hôn. Thư chí cao nói khu khai phát gần như không làm được gì, tốt hơn hết là xóa sổ. Chẳng qua thư chí cao vẫn khá nhũn nhường. Hoàng Côn cần phải điều đi nên cũng cần một vị trí thích hợp, mà chỉ có chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm là tương đối thích hợp. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đang là bí thư huyện ủy Hoa Lâm cũng có ý đề cử Hoàng Côn, vì thế việc này không có tranh cãi nữa. Nửa tiếng sau đó hội nghị thường ủy thảo luận về tư tưởng giơ cao ngọn cờ lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, xây dựng xã hội chủ nghĩa Trung Quốc theo hình thức mới. Mấy vấn đề này vốn chỉ là học cho có mà thôi. Đúng 10 giờ 30 hội nghị kết thúc, sau đó Trương Thiên Phóng đưa Hoàng Côn đến Hoa Lâm nhận chức. Mà Triệu Quốc Đống lại được Nghiêm Lập Dân đưa đến Tây Giang. Buổi chiều Trương Thiên Phóng đưa Triệu Quốc Đống đến khu khai phát nhận chức. 11 giờ. Đại hội cán bộ Tây Giang được tổ chức trong hội trường của Ủy ban quận Tây Giang, gần 300 cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên đều tham gia. Triệu Quốc Đống cuối cùng lên phát biểu mấy câu về việc cảm ơn tổ chức đưa mình tới Tây Giang công tác, hy vọng đoàn kết với mọi người sáng tạo thành tích huy hoàng. Điều này làm Nghiêm Lập Dân và đám lãnh đạo quận khá ngạc nhiên vì biểu hiện của Triệu Quốc Đống không giống lời đồn. Không biết tên Triệu Quốc Đống này nghĩ gì? Đại hội kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc. Cán bộ bên dưới đều tranh cãi về biểu hiện của bí thư quận ủy, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không hề nghĩ nhiều. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào mới đứng vững được ở Tây Giang. Bữa trưa, Nghiêm Lập Dân ăn vài miếng rồi lấy lý do rời đi.
Triệu Quốc Đống cũng không giữ lại, hắn biết đối phương cần dùng cách này để tỏ thái độ với một số tên. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, hắn càng hy vọng Nghiêm Lập Dân không tham gia bữa tiệc này. Hắn mới là nhân vật chính, bắt đầu từ hôm nay đây là địa bàn của hắn không cần có kẻ đến chỉ trỏ. Nếu hắn không phải thường vụ thị ủy thì chiêu này của Nghiêm Lập Dân còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ hắn là thường vụ thị ủy thì không cần kẻ nào nâng mình hay chỉ điểm cho mình. Lôi Bằng lén quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống thì thấy đối phương không thèm để ý đến việc bí thư Nghiêm rời đi, đây không phải là giả vờ mà thật sự như vậy, điều này làm y có chút giật mình. Xem ra tên này không hề sợ hãi và rất tự tin, không lo Nghiêm Lập Dân sẽ có thể ảnh hưởng đến hắn. Lại nhìn vẻ vui mừng của Tăng Lệnh Thuần, Vương Ích cùng với sự hưng phấn trong mắt Lạc Dục Thành, Lôi Bằng cảm thấy có tảng đá đè nặng trong lòng mình. Tiếu Chiêu Quý cũng đang cẩn thận quan sát từng cử động của Triệu Quốc Đống. Nghiêm Lập Dân đây là muốn đè đầu Triệu Quốc Đống, nhưng chiêu này không có tác dụng gì rõ ràng. Triệu Quốc Đống căn bản không hề muốn giữ Nghiêm Lập Dân lại, thậm chí còn có một tia khinh thường. Tên này mặc dù còn trẻ nhưng lại như một con dao sắc bén giấu trong khe sâu, Tiếu Chiêu Quý cảm thấy mặt đối phương mặc dù bình thản nhưng lại có vẻ như có một tia lạnh lùng. Tiếu Chiêu Quý tất nhiên không tin vào khí thế trời sinh gì cả, nhưng một người có năng lực và bản lĩnh như thế nào thường lộ ra từ từng hành động, cử chỉ, ánh mắt, thậm chí vài động tác vô thức là đủ để biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Đây là một kẻ rất khó đối phó. Tiếu Chiêu Quý có kết luận như vậy, xem ra có vài tên sẽ gặp chuyện rồi. Từ một vài tin tức mà y thu nhận được thì đây là một tên ngoài thì bình thản, trong lại giấu một sự lạnh lùng, bảo sao tên Mai Anh Hoa lại bị đá bay. Triệu Quốc Đống cũng biết mỗi hành động của mình sẽ khiến nhiều kẻ chú ý. Chẳng qua hắn công tác ở Hoa Lâm lâu như vậy, y cũng quen với cuộc sống bị nhiều người chú ý. Chẳng qua vị trí của hắn bây giờ càng lúc càng nhiều người chú ý, vì thế từng hành động của hắn càng phải thêm cẩn thận. Ăn trưa xong, mọi người liền chia thành vài nhóm. Triệu Quốc Đống cùng Tăng Lệnh Thuần, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân quận Giang Thủy Kim, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận Hứa Quốc Phú đi trước, phía sau là Lôi Bằng, Tiếu Chiêu Quý đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ninh Cao Thọ cùng Tiền Trì Quốc cũng nói chuyện với nhau. Mà Vương Ích cùng Lạc Dục Thành đi phía sau, Quế Toàn Hữu, Hạ Đồng và trưởng ban tuyên giáo quận ủy Bành Nguyên Hậu, chính ủy viên Vĩ Quốc và vài phó chủ tịch khác đi ở đằng cuối. Ra ngoài, đám người Tăng Lệnh Thuần bắt tay chào Triệu Quốc Đống, đám người bên dưới cũng đi lên. Quế Toàn Hữu liền nhận nhiệm vụ bố trí phòng làm việc và chỗ ngủ cho Triệu Quốc Đống. Lão Quế, đã chọn xong thư ký cho tôi chưa? Sau khi nhận được tin vào tối qua, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Quế Toàn Hữu bảo đối phương chọn thư ký cho mình. Có hai sự lựa chọn, không biết ngài có cần lập tức chọn không? Quế Toàn Hữu không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, tối qua còn đang cân nhắc vậy mà hôm nay đã thành sự thật. Anh nói qua về hai người kia. Một là Lệnh Hồ Triều vừa được phân đến văn phòng quận ủy, tốt nghiệp học viện sư phạm An Nguyên, một bên là tiểu quan của văn phòng ủy ban quận, tốt nghiệp đại học An Nguyên. Có gì đặc biệt không? Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu vào thang máy. Trụ sở quận ủy, ủy ban quận Tây Giang được xây dựng trước khi Ninh Lăng lên cấp, đây được coi là tòa nhà xa hoa hàng đầu Ninh Lăng, điều này làm Trương Thiệu Văn bị mắng rất nhiều, nói y đã làm tài chính Tây Giang thâm hụt nghiêm trọng. Lệnh Hồ Triều mới đến vài tháng nhưng đầu óc linh hoạt, tính cách trầm ổn, nói không nhiều, viết tốt, văn phòng sắc bén. Là người ở đâu? Triệu Quốc Đống nói. Là người Thiên Châu. Quế Toàn Hữu hiểu Triệu Quốc Đống không muốn thư ký là người địa phương nên nói. Bố mẹ đều là giáo viên ở xã bên đó, điều kiện gia đình trong sạch. Vậy chọn cậu ta đi. Triệu Quốc Đống không nói nhiều. Hắn tin Quế Toàn Hữu nếu đề cử Lệnh Hồ Triều lên đầu. Như vậy Quế Toàn Hữu coi như có ý nghiêng về tên này. Vậy lúc nào tôi sẽ thông báo với cậu ta? Ngay bây giờ, Triệu Bảo đi theo tôi sang bên khu khai phát gặp mặt bộ máy. Bên người không có ai thì Triệu Quốc Đống đúng là không quen mấy. Lâm Đan mặc dù không nhanh nhẹn nhưng cũng có thể giúp hắn khá nhiều việc. Trưởng ban thư ký Vưu giới thiệu một người cho tôi, làm việc ở văn phòng thị ủy nhưng tôi không muốn dùng người bên đó và đã từ chối. Lúc nào phải mời trưởng ban Vưu để nhận tội. Vậy tôi lập tức báo cho Lệnh Hồ Triều. Quế Toàn Hữu một bên gọi điện một bên nói. Đây là văn phòng của ngài, chưa có thể ra sau nghỉ một chút, có phòng tắm. Trước đây Trương Thiệu Văn đã ở đây và bị mắng không ít, sau khi y đi thì ở đây không ai ở. Sáng nay đã quét dọn, ngài xem có cần thêm gì không. Triệu Quốc Đống đưa mắt nhìn thì thấy hoàn cảnh cũng được,
Từ cửa sổ có thể thấy được dòng Tú Hà và Ô Giang, nhìn về phía bắc là thành cũ Ninh Lăng. Bàn làm việc rất rộng rãi, bộ sofa và tủ sách, cộng thêm vài chậu hoa, đằng trước có vết của một bức tranh chữ nhưng bây giờ đã bị bóc ra. Trước đó ở đây treo cái gì? Ừ, là một bức tranh chữ, hình như là vì nhân dân phục vụ. Quế Toàn Hữu nói. Vì nhân dân phục vụ. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và nói. Ừ, anh cũng chuẩn bị một bức cho tôi. Ừ, viết là chi thường dung, dung nãi công. Quế Toàn Hữu gật đầu và suy nghĩ chữ viết này. Đây hình như là câu trong Đạo Đức Kinh. Triệu Quốc Đống dùng lời này có nghĩa là gì? Chuyện cũ bỏ sang bên không nghĩ gì sao? Quyển 8, chương 14. Lệnh Hồ Triều gần như vội vàng chạy lên trụ sở quận ủy. Không dễ gì đến được nhà bạn gái ăn cơm, nhưng chưa ăn xong chánh văn phòng Quế đã gọi tới. Cũng may bạn gái coi như hiểu, chẳng qua vẻ mặt bà mẹ vợ tương lai hơi xa sầm lại, tất nhiên khó chịu. Chánh văn phòng Quế gọi điện dục rất gấp và nói y lập tức về văn phòng, không nói có chuyện gì cụ thể. Điều này làm Lệnh Hồ Triều mới tới văn phòng quận ủy làm việc chưa lâu rất lo lắng, không biết có chuyện gì. Lệnh Hồ Triều chỉ biết hôm nay bí thư quận ủy đến nhận chức nhưng có liên quan gì tới y. Phải cán bộ cấp phó trưởng phòng mới có tư cách tham gia đại hội mà. Văn phòng Quế Toàn Hữu ở tầng 7, chẳng qua văn phòng lại ở tầm giữa. Phía đông là văn phòng và phòng tiếp khách của bí thư quận ủy và thư ký. Phía tây là văn phòng của phó bí thư và thư ký. Cả tầng 7 ngoài văn phòng của hai vị bí thư thì đó là của văn phòng. Lệnh Hồ Triều, ngồi đi. Quế Toàn Hữu khá thân thiết với Lệnh Hồ Triều, mặc dù mấy tháng nay chánh văn phòng Quế đối xử khá tốt với mình nhưng Lệnh Hồ Triều vẫn có chút khẩn trương. Quế Toàn Hữu cũng đang suy nghĩ nên làm như thế nào để dặn tên Lệnh Hồ Triều này. Làm thư ký của lãnh đạo chính là người thân nhất bên lãnh đạo. Có thể nói nếu lãnh đạo tin thì anh còn ở bên lãnh đạo lâu hơn người nhà. Rất nhiều chuyện người nhà chưa chắc đã biết nhưng thư ký lại biết. Lãnh đạo là người nên khó tránh khỏi có vài việc không thể để người nhận ra, ví dụ như đi chơi bài, thậm chí là mấy hoạt động. Làm thư ký thì phải biết nắm chắc xem hoạt động gì mình có thể đi theo, hoạt động gì biết ý rời đi, hoạt động gì coi như không thấy, hoạt động gì chỉ có thể nuốt trọn trong đời. Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với Lâm Đan trước đây. Chẳng qua đây là do Triệu Quốc Đống vừa tới và được bố trí. Lần này lại khác, Triệu Quốc Đống là lãnh đạo thị xã kiêm bí thư đảng ủy Tây Giang và khu khai phát, có thể nói quyền cao chức trọng, công việc bận rộn nên một thư ký tốt sẽ giúp nhiều cho lãnh đạo. Quế Toàn Hữu cũng không dám sơ sót. Lệnh Hồ Triều thấy chánh văn phòng Quế mãi không nói chuyện gì thì càng thêm lo. Chẳng lẽ bài viết vừa rồi của mình làm chánh văn phòng Quế không hài lòng? Hình như không phải mà. Cậu biết bí thư quận ủy mới được điều tới chứ? Vâng, tôi có nghe nói, điều từ huyện tới. Lệnh Hồ Triều nói. Bí thư Triệu thiếu thư ký, tôi muốn cậu làm thư ký cho bí thư Triệu. Cậu nghĩ sao? Quế Toàn Hữu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương mà nói. Tôi làm thư ký cho bí thư Triệu. Lệnh Hồ Triều run giọng nói. Chánh văn phòng Quế, tôi sợ mình. Sợ cái gì, cũng đâu phải vào hang hổ. Bí thư Triệu cũng chỉ hơn cậu vài tuổi mà thôi, cậu sợ gì? Quế Toàn Hữu cười nói. Không phải, tôi chưa từng làm thư ký. Lệnh Hồ Triều lắp bắp nói nhưng trong lòng lại mừng như điên. Đây là việc rất nhiều người cầu còn không được, sao lại rơi xuống đầu mình? Chánh văn phòng Quế và y không có họ hàng gì, sao chọn mình làm thư ký cho bí thư Triệu? Không ai vừa sinh ra đã biết. Lệnh Hồ Triều, cậu sợ mình không làm tốt ư? Quế Toàn Hữu lạnh nhạt nói, nếu là người khác sợ đã sớm gật đầu rồi, tên này còn biết lo lắng. Sao, cậu không muốn hay có nguyên nhân gì khác? Không, không, chánh văn phòng Quế, ngài chọn tôi đó là may mắn của tôi. Tôi chỉ lo làm không tốt sẽ khiến ngài mất mặt. Lệnh Hồ Triều cố làm mình bình tĩnh nhưng không được, làm thư ký cho bí thư quận ủy, đó là gì? Gần như thư ký của lãnh đạo quận đều được đưa xuống dưới làm lãnh đạo xã, thị trấn, lên chức rất nhanh. Vậy là được rồi, làm tốt hay không là do chính miệng của cậu, cần cậu chú tâm đi làm. Cậu mau thu dọn một chút, bí thư Triệu đã tới, bây giờ đang ở văn phòng nghỉ ngơi, đây là chìa khóa phòng thư ký, cậu dọn đồ của mình sang đó. Từ hôm nay cậu là thư ký riêng của bí thư Triệu, lát tôi mang cậu tới gặp bí thư Triệu. Quế Toàn Hữu cười nói. Chánh văn phòng Quế, tôi vẫn có chút lo lắng. Lệnh Hồ Triều có chút khẩn trương. Trẻ tuổi mà cứ sợ đầu sợ đuôi gì chứ? Tôi nói với cậu vài câu, làm thư ký thì mắt tinh, tay nhanh, đầu óc linh mẫn, miệng kín là được.
nhất là vấn đề cuối cùng càng thêm quan trọng, cậu phải nhớ làm theo mấy tiêu chuẩn này là được. Quế Toàn Hữu đứng lên vỗ vai Lệnh Hồ Triều rồi nói. Làm tốt thì tương lai của cậu sẽ rộng mở. Quế Toàn Hữu dẫn Lệnh Hồ Triều đến văn phòng Triệu Quốc Đống vừa vặn đã là 2 giờ chiều. Từ quận ủy đến thị ủy chỉ mất tầm 10 phút, đến nơi gặp Trương Thiên Phóng rồi đến ban quản lý khu khai phát. Đại hội ban quản lý khu khai phát diễn ra vào 3 giờ, chẳng qua quy mô nhỏ hơn Tây Giang nhiều. Cả ban quản lý khu khai phát chỉ có 30 người. Văn phòng của Triệu Quốc Đống có một phòng nghỉ, đồ mua mới tinh, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đựng quần áo. Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống suy nghĩ làm như thế nào mở cục diện, nhất là hai bên đều có vẻ trầm buồn. Tây Giang dù muốn cho thuốc cũng phải tìm đúng thuốc, lại là thuốc nặng. Bên Tây Giang, Triệu Quốc Đống nghĩ trong vòng 2-3 tháng cũng khó có thể ra tay. Chẳng qua bên khu khai phát thì phải làm thật nhanh, không thể nào để lãnh đạo thị ủy không thấy mình không có hành động gì mà. Khu khai phát mặc dù hơi trầm lắng nhưng lại đơn giản hơn. Nhiệm vụ của khu khai phát là gì? Đó là thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, chỉ cần đưa tới công ty là coi như xong việc, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lý Trạch Hải là người của Kỳ Dư Hồng, điểm này Triệu Quốc Đống biết. Chẳng qua hắn cũng biết Lý Trạch Hải thực ra cũng không xấu, hơn nữa còn có chút Ninh Lăng. Chẳng qua trụ cột của khu khai phát Ninh Lăng quá kém, thứ hai có Hoàng Côn ở trên khiến Lý Trạch Hải là chủ nhiệm cũng khó phát huy tác dụng chủ đạo. Hơn nữa các khu khai phát trong toàn tỉnh cạnh tranh rất mạnh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, hắn thấy thời gian đã tới liền mặc thêm áo. Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều đang đứng ngoài cửa. Toàn Hữu, vào đi. Bí thư Triệu, đây là Lệnh Hồ Triều, ngài gọi Tiểu Triều là được. Quế Toàn Hữu nói. Bí thư Triệu. Bí thư Triệu có chút khẩn trương, mặc dù trước đó hắn không ngừng kích thích mình nhưng bây giờ vẫn khá lo lắng. Ồ, Lệnh Hồ, họ này ít thấy, cùng họ với Lệnh Hồ Sung, cậu tốt nghiệp học viện sư phạm. Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu. Vâng, tôi tốt nghiệp khóa 93. Lệnh Hồ Triều lần đầu gặp Triệu Quốc Đống thì thấy đối phương quá trẻ, giống như ông anh khóa trên vậy. Mặc dù Lệnh Hồ Triều biết đối phương là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, nhưng đúng là không thể hình dung từ bề ngoài. Ừ, phải phát huy những thứ học được vào công việc. Triệu Quốc Đống cười nói. Toàn Hữu, tôi thấy anh trang bị máy nhắn tin và điện thoại di động cho cậu ta, cũng tiện cho công việc. Đi thôi, chiều tôi phải sang bên khu khai phát, anh thông báo Lão Bành đến lái xe cho tôi. Triệu Quốc Đống tạm thời chưa đổi lái xe, hắn khá hài lòng với Bành Trường Quý. Lệnh Hồ Triều ra khỏi thang máy liền vội vàng chạy lên trước. Khi thấy một chiếc xe Santana biển NV-033 đang khởi động, có lẽ là xe của bí thư Triệu. Y liền đi lên và nói. Bác Bành, tôi là thư ký của bí thư Triệu Lệnh Hồ Triều. Bí thư Triệu lập tức xuống. Bành Trường Quý nhìn một chút cậu thanh niên thấy đối phương thở hơi gấp, không biết là lo hay khẩn trương. Y gật đầu nói. Ừ, tôi biết. Quyển 8, chương 15. Quốc Đống, cậu thấy sao? Ngồi trong xe, Trương Thiên Phóng cười nói. Hoàng Côn rất vui rời đi. Tôi đưa y tới Hoa Lâm chỉ nửa tiếng là xong, trên bàn ăn y rất vui vẻ. Trưởng ban, anh nói là Tây Giang hay khu khai phát? Nếu là Tây Giang thì hai mắt tôi tối đen, không biết như thế nào cả. Nếu như lần trước anh nói với tôi có thể thực hiện thì còn đỡ. Nếu không tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thực hiện. Xem ra trong lòng cậu đã có người, nhưng đứng có kéo hết người bên Hoa Lâm sang đó. Nếu không Lão Hoàng và Lão Đường không chửi ầm lên mới là lạ. Trương Thiên Phóng cũng biết nếu Triệu Quốc Đống không có người giúp thì sao có thể triển khai công việc ở Tây Giang và khu khai phát. Dù Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nhưng thế lực bản địa của Tây Giang rất mạnh, Triệu Quốc Đống mới đến nên cũng có nhiều khổ sở. Tôi biết chừng mực mà, đến lúc đó nhờ Phóng ca nói giúp vài câu. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tôi đúng là số khổ, nhà tư bản bóc lột công nhân cũng không như vậy. Đại hội cán bộ khu khai phát có quy mô nhỏ hơn Tây Giang, trong bộ máy lãnh đạo thêm Triệu Quốc Đống là 5 người. Triệu Quốc Đống là bí thư đảng ủy, Lý Trạch Hải là chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm, một ủy viên đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn, một chánh văn phòng. Cơ cấu không khác mấy ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu mà Triệu Quốc Đống đã công tác trước đây. Sau một phen giới thiệu, Triệu Quốc Đống liền đứng lên phát biểu. Vừa nãy tôi và chủ nhiệm Trạch Hải đã trao đổi một chút, hơn nữa trước đó bí thư thị ủy Kỳ đã nói với tôi về sự phát triển của khu khai phát. Ở đây tôi muốn nói một chút cái nhìn của mình về sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng.
nếu có gì không ổn thì mời mọi người chỉ điểm. Năm trước tôi lên trường đảng tỉnh tập huấn thì đã đến thăm khu khai phát Bích Trị An Đô cùng với khu khai phát huyện Nam Xuân thành phố Kiến Dương, sự phát triển của bọn họ hơn xa chúng ta. Không chỉ là Ninh Lăng, ngay cả Vĩnh Lương Nam Hoa cũng không thể bằng được bọn họ. Có thể nói quan niệm của bên phía An Tây hơn xa chúng ta. Có người nói trụ cột của bọn họ tốt, vị trí tốt, cơ sở tốt, tôi thấy nguyên nhân này tuy có nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Triệu Quốc Đống vừa đưa lên đã nói như vậy làm cho không chỉ cán bộ, nhân viên khu khai phát mà ngay cả Trương Thiên Phóng và bộ máy lãnh đạo khu khai phát cũng có chút ngạc nhiên và tò mò, bọn họ rất muốn nghe Triệu Quốc Đống là người tạo ra kỳ tích Hoa Lâm có cái nhìn gì mới. Chính xác mà nói khi tôi đến hai khu khai phát kia cũng đã tự đặt ra câu hỏi sao bọn họ có thể phát triển như vậy, mà khu khai phát Ninh Lăng chúng ta lại sống dở chết dở. Câu nói sống dở chết dở mà Triệu Quốc Đống nói khiến ngay cả Trương Thiên Phóng cũng phải nhíu mày. Toàn bộ cán bộ của khu khai phát cũng có chút không hài lòng. Có thể lời này của tôi làm mọi người thấy tổn thương, thấy bực bội, nhưng tôi có một câu muốn nói với mọi người. Nếu như tôi đến khu khai phát mà thấy cán bộ, nhân viên không thể nhìn đúng vào khó khăn của chúng ta, cứ nghĩ mình đã làm rất tốt công việc, vẫn mơ vào giấc mơ tranh đoạt vị trí số 2 từ dưới lên với khu khai phát thông thành, vậy tôi sẽ đề nghị với thị ủy, ủy ban nhân dân tên xấu xa rút lui khu khai phát, sáp nhập vào Tây Giang hoặc Đông Giang. Đây như quả bom ném vào mọi người, lập tức khiến hơn 30 cán bộ khu khai phát bên dưới xôn xao, mấy tên thanh niên đã bắt đầu ra vẻ tức giận. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới. Trên đài ngoài Trương Thiên Phóng ra, mấy thành viên ban quản lý cũng đều biến sắc. Mọi người có thể thấy tôi nói chuyện hơi quá, nhưng làm như thế nào một người mới nhận chức bí thư đảng ủy khu khai phát đã muốn rút lui khu khai phát, có phải là tôi kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang nên không muốn làm việc ở khu khai phát? Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói tiếp. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây, từ khi khu khai phát thành lập đã thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư, chiếm bao nhiêu đất, nộp bao thuế cho quốc gia? Mà chúng ta có nhiều cán bộ như vậy, vậy tài chính quốc gia sẽ chi bao nhiêu? Nói cách khác đầu tư và thu về có tương xứng không? Tôi vừa hỏi chủ nhiệm Lý, năm ngoái khu khai phát Ninh Lăng mới thu được bao nhiêu, nộp thuế bao nhiêu? Chủ nhiệm Lý nói với tôi năm ngoái thu được tiền đầu tư là 48 triệu, giá trị sản lượng là 390 triệu, thu thuế được 27,8 triệu, có lẽ mọi người thấy thành tích này cũng được. Tôi nói với mọi người vài số liệu, năm 94. Tôi còn là phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, thành phố An Đô. Huyện Giang Khẩu là như thế nào, nếu so sánh với Ninh Lăng, Thương Hóa, Vân Lĩnh thì cũng không kém. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 94, khu khai phát Giang Khẩu thu hút được 60 triệu, năm đó số tiền đầu tư trên 100 triệu. Mời mọi người nhớ kỹ đây chỉ là khu khai phát cấp huyện, mà đó là 3 năm trước. Theo tôi nhớ năm 94 ở thành phố An Đô thì khu khai phát cấp huyện có giá trị cao nhất là Hoa Dương đã thu hút được trên 300 triệu, giá trị sản xuất là trên 1 tỷ. Các đồng chí, đây là con số từ 3 năm trước, mà bây giờ thì sao? Năm ngoái giá trị sản xuất công nghiệp của An Đô là 6 tỷ, thu thuế là 640 triệu. Triệu Quốc Đống nói ra những số liệu này làm cán bộ khu khai phát yên tĩnh lại. Mọi người đang suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Một khu khai phát cấp huyện 3 năm trước đã vượt xa chỉ tiêu của khu khai phát Ninh Lăng trong cả năm 2 lần, đây chính là nỗi nhục quá lớn. Mà nỗi nhục này là cho mọi người tự mình làm ra. Không phải tôi tự khoe, thu hút đầu tư của Hoa Lâm năm nay cũng vượt qua 60 triệu, hơn nữa tôi có thể không hề nói quá với mọi người là do tôi bác hai hạng mục với số vốn vài chục triệu, nguyên nhân bởi vì điều kiện của hai hạng mục này quá hà khắc, theo tôi thì bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế không thể không đi kèm với nhau. Lại là một cú đánh quá mạnh vào đầu mọi người, làm mọi người không nhịn được kêu lên. Quá kiêu căng, quá bá đạo, quá rõ ràng, quá đáng, đây là không thèm để ý đến tự tôn của mọi người. Nếu nói tình hình Giang Khẩu thành phố An Đô là quá xa xôi với mọi người. Như vậy Hoa Lâm là ở ngay trước mắt bọn họ, mọi người lúc này mới nhớ tới đúng là vì người này tới Hoa Lâm mới khiến cho Hoa Lâm từ xếp có chút Ninh Lăng trở thành đứng đầu về các chỉ tiêu kinh tế của Ninh Lăng. Không khí hội nghị lên rồi trầm xuống theo lời Triệu Quốc Đống nói, tâm trạng mọi người hoàn toàn bị những lời của Triệu Quốc Đống dẫn dắt. Trương Thiên Phóng thầm than tên này đã không còn là cán bộ kiêm nhiệm như hơn 2 năm trước nữa. Lời này gần như là dẫm đạp lên sự tự tôn của mọi người. Không vì gì khác, bởi vì có hắn nên huyện Hoa Lâm mới có thể vượt lên đứng đầu Ninh Lăng. Khu khai phát Ninh Lăng chúng ta có đường ra không? Nếu có thì đường ra ở đâu?
Câu này của Triệu Quốc Đống làm mọi người càng khó hiểu. Vấn đề thứ nhất tôi có thể trả lời mọi người. Có, nhưng vấn đề thứ hai thì đầu tiên phải giải quyết được hai điều. Thứ nhất là quan niệm, thứ hai là định vị. Triệu Quốc Đống từ từ mà nói, những lời nói của hắn đã làm mọi người rất chú ý. Quan niệm, có lẽ mọi người nói lời này nói cũng như không. Có thể quan niệm mà tôi nói thì cách hiểu của mọi người là khác hẳn nhau. Không phải thay đổi tư tưởng, không phải khách hàng là thượng đế. Lời tôi nói không phải cái này. Quan niệm mà tôi nói là mọi người có thể hiểu được về công việc của khu khai phát hay không. Khu khai phát chúng ta đang làm gì, có thể có người nói điều này quá đơn giản. Không phải là thu hút đầu tư sao? Thu hút đầu tư có mục đích gì? Đương nhiên là phát triển kinh tế, tăng nguồn thu thuế mà. Nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể thu hút đầu tư, tại sao các khu khai phát khác có thể làm tốt như vậy, các công ty không ngừng tiến vào, mà chúng ta lại không ai tới? Là chính sách của chúng ta không tốt sao? Không, mọi người đều biết chính sách thì ở đâu chẳng như nhau. Vậy ưu thế về điều kiện trụ cột của Ninh Lăng kém? Tôi không cho rằng như vậy. Ninh Lăng có dòng Ô Giang, Thúy Hà và Tú Hà giao nhau, đường thủy phát triển. Quốc lộ 915 chạy ven sông, giao thông nhanh và tiện, có tài nguyên lao động phong phú, khí hậu thích hợp, có núi, có sông, đồng bằng. Điều kiện như vậy thì đi đâu mà tìm? Quyển 8, chương 16. Một loạt câu hỏi được đưa ra làm mọi người phải nghĩ theo ý của Triệu Quốc Đống. Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chỉ có một, quan niệm. Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu mình rồi nói. Quan niệm của chúng ta có vấn đề. Chúng ta thấy nếu chúng ta thành tâm mời các công ty vào đầu tư, chúng ta cung cấp điều kiện trụ cột tốt hơn, ví dụ như đất, chính sách, nước, điện, như vậy nhà đầu tư sẽ tới chỗ chúng ta, nhưng kết quả thì sao? Quan niệm lạc hậu khiến chúng ta khó có thể thu hút đầu tư tốt được. Không có một quan niệm hình thành hoàn cảnh mềm đầy sáng tạo, khi các nơi đều cạnh tranh thì chúng ta chỉ có thể luôn kém một bước, chậm một bước mà thôi. Triệu Quốc Đống chỉ quanh và nói. Nếu như chúng ta nghĩ chỉ cần hoàn cảnh cứng của chúng ta tốt thì sẽ có nhà đầu tư tới đây, hoặc là nói có thể cung cấp chính sách ưu đãi và giá đất rẻ hơn thì sẽ thu hút đầu tư được, như vậy chỉ là có chút nước mà thôi. Triệu Quốc Đống đưa ra khái niệm hoàn cảnh mềm làm mọi người ngồi đây hiểu ra một chút. Nhưng hoàn cảnh mềm là cái gì thì những người này chỉ biết bề ngoài mà thôi. Nhưng có thể không ít người ngồi đây không hiểu hoàn cảnh mềm là gì. Tôi giải thích qua với mọi người một chút. Đơn giản mà nói chính là tư tưởng, ý thức của cán bộ trong ban quản lý, thái độ và chất lượng phục vụ, cơ cấu tín dụng và danh dự của ban quản lý, cơ cấu chấp pháp cùng hoàn cảnh nhân văn trong nội bộ khu khai phát. Quan niệm tư tưởng chính là chúng ta phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà đầu tư. Cái quan điểm các cơ quan nhà nước là đứng đầu, anh không xin tôi thì tôi không làm, như vậy là không được. Thái độ phục vụ và chất lượng rất dễ giải thích, câu nói đầu tiên chính là phục vụ toàn quá trình. Sau khi đầu tư phải có trách nhiệm để ý, giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Về danh dự của ban quản lý thì sợ mọi người khó có thể hiểu. Danh dự của ban quản lý là như thế nào? Đương nhiên có quan hệ lớn, ban quản lý giữ danh dự thì nhà đầu tư mới có thể tin vào lời hứa của anh là thực hiện được. Bởi vì chính sách thay đổi nên mới khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn. Nhà đầu tư gặp khó khăn nên mới khiến bọn họ mất đi sự nhiệt tình. Hoàn cảnh chấp pháp phải công khai, công bằng, công chính. Chỉ như vậy thì nhà đầu tư mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh và khả năng phát triển tốt đẹp ở khu khai phát, mới có thể khiến bọn họ yên tâm đầu tư ở đây. Về phần hoàn cảnh nhân văn đó là phải khiến nhà đầu tư thấy đây như nhà của bọn họ, thấy không khí hài hòa, cả từ hoàn cảnh thành thị đến an ninh trật tự. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người bên dưới rơi vào suy nghĩ. Mấy điều Triệu Quốc Đống đưa ra thì trước đây bọn họ chỉ mơ hồ nghe thấy bề ngoài mà thôi, bây giờ Triệu Quốc Đống nói khiến bọn họ cũng hiểu ra đôi chút. Bây giờ các khu khai phát toàn tỉnh đang không ngừng cạnh tranh việc thu hút đầu tư, nhất là nửa cuối năm số công ty tới khảo sát khu khai phát Ninh Lăng giảm hẳn. Khủng hoảng tài chính ở Thái Lan bắt đầu tràn sang Trung Quốc, làm cho các tỉnh trong cả nước gặp khó khăn trong chỉ tiêu phát triển kinh tế. Làm như thế nào mới thành người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này? Điều Triệu Quốc Đống đưa ra đáng để người ta phải suy nghĩ. Lời của Triệu Quốc Đống đã thành công nắm trúng tim của tất cả mọi người. Nếu nói các thành viên bộ máy lãnh đạo và cán bộ trung tầng lo cho tiền đồ của mình, như vậy các cán bộ bình thường lại lo cho thu nhập của mình. Khu khai phát là cơ quan do thị xã quản lý, chi gì cũng phải khai báo. Nhưng trước đây khu khai phát là hòn ngọc trong mắt thị xã, chi tiêu tài chính không bị quản lý chặt. Vì thế không ít cán bộ đánh nhau chạy đầu,
vỡ trán muốn lao vào khu khai phát. Nhưng hiện nay xu thế phát triển của khu khai phát kém nhiều khiến không ít cục trên thị xã oán hận khu khai phát, cho rằng khu khai phát làm quá kém, xếp cuối cùng toàn tỉnh, vậy mà đãi ngộ lại không công bằng. Cho nên bắt đầu từ năm trước thị xã bắt đầu quản lý chặt thu chi tài chính của khu khai phát, tiền thưởng giảm nhiều. Mà năm nay càng lúc càng kém hơn, điều này cũng làm các cán bộ lo lắng. Nhất là khi thị trưởng thư đến thị sát khu khai phát đã trực tiếp phê bình càng làm mọi người lo hơn. Chính quyền thị xã sẽ không hỗ trợ đơn vị chỉ biết tiêu tiền mà không biết làm việc. Lời này càng làm mọi người lo cho khu khai phát hơn. Vào lúc này bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Hoàng Côn lại chạy đi, đó là điều may mắn cho y. Nhưng cục diện lưu lại càng thêm rối ren. Tôi vừa nói điểm thứ nhất chính là quan niệm. Nếu nói điểm thứ nhất mọi người còn cần thời gian tiêu hóa, vậy tôi sẽ nói điểm thứ hai, cũng chính là liên quan đến công việc của từng người ngồi đây. Định vị của khu khai phát Ninh Lăng là gì? Nói rõ một điểm chính là khu khai phát Ninh Lăng đặt ra mục tiêu quy hoạch là gì? Khu khai phát chúng ta hy vọng lôi kéo ngành gì là chủ đạo? Trên đài mọi người đều nghiêm túc, không ít người đã vô thức ghi chép. Tôi đã đơn giản điều tra qua về các công ty, nhà máy tiến vào khu khai phát Ninh Lăng. Tôi có thể dùng một từ để hình dung đó là tản mát. Trương Thiên Phóng nghe đến đây liền cười khổ một tiếng. Xem ra Triệu Quốc Đống này chính là không khiến tất cả khu khai phát mất mặt sẽ không chịu bỏ qua. Như vậy cũng tốt, tránh cho đám này rảnh rỗi không chịu làm việc. Các cơ quan trong thị xã đã sớm rất khó chịu với khu khai phát làm việc nhàn mà thu nhập cao. Trong các hội nghị đánh giá cán bộ thì khu khai phát luôn bị châm biếm, thị xã cũng gặp áp lực lớn. Mà sau khi thư chí cao đến đã nói rõ chính quyền thị xã sẽ thay đổi cách bỏ nhiều tiền nuôi đám cán bộ nhàn nhã của khu khai phát. Khu khai phát Ninh Lăng nên thu hút các công ty như thế nào? Có phải là chỉ cần có công ty thì sẽ kéo vào hết, chỉ cần bọn họ nộp thuế là được? Có lẽ có người sẽ nói lúc này còn lựa chọn ư? Ăn mày còn chê cháo trăng ư? Nếu ai nghĩ như vậy, tôi có thể nói kẻ đó đáng bị đuổi. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới làm các cán bộ đều vô thức cúi đầu xuống. Tôi nói với mọi người, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết ngành chính của một khu khai phát chỉ có thể là một, nhiều nhất là hai mà thôi. Nhất là khu khai phát cấp thị xã thì nếu mong cầu toàn thì kết quả chỉ là đi nhặt nhạnh linh tinh, cuối cùng không làm ra trò trống gì. Các anh chị nghĩ xem, nếu như anh ở trong khu khai phát thu hút một loạt nhà máy giấy, nhà máy chế tạo ắc quy, nhà máy chế biến, như vậy sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Anh sẽ rất khó khăn thu hút các ngành kỹ thuật đến đây, hoặc nói hai bên xung đột. Như vậy nếu anh có thể xác lập quỹ đạo cho khu khai phát, sau đó cố gắng phát triển theo hướng này. Anh mới có thể chính thức hình thành một khu khai phát có đặc sắc riêng của mình, mà không phải là một so sánh hỗn độn. Kết quả của sự hỗn độn là anh sẽ bị đào thải. Có lẽ có người hỏi tôi, ngành chủ đạo của khu khai phát Ninh Lăng là gì? Xin lỗi, tôi không biết, tôi không phải thần tiên. Hôm nay tôi đến nhận chức nên chưa điều tra rõ ràng thì sao có thể lên tiếng. Tôi nghĩ sau đây tôi sẽ cùng các thành viên trong ban quản lý điều tra, nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đầy đủ. Các đồng chí, cải cách là trào lưu không thể thay thế. Nó khiến chúng ta tiến vào cao trào xây dựng, phát triển kinh tế, chúng ta làm như thế nào nắm bắt cơ hội, sáng tạo lịch sử, như vậy phải dựa vào trí tuệ và cố gắng của tất cả mọi người đang ngồi. Cuối cùng tôi nhấn mạnh một điều đó là khu khai phát không nuôi người ngồi chơi. Thị trưởng thư đã nói bây giờ Ninh Lăng không nuôi được người ngồi chơi. Tất cả mọi người trong khu khai phát đủ từ tôi, chủ nhiệm Lý đều phải có công việc của mình. Đó là thu hút đầu tư, lấy thành tích. Không cần biết các anh là cơ quan nào đều có thể bị đào thải. Sau đây tôi sẽ thương lượng với chủ nhiệm Lý, với các thành viên lãnh đạo của ban quản lý để đưa ra chỉ tiêu, nếu không khu khai phát đến cuối năm ăn nói như thế nào với thị xã. Được rồi, tôi nói tới đây là xong, cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe tôi nói chuyện. Quyển 8, chương 17. Lệnh Hồ Triều nhìn Triệu Quốc Đống đi xuống mà trong lòng đầy kích động. Y mặc dù là thư ký của Triệu Quốc Đống, nhưng là người của văn phòng quận ủy Tây Giang. Nơi này là khu khai phát nên hình như không có công việc gì của Y. Nhưng công việc của Y chủ yếu là phục vụ Triệu Quốc Đống nên vị trí càng thêm xấu hổ. Không thể không nói Triệu Quốc Đống giỏi hùng biện, nhất là nắm bắt đúng tâm trạng người nghe, xảo diệu làm người nghe tò mò, từng bước đi theo vòng tròn mà hắn đặt ra. Tài hùng biện thêm sự tự tin. Ngoài ra thêm cả vầng sáng thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát đúng là đủ để khiến các cán bộ cúi đầu thần phục. Đây là kết luận của lệnh Hồ Triều.
Lý Trạch Hải mặt mày hơi biến đổi đi cùng Triệu Quốc Đống ra chào Trương Thiên Phóng. Nhiệm vụ của Trương Thiên Phóng đã xong, cần về thị ủy. Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng biểu hiện rất tùy tiện, không phải giả vờ mà có được. Vị trí khác quyết định thái độ khác, bản thân Lý Trạch Hải chỉ có thể dùng tư thế của cấp dưới mà đưa tiễn Trương Thiên Phóng, nhưng Triệu Quốc Đống lại có thể rất tự nhiên chào tạm biệt. Đây là thái độ của thường vụ thị ủy với nhau. Lý Trạch Hải thở dài một tiếng. Hoàng Côn đi thì y sớm biết, y cũng từng cố gắng nhưng không đủ. Mặc dù Bí Thư Kỳ đối xử khá tốt với y, nhưng lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo. Khu khai phát giao vào tay y có thể phát triển hay không cũng là vấn đề. Chỉ sợ Bí Thư Kỳ khó có thể đè được ở thị ủy. Sau đó Triệu Quốc Đống và Lý Trạch Hải vào phòng hội nghị nhỏ của ban quản lý, chuẩn bị tiến hành trao đổi về công việc cụ thể. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu lệnh Hồ Triều là thư ký của mình với thành viên bộ máy ban quản lý, sau đó đi vào chính đề. Triệu Quốc Đống trước đó đã trao đổi qua với Lý Trạch Hải về ý tưởng phát triển khu khai phát, không thể nào mù quáng thu hút đầu tư như trước mà phải xác định nên thu hút các công ty nào, thậm chí còn có thể chuyên môn ra ngoài mời. Năm người chúng ta ngồi đây, tôi nói trước mấy câu. Bí thư Kỳ đã nói chuyện với tôi cũng nói sức tôi có hạn, kiêm chức bí thư đảng ủy hai nơi là không thích hợp. Nhưng Bí thư Kỳ không đồng ý, chẳng qua tôi cuối cùng cũng đặt kỳ hạn với Bí thư Kỳ là tôi nhanh thì ở đây một năm, chậm thì hai năm, tôi nhất định sẽ rút. Một người kiêm hai chức là như thế nào? Bí thư Kỳ cuối cùng đã phải đồng ý, tối đa là hai năm tôi sẽ thôi không kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Lý Trạch Hải nhíu mày định giải thích đã bị Triệu Quốc Đống chặn ngang. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể quý trọng thời gian làm việc cùng nhau, có thể cống hiến cho khu khai phát. Bí thư Triệu, tôi cũng xin thay mặt mấy người trong bộ máy tỏ thái độ nhất định dựa theo ý đồ của thị ủy mà hỗ trợ Bí thư Triệu, cố gắng khiến khu khai phát phát triển. Triệu Quốc Đống đã nói như vậy thì Lý Trạch Hải còn gì để nói? Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Hắn biết lúc nào nói mấy lời hư vô cũng không tác dụng. Khu khai phát đúng là đến lúc không thể không phá rồi lập, hắn tin mấy vị nhân viên bộ máy cũng hiểu, cũng thấy nguy cơ. Trạch Hải, tôi đã suy nghĩ về định vị của khu khai phát chúng ta không chuẩn, quan niệm cũ kỹ, đây là vấn đề lớn nhất ngăn cản sự phát triển của khu khai phát. Ý của tôi chính là chúng ta dành 2 tháng bắt tay vào việc này. Trạch Hải và Vân Khôn nghiên cứu việc định vị về ngành chủ yếu của khu khai phát. Trong một tháng phải đưa ra phương hướng phát triển. Tôi và chủ nhiệm Miễn Dương phụ trách việc chuyển biến quan niệm, sau đó chúng ta tổng hợp đưa ra một phương án. Hôm nay là ngày 22, vậy lấy 4 tuần làm thời hạn tức là ngày 20 tháng 11 chúng ta phải có thứ mình chuẩn bị. Ngày 27 tháng 11 thì phương án chung sẽ có. Bắt đầu từ tháng 12 khu khai phát sẽ đi vào trạng thái chiến đấu, phải yêu cầu trong vòng gần 30 ngày trước năm mới phải có chút thành tích báo cáo với thị ủy. Triệu Quốc Đống nói như lời tuyên thệ trước trận đấu khiến Lý Trạch Hải và hai vị phó chủ nhiệm nhìn nhau. Bí thư Triệu này đúng là dám nói, chỉ trong một tháng ngắn ngủi phải đưa ra quy hoạch thì thôi, vậy mà còn đòi đạt thành tích để báo cáo với thị ủy. Bí thư Triệu, không biết ngài xác định thành tích cụ thể thì có tiêu chuẩn gì? Lô Miễn Dương thấy mặt Lý Trạch Hải hơi tái xám lại, nên lấy can đảm mà nói. 30 triệu, tranh thủ thu hút hai hạng mục phù hợp ngành chủ đạo của khu khai phát chúng ta. Đầu tư tài chính phải đạt được 30 triệu. Triệu Quốc Đống nói. Toàn bộ 4 người còn lại đều hít sâu một hơi. 30 triệu, đây đâu phải là bàn việc đánh nhau trên giấy, đây là công việc thực tế. Với sự tinh tế của thị trường thì anh không thể tìm một công ty ma rồi ký hợp đồng là lừa được chứ. Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy, thị trường không làm gì được nhưng mấy người bên dưới chắc có quỷ chết thay. Trong lúc nhất thời 4 người kia đều lo lắng mà suy nghĩ. Căn bản không nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà thuần túy xác định đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các vị, tôi biết có chút khó khăn nhưng mục tiêu nếu không cao, không có thành tích đẹp một chút thì có lẽ khu khai phát coi như đã chết trong mắt lãnh đạo thị ủy. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ cần lo lắng không phải việc này mà là hai công việc mà tôi vừa nói. Phải xong hai việc này, tôi tin chúng ta có cơ hội. Mấy người Lý Trạch Hải nghĩ cũng đúng. Hoàng Côn kia quá may mắn từ phó trưởng ban thư ký rồi sang kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Bây giờ Triệu Quốc Đống này tới kiêm chức bí thư đảng ủy, nếu như công việc không khởi sắc thì có lẽ thị ủy sẽ nghiên cứu có nên duy trì khu khai phát này không. Bữa tối tổ chức trong nhà ăn của ban quản lý, bởi vì không rõ tác phong của Triệu Quốc Đống nên Lý Trạch Hải chọn cách hơi bảo thủ, tổ chức liên hoan toàn thể cán bộ ban quản lý.
Điểm này thực ra làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Toàn bộ nhân viên trong ban quản lý khu khai phát không đầy 40 người, ngồi xuống 5 bàn. Lý Trạch Hải dẫn Triệu Quốc Đống đến từng bàn giới thiệu. Triệu Quốc Đống cũng dễ gần, uống với mỗi bàn một chén, nói vài câu vui đùa. Ồ! Khi đến một bàn, Triệu Quốc Đống thấy một cô gái đang có chút xấu hổ, trông cô gái này khá quen. Bí thư Triệu, đây là Tiểu Lục, Lục Nhị, bây giờ tạm thời được điều tới văn phòng ban quản lý, cô ta mới tốt nghiệp Học viện Sư phạm Ninh Lăng. Lý Trạch Hải nhìn ra Triệu Quốc Đống quen cô gái này, chẳng qua y cũng không nghĩ đến việc kia. Dù sao thân phận của Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy, nếu muốn tìm gái thì đầy sự lựa chọn. Lục Nhị mặc dù đáng yêu, trẻ trung nhưng sợ không đủ trình độ để lọt vào mắt Triệu Quốc Đống. Ha ha, tôi đã gặp Lục Nhị vào 2 năm trước, không ngờ tốt nghiệp rồi. Triệu Quốc Đống cười nói, em trai Tiêu Mẫu Đan, Tiêu Thiên Vũ đã từng yêu cô gái này, sau khi bị bỏ liền chán trường một thời gian. Bây giờ Tiêu Thiên Vũ đã được Triệu Quốc Đống tìm người quen ở Cục Giáo dục thị xã mà điều tới một trường ở quận Đông Giang. Bí thư Triệu, chào mừng ngài đến khu khai phát công tác, tôi mời ngài một chén. Lục Nhị đột nhiên lớn mật một chút, cô bưng chén lên mời Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Lục Nhị này dám mời mình, có thể điều tới khu khai phát thì cũng có chút quan hệ, người bình thường không vào được. Được, Tiểu Lục, chỉ là tôi. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, Lý Trạch Hải biết ý nói. Nếu Tiểu Lục là người quen duy nhất của bí thư Triệu ở khu khai phát này, vậy cũng nên uống một chén. Triệu Quốc Đống cười nói. Được, như vậy uống một chén, sau này Tiểu Lục phải cố gắng công tác. Uống xong, Triệu Quốc Đống liền rất tự nhiên rời đi. Không biết Lục Nhị này có phải được tên cạnh tranh của Tiêu Thiên Vũ giúp mà đến đây làm không? Thời gian quá lâu nên trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống không nghĩ ra. Ừ, hình như lúc ấy nghe nói là phó chủ tịch quận Ninh Lăng, bây giờ điều sang Tây Giang. Đúng rồi, đó là phó chủ tịch Bảo Vĩnh Lai phụ trách văn hóa, giáo dục, vệ sinh môi trường. Quyển 8, chương 18. Lục Nhị tuyệt đối không ngờ mình lại gặp người đàn ông 2 năm trước kia. Hôm đó cô không thèm để ý đến lời ngông cuồng của Triệu Quốc Đống. Đàn ông nào đứng trước mặt cô gái đẹp đều nói mấy câu khoe mẽ, Lục Nhị cũng có chút tự tin về vẻ đẹp của mình. Nếu không Trần Phong và Bảo Xuân Hành kia vẫn không tranh nhau tán tỉnh cô đến tận bây giờ. Về phần Tiêu Thiên Vũ kia thì 3 năm học cao đẳng đã làm cho Lục Nhị hiểu rõ câu tri thức là lực lượng đúng là quá đáng thương. Đúng thế, Tiêu Thiên Vũ là một sinh viên có tài viết văn nhưng có thể làm gì? Y có thể giúp mình ở lại thị xã Ninh Lăng sao? Y có thể làm cho mình không phải đi dạy mà trực tiếp vào cơ quan nhà nước sao? Không thể. Chính y có thể ở lại quận Đông Giang dạy học có lẽ cũng là do vị bí thư Triệu này giúp. Lúc ấy Lục Nhị đúng là có chút ngạc nhiên khi Tiêu Thiên Vũ có thể ở lại thị xã Ninh Lăng dạy học. 2 năm không gặp, tên nói với giọng ngông cuồng kia đã là lãnh đạo trực tiếp của cô. Nhìn Ngô Luận phải cúi đầu với Triệu Quốc Đống, không ai có thể tưởng tượng được đây là vị phó bí thư đảng ủy ban quản lý không coi ai vào đâu. Cô chỉ là được tạm thời điều tới ban quản lý khu khai phát. Dù là bố của Bảo Xuân Hành kia cũng không có năng lực thoáng cái điều cô vào đây, nghe nói bây giờ khu khai phát quản lý biên chế rất chặt. Chẳng qua nguyên nhân thật thì sau khi vào đây, Lục Nhị mới biết là do công việc của khu khai phát làm không tốt, nên dừng nhận người. Cô vừa vặn bị chặn ở ngang cửa. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi ở trong khu khai phát nhưng Lục Nhị đã biết tại sao mọi người nghĩ mọi cách vào đây. Ngay khi cán bộ khu khai phát còn oán giận tiền thưởng năm nay ít hơn năm trước, Lục Nhị biết có bạn học của mình còn không biết tiền thưởng là gì. Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì bọn họ làm giáo viên. Bởi vì như vậy nên Lục Nhị càng quyết tâm muốn trụ lại ban quản lý khu khai phát. Mà hôm nay Triệu Quốc Đống xuất hiện làm cô thấy rất có hy vọng. Lời phát biểu của Triệu Quốc Đống trên đài mãi vẫn không làm Lục Nhị quên được. Ban đầu Lục Nhị không dám xác định nhưng nghe cô đồng nghiệp ngồi bên nói đây từng là cán bộ từ trên tỉnh phái xuống, Lục Nhị mới dám xác định. Điều này mới khiến cô dám đứng lên mời Triệu Quốc Đống. Cô biết mình đã thành công, không cần biết Triệu Quốc Đống nghĩ như thế nào thì chỉ cần mấy thành viên lãnh đạo ban quản lý chú ý là được rồi. Chủ nhiệm Lý Trạch Hải nhìn cô với vẻ hiểu hiểu đôi chút. Vẻ mặt Ngô Luân càng kỳ quái, cái này chỉ khi y suy nghĩ thì mới xuất hiện. Triệu Quốc Đống không biết việc mình quen Lục Nhị đã khiến nhiều người tò mò. Đây chỉ như một cơn sóng lăn tăn trên biển không tạo được gì nhiều. Trước mặt hắn là rất nhiều công việc cần làm. Một ngày đã làm Triệu Quốc Đống thấy mệt mỏi. Làm bí thư đảng ủy của cả Tây Giang và khu khai phát, 2 trọng trách đặt lên vai hắn.
chỉ còn có 3 tháng nữa là sang năm 1998. Tây Giang nếu không có một năm thì đừng mong khởi sắc, nhưng khu khai phát thì sao? Nếu như không có chút đột biến nào khi Tết đến, Triệu Quốc Đống dám chắc có kẻ trong thị ủy đâm sau lưng hắn. Triệu Quốc Đống đã xác định công việc trọng tâm của hắn là ở Tây Giang, nhưng hắn phải mở được cục diện ở khu khai phát trong thời gian ngắn, chỉ có đưa khu khai phát vào quỹ đạo thì hắn mới có thể thoát thân khỏi đây. Về đến thị xã, Triệu Quốc Đống cũng không biết mình nên đi đâu. Căn phòng ở khách sạn Ninh Thai thì hắn không thể vào ở. Nhà khách quận ủy Tây Giang đã được nâng cấp thành khách sạn Tây Giang, sớm đã được một nhà đầu tư trên An Đô nhận thầu. Trên thực tế quận cũng không có chỗ ở nào cả. Chẳng qua Quế Toàn Hữu cũng suy nghĩ tới việc này nên sớm đặt một phòng ở khách sạn Tây Uyển cho Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, tình hình bên khu khai phát thế nào? Triệu Quốc Đống về khách sạn tắm giặt xong thì Quế Toàn Hữu tới. Triệu Quốc Đống cần một người đến bàn và đưa ra kế hoạch cho hắn, mà Quế Toàn Hữu đúng là sự lựa chọn thích hợp. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng biết chỉ dựa vào một mình Quế Toàn Hữu là không thể giúp hắn mở cục diện, nhưng chuyện tìm đồng minh không phải muốn xong là được. Tinh thần không tốt, hơn nữa cán bộ bên đó đều được chiều quen, đại khái quen với cách ngồi quản lý. Hôm nay tôi gõ cho bọn họ một trận, tiếp theo phải cho thuốc liều cao, xóa bỏ hết khí ô nhiễm trong đầu bọn họ. Triệu Quốc Đống đi lại trong phòng mà nói. Chẳng qua nó vẫn đỡ hơn bên Tây Giang vì chỉ có vài chục người, phạm vi công việc cũng tập trung. Lý Trạch Hải có ủng hộ không? Quế Toàn Hữu cũng lo Triệu Quốc Đống phải dành nhiều tâm trí vào công việc bên khu khai phát. Cũng được, chẳng qua mục tiêu tôi đặt ra đã làm bọn họ sợ. Xem ra hai năm nay công việc khu khai phát làm không tốt cũng là do bọn họ quá nhát gan, ánh mắt hạn hẹp. Chút tự tin trong công việc cũng không có. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu không có sự tự tin thì làm sao lãnh đạo mọi người làm việc? Bây giờ bên khu khai phát cũng không dễ chịu gì. Thị trưởng Thư hình như rất không hài lòng với công việc của khu khai phát. Không nói chuyện khu khai phát nữa. Nhà của mình đang dột tứ tung mà lo nhà người ta thủng. Quế Toàn Hữu cười nói. Cuộc sống đúng là như vở kịch, hôm qua còn thảo luận vấn đề ngài đến nhận chức, hôm nay ngài đã đến nhận chức. Toàn Hữu, hai chúng ta phải cùng sát cánh vượt qua khó khăn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Anh đã tới Tây Giang một thời gian, tôi cũng đã nghe anh phân tích về khó khăn và vấn đề tồn tại của Tây Giang. Tôi bây giờ muốn hỏi anh xem vấn đề mấu chốt của Tây Giang là ở đâu. Qua đó mới biết dùng loại thuốc gì. Vấn đề này rất rộng, hôm qua Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đã thảo luận một chút. Chẳng qua lúc ấy hai người không nghĩ Triệu Quốc Đống tới nhận chức nhanh như vậy, chỉ một đêm đã thành sự thật. Bây giờ Triệu Quốc Đống tung vấn đề này rộng hơn thêm, không chỉ là vấn đề của các công ty Tây Giang, mà cả vấn đề chính trị, kinh tế. Chiều nay tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này, nếu muốn mở cục diện thì bắt tay vào đâu? Quế Toàn Hữu ngồi xuống mà nói. Tây Giang mặc dù có tổng GDP đứng đầu tỉnh, nhưng ai cũng biết mấy công ty lớn đều là cái động không đáy, hiệu quả kinh doanh rất kém. Các công ty, nhà máy do Tây Giang trực tiếp quản lý thì quy mô không lớn, không bằng mấy công ty trực thuộc thị xã kia, nhưng số lượng không ít, tổng nhân viên không hề nhỏ. Bây giờ cũng đang đi trên bờ vực, hơi không chú ý là sẽ có nhà máy nào đó phá sản và tạo thành phản ứng dây chuyền. Vấn đề tạo việc làm cũng là rất lớn. Nhất là dính tới tìm công việc cho các công nhân mất việc tại nhiều nhà máy, trước khi tiến hành điều tra thì bất cứ hành động gì cũng đều là không có trách nhiệm. Tôi mặc dù chủ trương tiến hành cải cách các công ty này, nhưng cũng cần hỏi ý kiến nhân viên các nhà máy, sau khi hỏi thăm rõ ràng thì mới tiến hành. Nếu không của thả đưa ra phương án cải cách thì còn bị úp cái mũ làm mất tài sản quốc gia, mà cũng có thể bị nhân viên các nhà máy bắn ngược. Triệu Quốc Đống nói, còn một vấn đề nữa là cán bộ. Quế Toàn Hữu biết việc cải cách các công ty, nhà máy thì Triệu Quốc Đống làm rất giỏi. Có lẽ Triệu Quốc Đống hứng thú với vấn đề cán bộ hơn cả. Trương Thiệu Văn công tác một thời gian dài với phong cách độc đoán, làm cho hầu như toàn bộ cán bộ cấp phó huyện và trưởng phòng ở Tây Giang đều bị y nắm giữ. Mặc dù bây giờ y đã sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhưng cũng thường xuyên gọi điện tới chỉ huy, bây giờ muốn phá vỡ khúc mắc này thì nhất định cần phải có kế hoạch tỉ mỉ, chọn đúng thời điểm ra tay. Đồng thời cũng có nhân sự sung túc ủng hộ, ngoài ra bí thư Triệu cũng nên báo cáo với thị ủy, phản ánh những vấn đề còn tồn tại của Tây Giang. Tôi tin bí thư Kỳ sẽ có bố trí. Đây mới là quan trọng nhất, vấn đề các công ty, nhà máy không cần phải nói, thông qua nền kinh tế thị trường để chuyển hóa chức năng là được. Nhưng vấn đề cán bộ lại khác, đây mới là điều làm người ta đau đầu.
Quyển 8, chương 19. Hai người nói chuyện đến 12 giờ, Quế Toàn Hữu lúc này mới đứng dậy đi về. Triệu Quốc Đống cũng không ngủ ngon. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà trằn trọc mãi. Quế Toàn Hữu là trợ thủ rất tốt, rất nhiều điều y cung cấp làm Triệu Quốc Đống đã có những đầu mối nhất định. Mặc dù không quá hoàn thiện nhưng đây chính là cơ sở để về sau hắn đứng vững được ở Tây Giang. Đồng thời cung cấp cho Triệu Quốc Đống biết nên trọng điểm đột phá ở đâu, đâu là nơi đối thủ yếu nhất, ở đâu dễ dụ hàng nhất. Vương Ích, Lạc Dục Thành, bây giờ phải xem hai tên này. Vương Ích từ văn phòng Lục Kiếm Dân đi ra cũng đã là nửa đêm. Y không bảo lái xe đưa mình tới mà đi bộ trên con bờ ô Giang đến trụ sở thị ủy. Bí thư Lục có ý gì? Vương Ích từ thanh tra thị xã được phái xuống Tây Giang, y biết trọng trách trên vai mình không hề nhẹ. Trương Thiệu Văn độc đoán ngang ngược, Lôi Bằng thâm trầm mà tàn nhẫn, Đinh Cao Thọ kiêu căng, Tiếu Chiêu Quý giảo hoạt, Tiền Trì Quốc không coi ai vào đâu. Còn cả vị bí thư quận ủy mới tới, thoạt nhìn không hề có vẻ kiêu căng, mạnh mẽ như lời đồn, làm người ta cảm thấy tên này rất cẩn thận. Vương Ích cảm thấy không phải. Trong lời của Lục Kiếm Dân nói Triệu Quốc Đống này tới không phải để dưỡng già, y đến là làm việc, như vậy sẽ xung đột về lợi ích với bộ máy thối nát. Vậy ủy ban kỷ luật nên làm như thế nào? Đơn giản, đáng ra tay thì ra tay, nhưng phải tàn nhẫn, chính xác, ổn định, theo lý thuyết chữ ổn định là đầu tiên. Nhưng Tây Giang bây giờ thì Vương Ích cảm thấy tàn nhẫn thích hợp hơn cả. Nhưng dù như thế nào cũng cần bí thư ủng hộ. Vương Ích nhẫn nhịn mấy tháng chính là chú ý tình hình biến hóa. Làm việc phải đảm bảo thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới có thể thành công. Lúc trước muốn làm việc là vô ích, ủy ban kỷ luật làm việc dưới sự lãnh đạo của đảng, bí thư đảng ủy mà can thiệp vào thì anh có là phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật dù có khí phách hơn nữa cũng vô ích. Trương Thiệu Văn đi một thời gian, Tăng Lệnh Thuần chủ trì công việc. Tăng Lệnh Thuần là người tốt nhưng không phải bí thư đủ tư cách, y thiếu khí phách và sự bá đạo. Tăng Lệnh Thuần là chủ tịch đủ tư cách, nhưng muốn làm người đứng đầu một nơi, nhất là Tây Giang thì còn thiếu. Bây giờ Triệu Quốc Đống đến, hướng gió đã đổi, đã đủ nhân tố thành công. Có thiên thời nếu được Triệu Quốc Đống toàn lực ủng hộ, bên trên còn được bí thư Lục Kiếm Dân ủng hộ. Địa lợi đó là y ít nhiều có quan hệ ở thanh tra thị xã, hơn nữa mấy tháng nay ở Tây Giang cũng đã thu được đầu mối, càng không cần phải nói tới Quế Toàn Hữu cũng ẩn nhẫn như y, đó cũng là con sư tử nằm im chờ thời. Nhân hòa, Triệu Quốc Đống giơ ngọn còn lên, y, Lạc Dục Thành, Quế Toàn Hữu, còn có hai người hạ đồng, Bành Nguyên Hậu là kẻ theo chiều gió, tin rằng sẽ thấy rõ tình hình thay đổi. Tăng Lệnh Thuần thì sao? Vương Ích trong lúc nhất thời không rõ người này. Tăng Lệnh Thuần sẽ có thái độ gì nếu xung đột xảy ra? Y mặc dù là phó bí thư, chủ tịch nhưng mà đám người Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ không coi vào đâu. Chẳng qua Vương Ích thấy Tăng Lệnh Thuần không hề tức giận. Điều này cũng làm y phục sự nhẫn nhịn của Tăng Lệnh Thuần. Bây giờ chủ yếu muốn xem quyết tâm của Triệu Quốc Đống lớn như thế nào. Hội nghị liên tịch đảng chính lần đầu tiên diễn ra vào lúc 9 giờ. Ngoài 11 thường vụ quận ủy đến tham gia, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quận cùng bố phó chủ tịch quận, chánh văn phòng ủy ban quận cũng tham gia. 8 giờ 50, nhân viên tham gia gần như đã đầy đủ. Lôi Bằng nhìn thoáng qua đồng hồ thấy Tiền Trì Quốc vẫn chưa tới. Y có chút bực mình, đây là hội nghị đầu tiên của Triệu Quốc Đống, Tiền Trì Quốc đến muộn thì không còn gì để nói. Lôi Bằng khẽ nhìn Đinh Cao Thọ, Đinh Cao Thọ biết ý liền đi ra gọi điện. Tiền ca, điện thoại. Tiền Trì Quốc đang ngủ ngon bị người phụ nữ bên cạnh đánh thức. Y tỉnh tỉnh mê mê định sờ sờ ả phụ nữ thì tiếng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên. Tiền Trí Quốc lúc này đã tỉnh lại cầm lấy máy thì thấy có mấy cuộc nhỡ liền vội vàng nghe. Lão Tiền, ông đi đâu thế? Còn 10 phút nữa là họp, còn không mau tới giây. Đinh Cao Thọ trầm giọng nói. Ồ, tôi lập tức tới ngay. Lão Đinh, ông kéo dài giúp tôi một chút. Tiền Trí Quốc đột nhiên đứng lên làm lộ chăn, bên dưới là một mảng trắng và đen, ả phụ nữ xấu hổ kêu lên và lấy chăn che bụng lại. Tiền Trí Quốc dập máy rồi nhìn một chút mà hậm hực nói. Em che gì, trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn? Ả phụ nữ lộ ra một tia tức tối nhưng không dám cãi. Ả chỉ dám lấy chăn quấn người rồi nói. Tiền ca, đoạn Hà Loan anh phải nhớ cho em đó. Hừ, cô không xem bây giờ là lúc nào sao? Bí thư quận ủy vừa tới, các cô ép tôi phạm sai lầm ư. Tiền Trí Quốc hừ một tiếng. Ông chủ chỗ cô đúng là tham, bảo y bỏ tiền ra thì cứ đùn đẩy.
Tôi sớm nói với hắn là bỏ được thì mới có được, bỏ nhỏ được lớn mà còn không biết sao. Do quan hệ nhiều năm mới hắn nếu không tôi đã sớm giao công trình cho người khác. Cô nói với hắn, bí thư quận ủy mới tới là cái miệng rộng, không có chút tiền thì không làm hắn thỏa mãn được đâu. Ả phụ nữ thầm mắng trong lòng, Tiền Trí Quốc này là tên ác ôn, cũng không biết sao mà có thể lên làm lãnh đạo quận. Một công trình cứ bị treo trên tay hắn, ngủ với hắn, còn phải mất tiền. Tiền Trí Quốc này quá tham, há mồm là đòi 300.000. Không biết ông chủ nghĩ như thế nào mà thích quan hệ với kẻ này. Thấy Tiền Trí Quốc đi ra, ả phụ nữ mới đứng lên gọi điện. Sếp, xem ra có chút phiền phức, họ Tiền nói bí thư quận ủy mới tới, giá lúc trước sợ là không đủ. Hắn nói còn phải cho tên bí thư quận ủy mới tới. Đầu kia chửi một câu rồi dập máy. Tiền Trí Quốc chạy tới phòng hội nghị đã là 9:00, trên đường y đang suy nghĩ xem đối phó chuyện hôm nay như thế nào. Lần đầu họp mà đến muộn sẽ bị người lấy lý do mà chơi mình. Không biết Lão Đinh nói giúp mình như thế nào. Trên đường y đã gọi cho chủ nhiệm ủy ban xây dựng để nói giúp mình. Tiền Trí Quốc vào phòng hội nghị liền thấy Lôi Bằng và Đinh Cao Thọ đang rất tức giận. Phòng hội nghị im lặng không một tiếng động, Triệu Quốc Đống kia ngồi giữa không biết đang viết gì đó trong sổ. Cả phòng hội nghị thậm chí không ai hút thuốc, không khí đầy áp lực. Bí thư Triệu, Chủ tịch Tăng, xin lỗi, tôi tới chậm một chút. Là chủ nhiệm Mễ, Ủy ban xây dựng tìm tôi bàn về quy hoạch thành thị ở phía Tây Ô Giang đến Hà Loan, nói nhiều một chút cho nên. Ngô Ứng Cương, thời gian hội nghị hôm nay anh đã nói với Phó Chủ tịch Tiền chưa? Triệu Quốc Đống bỏ bút xuống rồi lạnh nhạt nói với Chánh văn phòng Ủy ban quận, Ngô Ứng Cương. Tôi có thông báo. Ngô Ứng Cương có chút khẩn trương mà nói, hôm nay biểu hiện của bí thư Triệu khác hẳn hôm qua. Mặt Tiền Trí Quốc cứng đờ lại, trong lòng cũng rất tức giận. Sao, muốn nhằm vào tao ư? Hôm qua y còn nói chuyện với Đinh Cao Thọ rằng tên này tuy được đồn thổi là cứng rắn nhưng chắc cũng biết Tây Giang khó khăn nên biết điều. Sao hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy? Phó Chủ tịch Tiền, vậy anh giải thích với tôi và mọi người ngồi đây xem anh có lý do gì khiến 17 đồng chí đợi anh 23 phút. Triệu Quốc Đống mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng bình thường nhưng ai cũng nghe ra cơn tức giận trong lời nói của hắn. Bí thư Triệu, tôi vừa nãy đã nói tôi thảo luận với chủ nhiệm Mễ. Đủ rồi, Tiền Trí Quốc anh bận, chúng tôi rảnh sao? Anh có thể cho rằng tất cả mọi người ngồi đây chờ anh như đang đi du lịch sao? Tiền Trí Quốc lớn tiếng nói. Lời giải thích của anh tôi không muốn nghe, nếu anh cần tôi tin. Anh có tin tôi lập tức gọi cho Mễ Phương bảo anh ta nói với tôi rằng vừa thảo luận vấn đề gì với anh không? Tôi tin Mễ Phương nhất định có câu trả lời chân thật cho tôi. Dù là trước đó anh có gọi điện cho Mễ Phương bảo anh ta nói giúp. Quyển 8, chương 20. Tiền Trí Quốc nghe vậy thì á khẩu không biết nói gì. Mễ Phương mặc dù cùng hội cùng thuyền với y, nhưng nếu Triệu Quốc Đống thực sự hỏi thì rất khó tưởng tượng Mễ Phương có thể nói dối được. Thấy Tiền Trí Quốc xa sầm mặt. Lôi Bằng vốn không muốn để ý tới Tiền Trí Quốc thì biết mình không ra mặt không được. Nếu để mặc Triệu Quốc Đống xử lý Tiền Trí Quốc, không chừng đòn tiếp theo sẽ khiến tất cả các phòng ban do Tiền Trí Quốc phụ trách sẽ loạn. Lão Tiền, còn ngẩn ra làm gì? Không cần biết anh có lý do gì, hôm nay là lúc nào, đây là hội nghị đầu tiên do Bí Thư Triệu chủ trì, có chuyện gì anh không thể gác sang bên. Lôi Bằng ra vẻ tức giận mà nói. Đây là không biết phân biệt nặng nhẹ. Triệu Quốc Đống vốn định mượn việc này mà gõ Tiền Trí Quốc một phen thì đã bị lời này của Lôi Bằng chặn lại, thậm chí ngay cả chuyện Tiền Trí Quốc trước đó đã làm gì cũng bị che đi. Tiền Trí Quốc cũng muốn kiếm bậc thang mà xuống nên cúi đầu ngồi xuống ghế, không nói gì nữa. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Lôi Bằng đang ra vẻ tức giận, lúc này cứ nói chuyện này nữa thì là hắn quá đáng. Dù sao hắn vừa đến Tây Giang, nếu làm quá đáng sẽ dễ khiến các lão đồng chí có cái nhìn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nhìn Tằng Lệnh Thuần mà nói. Lão Tằng, họp thôi. Hội nghị do Tằng Lệnh Thuần chủ trì, đề tài chỉ có một đó là phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của Tây Giang hiện nay, đưa ra kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể của Tây Giang trong tương lai. Theo lý thuyết công tác phát triển kinh tế là của bên chính quyền, nhưng do Thị ủy Ninh Lăng cứ hàng quý lại tiến hành tổ chức hội nghị công tác kinh tế với sự tham gia của chủ tịch, bí thư các quận, huyện. Vì thế lần này Triệu Quốc Đống tới liền lập tức tổ chức hội nghị này. Triệu Quốc Đống bố trí lãnh đạo phụ trách các mảng phân tích về tình hình công tác của mình, đưa ra biện pháp giải quyết, nhất là nhằm vào Phó Chủ tịch Hạ Đồng phụ trách công nghiệp, tin tức, thương mại, khoa học kỹ thuật. Phó Chủ tịch Ngụy Hiểu Lam phụ trách nông nghiệp, Phó
Phó Chủ tịch Tiền Trí Quốc phụ trách xây dựng đô thị, đất đai, giao thông, Phó Chủ tịch Thi Cương phụ trách công an, tư pháp, du lịch, bảo vệ môi trường, kế hoạch hóa gia đình, an toàn lao động. Phó Chủ tịch Quang Vinh Thịnh phụ trách giáo dục, văn hóa, vệ sinh môi trường. Yêu cầu bọn họ đưa ra ý tưởng và kế hoạch trong công việc của mình. Mấy phó chủ tịch liền nói ra công việc và suy nghĩ phát triển của mình. Chẳng qua so sánh với bên chính quyền thì công tác bên đảng ủy có vẻ mơ hồ hơn. Trong hội nghị Triệu Quốc Đống chỉ ghi chép, thi thoảng hắn nói với vài câu rất trực tiếp khiến nhân viên bộ máy không quá thích ứng. Nhất là sau khi có chuyện vừa rồi làm mọi người càng phải cẩn thận, cố tránh mắc sai lầm. Đây như hội nghị báo cáo công việc, chẳng qua mọi người đều biết dù là ai muốn thông qua cách này để biết tình hình thực tế là không thể, hiểu qua được tình hình Tây Giang đã là may rồi. Sau khi các thành viên nói xong đã là hơn 2 tiếng. Triệu Quốc Đống chỉ đưa ra hai điểm lãnh đạo phụ trách tốt công việc của mình, xem còn tồn tại vấn đề gì. Sắp tới hắn sẽ đến các phòng ban, xã, thị trấn khảo sát nhưng không báo trước, căn cứ kết quả khảo sát kết hợp báo cáo của các lãnh đạo phụ trách mà nghiên cứu một lần nữa. Điều khác là yêu cầu các lãnh đạo phụ trách làm gương tốt cho cán bộ bên dưới. Quốc Đống, lại đây, tôi đợi lâu rồi. Lạc Dục Thành thấy Cao Dương thân thiết mời Triệu Quốc Đống như vậy, Lạc Dục Thành mới biết hôm nay Cao Dương gọi mình tới là để làm trung gian. Viện trưởng Cao mời thì sao tôi dám không tới? Chẳng may ngày nào anh không nhận người và bắt tôi, chẳng phải tôi khóc cũng không được sao? Triệu Quốc Đống thấy ngay Lạc Dục Thành đang đứng ở cửa đợi, hắn ngẩn ra rồi cười nói. Lão Lạc, hôm nay đến báo cáo công việc với viện trưởng Cao à? Báo cáo gì chứ? Nếu báo cáo thì Lão Lạc phải báo cáo với Bí Thư Lam hoặc viện trưởng Dư. Lão Lạc bây giờ không còn là viện trưởng Lạc trước đây nữa, đã là Bí Thư Lạc. Cao Dương mơ hồ biết ý đồ Lạc Dục Thành muốn nhờ mình mời Triệu Quốc Đống. Lạc Dục Thành trước đây từng tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, thậm chí còn gần như chưa từng gặp mặt. Cả tuần vừa rồi Triệu Quốc Đống gần như xuống các xã, thị trấn ở Tây Giang khảo sát. Đồng thời cũng đến các phòng ban, công ty, nhà máy tìm hiểu tình hình. Chẳng qua hắn đi không hề có lịch cụ thể. Có khi sáng đến xã, chiều đến nhà máy, thậm chí còn tầm tiếng là hết giờ thì hắn đến phòng ban nào đó. Điều này khiến các phòng ban, xã, thị trấn đều phải đề phòng, sợ rằng chưa hết giờ làm mà nhân viên về hết, bí thư Triệu tới mà mình không có ở đây. Cũng may Triệu Quốc Đống nếu biết lãnh đạo phòng ban chỉ cần có nguyên nhân ra ngoài thì không vấn đề gì. Chẳng qua không ai muốn để bí thư quận ủy đến nói chuyện với phó để có ấn tượng rồi thay mình. Cho nên bọn họ dù thà chờ hết giờ làm đi đâu thì đi, cũng không muốn rời khỏi cơ quan. Triệu Quốc Đống nói như vậy là tốt, chỉ cần lãnh đạo xã, thị trấn, phòng ban làm như vậy tức là nói bọn họ ý thức được quyền uy của hắn, hơn nữa cũng thành thói quen, đây là hắn đã tiến được một bước. Dù là lãnh đạo có khả năng đến đâu cũng không thể một bước phá vỡ một hệ thống. Hắn cũng không có năng lực này. Nếu làm như vậy thì hắn chỉ có thể đẩy tất cả mọi người thành đối thủ của mình mà thôi. Chiêu hàng, lôi kéo, liên minh, đây là các thủ đoạn trong chiến tranh thời xưa, quan trường cũng có thể áp dụng nó. Thế lực của Trương Thiệu Văn ở Tây Giang này là rất lớn. Đương nhiên theo y rời đi cũng khiến thế lực suy giảm và chia rẽ. Lôi Bằng và Đinh Cao Thọ bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu như nói Tằng Lệnh Thuần làm bí thư thì bọn họ còn có cơ hội. Chẳng qua Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nên bọn họ không có cơ hội. Tiếu Chiêu Quý rất thông minh mà thông qua Tương Uẩn Hoa liên lạc với hắn. Mặc dù bây giờ còn chưa có dấu hiệu nhưng cũng có ý đưa Cảnh Ô Lưu ra. Triệu Quốc Đống biết, đối phương biết, Tương Uẩn Hoa biết. Lần gặp Lạc Dục Thành này làm Triệu Quốc Đống càng thêm tin tưởng. Hắn nghĩ đến cuộc điện thoại của Lục Kiếm Dân cho mình, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Xem ra Trương Thiệu Văn mất xu thế không phải một mình Nghiêm Lập Dân là có thể giữ được nó. Bí thư Triệu, hôm nay tôi đến chỗ bàn công việc với viện trưởng Dư, thuận tiện đến chỗ viện trưởng Cao ngồi và nói chuyện tới bí thư Triệu đã đến Tây Giang. Viện trưởng Cao nói đến ngài cho nên. Cao Dương tiếp lời đối phương mà nói. Sao, Quốc Đống, không có việc gì thì không thể gọi cậu sao? Có phải là phải được bí thư Lam thì mới tới do cậu bây giờ đã là thường vụ thị ủy hả? Ha ha, lời đó anh nói, tôi không nói. Triệu Quốc Đống cười nói. Trên bàn đừng gọi tôi là lãnh đạo, là anh em mà. Ha ha, Lão Lạc, viện trưởng Cao là lão lãnh đạo trước đây của tôi. Khi tôi mới đến đồn công an thì anh ta đã là phó bí thư đảng ủy khu phụ trách chính pháp, thoáng cái đã 5 năm rồi. 5 năm không dài cũng không ngắn. Trong 5 năm Triệu Quốc Đống đã thay đổi 4 đơn vị.
từ một nhân viên đến bây giờ đã là cấp phó giám đốc sở, tốc độ lên chức quá nhanh làm người ta sợ hãi. Cao Dương lúc ở Giang Khẩu còn là cấp phó trưởng phòng, bây giờ là cấp chính huyện tuy nhanh nhưng kém hơn nhiều so với Triệu Quốc Đống. Không phải ai cũng có thể gặp cơ hội tốt như vậy, đây là đồng nghiệp của Cao Dương thấy y lên chức nhanh liền tự an ủi mình. Bây giờ Cao Dương gặp Triệu Quốc Đống cũng tự an ủi mình như vậy. Được rồi, cậu đừng có nói đều tôi vậy chứ. Không phải trước đây tôi là lãnh đạo của cậu, bây giờ cậu là lãnh đạo của tôi sao? Cao Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Hôm nay không có ai là lãnh đạo, Quốc Đống, cậu lên chức, tôi vẫn chưa chúc mừng cậu. Hôm nay coi như được như ý. Dục Thành cũng là một người bạn tôi gặp sau khi tới Ninh Lăng, bạn thân. Quốc Đống, sau này cậu phải ủng hộ anh ta nhiều vào. Triệu Quốc Đống liền hiểu ý bạn thân mà Cao Dương nói. Cao Dương là người đúng mực, bạn thân của y không nhiều. Điều này làm Triệu Quốc Đống yên tâm. Viện trưởng Cao nói đúng, tôi mới tới Tây Giang nên không quen mấy, sau này cũng nhờ Lão Lạc ủng hộ mới đúng. Triệu Quốc Đống nhìn Lạc Dục Thành mà cười nói. Quyển 8, chương 21. Bí thư Triệu quá khách khí rồi, tôi là cấp dưới của bí thư Triệu, phục tùng chỉ huy là nhiệm vụ. Lạc Dục Thành vội vàng nói, y chủ động tỏ vẻ đến gần và phục tùng chỉ đạo của Triệu Quốc Đống đúng là không dễ. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Vài chén rượu vào bụng, ba người cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhất là Lạc Dục Thành xuất thân là quân nhân nên tính cách khá hào sảng. Rượu đến là uống, uống đến độ hai má bắt đầu hồng lên. Quốc Đống, vị trí bí thư quận ủy Tây Giang đã để trống vài tháng, nghe đồn không ít, đủ lời nói, cuối cùng rơi vào đầu cậu. Xem ra thị ủy đúng là có ý đồ. Cao Dương không còn là người như khi mới tới Ninh Lăng nữa. Lam Quang đánh giá Cao Y, nghe đồn viện trưởng viện kiểm sát Sư Dương có thể điều đi, chức viện trưởng viện kiểm sát này đang được Lam Quang đề cử cho Cao Dương tiếp nhận. Hơn nữa Kỳ Dư Hồng cũng có chút ấn tượng với Cao Dương. Ha ha, anh có ý gì thế? Sao tôi không biết? Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, tôi nói thật đó. Tây Giang không ít vấn đề. Tôi không nói kinh tế trì trệ, các nhà máy hầu hết có hiệu quả kinh doanh kém, quan hệ quần chúng căng thẳng. Cậu có nghĩ tại sao lại như vậy không? Cao Dương rót cho mình một chén, uống cạn rồi nói. Bệnh nặng phải có thuốc mạnh, có đôi khi phải tự chặt tay mới giải quyết được vấn đề. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Vở kịch tới rồi, bữa tiệc không chỉ đơn thuần là tiệc. Trong quan trường dù quan hệ cá nhân tốt nhưng nó vẫn có nhiều điều không thể nói thẳng. Cũng may hắn và Cao Dương không phải người cùng ngành. Viện trưởng Cao nói xem nếu bị cụt tay rồi có mọc lại không. Ha ha, nếu không chặt thì càng lúc càng ác liệt hơn. Cao Dương nói. Cũng chưa chắc, có thể bị dính máu, hoặc mất máu quá nhiều khiến bản thân suy yếu mà chết. Viện trưởng Cao có nghĩ tới việc này không? Quốc Đống, cậu phản đối. Cao Dương nhíu mày nói. Không, viện trưởng Cao, có những lúc phải xem thời cơ. Triệu Quốc Đống giơ chén lên mà nói. Viện trưởng Cao, Tây Giang không giống Giang Khẩu, khi đó làm gì cũng không khó khăn như bây giờ. Bây giờ làm chút chuyện là có đủ người quan sát, hơi không chú ý là cục diện thay đổi hoàn toàn, có kẻ sẽ dùng chuyện mà nhằm vào mình cơ mà. Ha ha, mọi việc đều dễ dàng thì sao thị ủy, ủy ban thị xã không động vào nhà máy xăng dầu kia. Cao Dương run lên, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống đến thị xã có vài hôm mà tai mắt lại nhanh nhạy như vậy, đã biết chuyện nhà máy này. Viện kiểm sát cũng không dám dễ dàng động vào nhà máy này bởi vì còn có vấn đề sống của mấy trăm nhân viên nhà máy. Sao Triệu Quốc Đống lại biết cơ chứ? Viện trưởng Cao, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Ba chúng ta ngồi đây đều đã từng trong ngành chính pháp mà. Tôi không có ý gì khác, càng không muốn nói giúp ai. Trên thị xã hy vọng mở cục diện ở Tây Giang thì tôi cũng hiểu. Nói thật tôi càng mong một lưới bắt hết các con sâu mọt hơn các anh, có thể trả lại bầu trời trong xanh cho Tây Giang. Chẳng qua nếu tôi làm bí thư quận ủy thì phải lo lắng tình hình toàn quận, cần động sẽ động, nhưng lúc nào động, động như thế nào thì hy vọng viện kiểm sát phải trao đổi với quận ủy. Chính xác mà nói là trao đổi với Lão Lạc. Lão Lạc, đây là vấn đề nguyên tắc, nếu không sẽ gây mất ổn định. Cái mông quyết định cái đầu, ngồi ở vị trí khác thì lo lắng sẽ khác. Cao Dương đứng ở góc độ phó viện trưởng viện kiểm sát nên nhìn nhận vấn đề sẽ khác. Nhiều nhà máy Tây Giang đều có manh mối là liên quan đến lãnh đạo quận. Viện kiểm sát thị xã muốn động nhưng ở thời của Trương Thiệu Văn bị kiềm chế nhiều. Dư Dương cũng lo đánh rắn động cỏ nên không động. Trương Thiệu Văn đã bị điều đi vài tháng,
Tăng lệnh Thuần chủ trì công việc, thị xã lại lo nếu lúc này có động tác sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Tây Giang, vì thế yêu cầu Viện Kiểm sát tạm thời dừng hành động. Đến bây giờ Triệu Quốc Đống nhận chức, Lam Quang mới hở giọng một chút bảo Cao Dương tiếp xúc với Triệu Quốc Đống, hiểu ý đồ của Triệu Quốc Đống. Lạc Dục Thành tìm tới cũng là hy vọng thông qua Cao Dương mà quan hệ với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, vậy cậu định làm như thế nào? Cao Dương hỏi thẳng, mặc kệ Triệu Quốc Đống đồng ý hay không, y dù là thường vụ thị ủy nhưng không phụ trách mảng chính pháp mà. Trong thị ủy ngoài Kỳ Dư Hồng, Lam Quang ra thì về lý thuyết không ai có thể ảnh hưởng tới Viện Kiểm sát phá án. Nếu thái độ của Triệu Quốc Đống mà mập mờ thì Cao Dương cũng không định thỏa hiệp. Viện trưởng Cao, tôi biết anh đang muốn làm nhanh, nhưng Trương Thiệu Văn đã công tác ở Tây Giang nhiều năm, Tăng Lệnh Thuần mới chủ trì công việc vài tháng, trên thị xã sao không động những lúc đó mà khi tôi vừa tới đã định có hành động lớn. Tôi không sợ nhưng Tây Giang ngay dưới mắt thị ủy, ví dụ như mấy nhà máy mà anh nói, vị lãnh đạo quận nào dính tới thì tôi mơ hồ biết nhưng nếu thoáng cái đâm ra thì chúng ta phải lo tới phản ứng của xã hội. Bây giờ lại là cuối năm, vấn đề ổn định là quan trọng nhất. Cho nên tôi muốn viện trưởng Cao cho tôi một thời gian, coi như để mọi người chuẩn bị một chút. Cao Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống lúc này rất bình tĩnh và không hề e ngại tránh ánh mắt đối phương. Quốc Đống, vậy cho tôi một thời gian, cậu cần bao thời gian chuẩn bị? Cao Dương nhướng mày gằn giọng nói. Không có Tây Giang ủng hộ và phối hợp thì rất nhiều chuyện Viện Kiểm sát thị xã muốn triển khai cũng khó. Hơn nữa sức chiến đấu của Viện Kiểm sát do Lạc Dục Thành nắm giữ là khá mạnh, Cao Dương lo Lạc Dục Thành nghe lời của Triệu Quốc Đống nên đứng sang bên. Viện trưởng Cao, sau Tết được không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Sau Tết là khi nào? Cao Dương nói. Không có thời gian nhất định sao? Viện trưởng Cao yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Chỉ còn 2-3 tháng nữa là đến Tết mà. Tôi không định làm lớn chuyện trước Tết, cũng để thị xã có cái Tết yên ổn mà. Chẳng qua sang năm tôi nghĩ cần động phải động, tôi sẽ phối hợp với anh, cố gắng giải quyết tận gốc vấn đề tham ô, hủ hóa. Triệu Quốc Đống cười nói. Lạc Dục Thành ngồi giữa mà có chút xấu hổ, y không ngờ trong bữa ăn Cao Dương lại nói mấy vấn đề này ra. Trên thực tế không ít đầu mối Cao Dương nắm giữa xuất phát từ bên Viện Kiểm sát Tây Giang. Chỉ là Lạc Dục Thành cũng lo quyền lực của mình bị quận ủy hạn chế nhiều cho nên mới giao cho Viện Kiểm sát thị xã. Nhưng thái độ của Triệu Quốc Đống hôm nay là rất rõ ràng. Viện Kiểm sát thị xã muốn có động tác ở Tây Giang phải được quận ủy cho phép. Mà y là bí thư đảng ủy chính pháp Tây Giang cần phải duy trì liên lạc với Viện Kiểm sát thị xã, để phòng Viện Kiểm sát thị xã hành động không báo trước. Chẳng qua y thấy quan hệ cá nhân của Cao Dương và Triệu Quốc Đống khá tốt, tranh cãi hoàn toàn vì công việc, hơn nữa có thể nói đều là làm như thế nào để đạt được mục đích. Lạc Dục Thành cũng tin Cao Dương biết phân biệt nặng nhẹ, nhất là Triệu Quốc Đống còn là thường vụ thị ủy và bạn tốt của đối phương. Trong bữa ăn ba người đều vui vẻ. Sau khi Cao Dương đi trước, Triệu Quốc Đống và Lạc Dục Thành đi dạo trên bờ Tú Hà. Lão Lạc, viện trưởng Cao là một người rất tốt nhưng mà chúng ta cũng có lo lắng của mình. Mấy nhà máy của Tây Giang bây giờ đang rất sa sút, thậm chí đang chuẩn bị phá sản. Mấy nhà máy viện trưởng Cao nói thì không phải không có vấn đề. Nhưng chúng ta cần làm là lợi dụng cơ quan nhà nước như thế nào để giải quyết khó khăn cho các nhà máy. Sau một phen nói chuyện, Triệu Quốc Đống cũng đánh giá Cao Lạc Dục Thành. Người này giỏi nhẫn nhịn, biểu hiện luôn bình tĩnh, là một người có năng lực. Bảo sao Quế Toàn Hữu và Cao Dương đều đánh giá cao đối phương. Bí thư Triệu, tôi hiểu ý của ngài, chỉ là nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ đánh mất thời cơ. Lạc Dục Thành nói. Ừ, điều anh nói thì tôi cũng nghĩ tới, cũng là cách thử xem năng lực nắm chắc thời cơ của chúng ta. Tôi tin anh và tôi sẽ tính chuẩn thời cơ. Triệu Quốc Đống dừng lại nhìn chằm chằm vào Lạc Dục Thành mà nói. Chúng ta cần làm vài việc từ trước. Lão Lạc, công việc này Viện Kiểm sát cần làm, Viện Kiểm sát Tây Giang không thể đặt mình ở bên ngoài, thậm chí tham gia càng sâu càng tốt. Nhiệm vụ này tôi giao cho anh, có vấn đề gì cứ tìm tôi. Quyển 8, chương 22. Sống đôi khi phức tạp hơn ta nghĩ, nhưng đôi khi nó đơn giản hơn ta tưởng nhiều. Triệu Quốc Đống cảm nhận cuộc sống chính là như vậy. Sau khi lên làm thường vụ thị ủy, hắn bắt đầu suy tính thiệt hơn. Hơn nữa khi được bố trí đến làm bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy khu khai phát, cảm giác thoải mái như hồi còn Hoa Lâm đã mất. Hắn giống như một con sâu rơi vào mạng nhện, làm gì cũng cảm thấy có rất nhiều trói buộc. Ngồi trong văn phòng, Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ về công việc nửa tháng qua. Lịch hôm nay cũng kín đặc,
sáng mất gần tiếng xử lý công việc hàng ngày, sau đó xuống xã, phòng ban, nhà máy. Nửa tháng hắn đã đi gần được nửa các xã. Đến chiều hắn bình thường đều đến hai phòng ban, sau đó đúng 3 giờ 30 sẽ sang khu khai phát, cùng Lô Miễn Dương phân tích thiếu hụt trong công tác thu hút đầu tư của khu khai phát. Sau đó hắn mất một tiếng nói chuyện với cán bộ trung tầng của khu khai phát, cuối cùng mời bọn họ nói xem làm như thế nào để cải cách tác phong làm việc. Tôi chính là ngồi tâm sự và tìm hiểu tình hình với thành viên bộ máy Tây Giang, nếu không sẽ cùng mấy vị trong khu khai phát bàn xem định vị ngành sản xuất chủ đạo là gì. Bình thường phải đến 10, 11 giờ tối mới xong. Áp lực của thị xã với khu khai phát đã rõ ràng hơn, từ tài chính cấp từng chút một là thấy rõ vấn đề. Rất phong phú, bận rộn, mệt mỏi nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Đây là kết luận của Triệu Quốc Đống về công việc của hắn trong thời gian này. Triệu Quốc Đống giao điện thoại cho lệnh Hồ Triều, nói nếu không có việc gấp thì đừng gọi mình. Hắn hình như đã đọc được một câu từ đâu đó nói rằng cuộc sống chính là giống cưỡng bức. Anh không phản đối được thì phải học cách hưởng thụ. Công việc như một vòng xoay, anh không được thì người khác sẽ lên. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ cuộc sống và công việc của mình thì là như thế nào. Triệu Quốc Đống nhấp từng ngụm trà một, mùi trà làm hắn tỉnh táo. Tại sao mình ở Hoa Lâm thoải mái như vậy, đến đây lại bó tay bó chân? Là có người giúp việc đắc lực ư, có một chút nhưng không hoàn toàn. Ở Tây Giang này đã có Quế Toàn Hiếu, Lạc Dục Thành và Vương Ích. Tăng Lệnh Thuần kia cũng phối hợp, sao hắn vẫn không thấy thuận tay? Là do hoàn cảnh quá kém, cũng có một chút, tình hình mấy công ty, nhà máy của Tây Giang đúng là không còn gì để nói, chúng chỉ còn cố gắng gây sự chú ý của xã hội một chút mà thôi. Vậy mình đã đi lầm ở chỗ nào? Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ từng chút một. Nếu như không thể hiểu rõ tình hình thật sự của Tây Giang thì hắn đúng là khó có thể nhìn nhận ra vấn đề thật sự. Dù là công việc hay nhân sự thì hắn cũng cần quá trình quen thuộc. Xuống cơ sở nói chuyện, nghe ngóng là biện pháp trực tiếp nhất. Đương nhiên đây chỉ biết hiện tượng bề ngoài, nhưng thông qua bề ngoài mà muốn biết bản chất thì phải do năng lực phân tích của chính hắn. Chẳng qua đã hơn 20 ngày, hắn đến hơn phân nửa số xã, thị trấn thì thấy tình hình ở đây cũng còn được, tình hình các phòng ban kém hơn một chút. Các công ty thì nửa mừng nửa lo. Đây là Tây Giang, không phải Hoa Lâm, vị trí quận nội thành khiến nó là trọng điểm của cả Ninh Lăng. Có lẽ do hắn đã quen với việc luôn thuận lợi trong công việc cho nên mới thấy không làm được gì ở Tây Giang này. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích tâm trạng của mình, mới không đầy một tháng mà muốn làm được gì thì có phải hắn tự đưa mình lên làm thần không? Nếu hắn muốn thay đổi bộ mặt Tây Giang thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Triệu Quốc Đống cười cười chính mình. Trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể làm người ta trưởng thành, đây là cơ hội tốt để hắn rèn luyện. Triệu Quốc Đống dần bình tĩnh lại và đã nghĩ thoáng hơn. Bên Tây Giang cần ổn định, nhưng bên khu khai phát lại không thể chậm trễ được. Lý Trạch Hải và Phùng Vân Khôn cũng cảm nhận được nguy cơ, thời gian này bọn họ không ngừng xuống các nhà máy, công ty điều tra, nếu không cũng về tìm tài liệu, phân tích ưu khuyết điểm của khu khai phát Ninh Lăng, kém các khu khai phát trong tỉnh như thế nào. Ngành sản xuất chủ đạo đã đi được bước đầu trong việc xác định, mà đi bước này cũng cần phân tích khoa học và chỗ dựa. Triệu Quốc Đống cũng tham gia phân tích với bọn họ, cũng khảo sát hai nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt nhất khu khai phát. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Thiên Hằng, một công ty cổ phần. Một là công ty trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Quốc gia Công ty Sản xuất Biến áp Ninh Lăng. Hai nhà máy này gần như đóng góp một nửa thuế và giá trị sản xuất của khu khai phát Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng cùng Lý Trạch Hải và Phùng Vân Khôn sơ bộ có ý kiến nếu khu khai phát Ninh Lăng muốn thoát khó khăn thì nhất định phải tận dụng tốt ưu thế của mình mà phát triển ngành chủ đạo. Ưu thế của khu khai phát Ninh Lăng là gì? Trước mặt là điểm giao giữa Ô Giang, Thúy Hà, thuyền 3.000 tấn đi qua không vấn đề gì, phát triển ngành sản xuất cảng có ưu thế tốt. Phía Bắc là huyện Vân Lĩnh có tập đoàn Đông Năng sẽ xây dựng trạm phát điện, giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, giai đoạn 2 đang được xây dựng. Nguồn điện phong phú có thể thỏa mãn nhu cầu của các nhà máy. Bây giờ trong khu khai phát Ninh Lăng có hai nhà máy trong lĩnh vực điện thì hoàn toàn có thể phát triển ngành sản xuất này. Ngành sản xuất điện có mấy lĩnh vực như thiết bị biến áp, ắc quy, dây điện, Triệu Quốc Đống và mấy thành viên bộ máy khu khai phát về cơ bản xác định đây là ngành sản xuất chủ đạo của khu khai phát. Sau một phen cân nhắc, các lãnh đạo của ban quản lý quyết định chọn mấy mảng như sản xuất dây điện cùng phát triển hậu cần, thương mại là ngành sản xuất chủ đạo thứ hai. Điều này thì có chút khó khăn nhưng Triệu Quốc Đống biết bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác.
nếu phát triển chỉ một ngành nói thì dễ, nhưng trong thời gian ngắn muốn hấp dẫn công ty có quy mô lớn đến khu khai phát Ninh Lăng là có tính khiêu chiến cao. Nếu nói với khó khăn thì bên Tây Giang còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng khu khai phát Ninh Lăng chỉ là thu hút đầu tư. Khu khai phát Ninh Lăng không phải như Hoa Lâm, tùy tiện một công ty nào vào cũng đều có thực lực tài chính mạnh. Bây giờ đã có một bức tranh tổng thể, anh đã có người đưa ra quy hoạch chính xác, phát triển theo hướng nào, nếu không sẽ khiến cho khó khăn trong thời gian tới. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, trong lòng có rất nhiều ý tưởng nhưng nó lại phải chịu trước khó khăn hiện tại. Nhìn đồng hồ thấy đã là 11 giờ, Triệu Quốc Đống đang định ra ngoài đến một phòng ban thì có người gõ cửa. Bí thư Triệu, điện thoại từ Bắc Kinh gọi. Lệnh Hồ Triều vội vàng chạy tới nói. Ồ, cậu ra ngoài đi. Triệu Quốc Đống cầm máy về lại văn phòng. Thằng danh này đều đến Ninh Lăng mà không nói với anh một câu. Thấy sao? Thái Chánh Dương cười nói. Không phải anh mới từ nước ngoài về sao? Bên đó bận lắm phải không? Sắp hết năm rồi, sẽ diễn ra đại hội đại biểu nhân dân, bộ năng lượng có thể thành lập hay không đang được mọi người bàn tán, anh rảnh được sao? Chút chuyện nhỏ của em sao dám làm phiền anh? Nghe thấy là Thái Chánh Dương gọi tới, Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ lên. Hừ, đừng có mà trổ tài miệng lưỡi với anh. Anh bận thì bận nhưng chẳng lẽ không có thời gian quan tâm chuyện của chú sao? Thái Chánh Dương hừ một tiếng mà nói. Không nói nhảm, chuyện chú và cô bé kia đến đâu rồi? Rất tốt, trong thời gian anh ra nước ngoài với thủ tướng thì em đã lên Bắc Kinh, đi dạo với cô ấy, cũng được. Triệu Quốc Đống há mồm mà nói. Công việc bên Cục Châu Phi rất bận, em không tiện quấy rầy nhiều. Em và cô ấy bình thường thì một tuần gọi điện 2-3 lần. Vậy mới tốt. Thái Chánh Dương ở bên kia rõ ràng là rất hài lòng. Như vậy đi, cuối tuần chú bay lên gọi Tiểu Lưu đi cùng, anh mời khác. Anh cũng gọi cả Lưu Nham anh cô ta đi cùng. Triệu Quốc Đống thầm hô không ổn. Thái Chánh Dương nói như vậy tức là không cho phản đối, nhưng điều này sao được. Thái ca, thời gian này em. Không nói nhiều. Chú nếu thấy không thể rời đi thì anh gọi điện xin phép Kỳ Dư Hồng thay chú. Thái Chánh Dương lạnh lùng nói. À, vậy được, không cần. Triệu Quốc Đống lắp bắp nói. Quyển 8, chương 23. Triệu Quốc Đống mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Phiền rồi. Hắn đã nói với Thái Chánh Dương rằng mình tiếp xúc với Lưu Nhược Đồng hơn nửa năm, gặp nhau ít nhất 10 lần, chia đều hàng tháng 2 lần, hơn nữa lần nào cũng đều vui vẻ. Nếu để Thái Chánh Dương biết mình lừa thì y sẽ có phản ứng như thế nào? Chưa từng gặp mặt, gọi điện chỉ có vài lần, bây giờ thì hay rồi. Nhất định sẽ bị lộ. Làm sao bây giờ, Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời đúng là không tìm ra biện pháp. Điện thoại lại vang lên, Triệu Quốc Đống không muốn nghe nhưng tiếng chuông không ngừng vang làm hắn bực tức. Ai đó? Triệu Quốc Đống đang tức nên lớn tiếng nói. Anh sao thế, là tôi. Giọng nói dễ nghe truyền tới làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại. Là cô. Ừ, có phiền phức rồi, bố mẹ hy vọng gặp anh họ Lưu Nham của tôi không ngừng thúc giục, tôi không thể đùn đẩy được. Lưu Nham hình như quan hệ rất tốt với Thái Chánh Dương, anh tốt nhất nói với Thái Chánh Dương rằng anh rất bận nên không thể lên Bắc Kinh. Lưu Nhược Đồng ở đầu bên kia có chút lo lắng nói. Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói. Lưu Tiểu Thư, cô nói dễ nhỉ. Tôi nói với Thái ca như thế nào, y vừa gọi điện bảo tôi cuối tuần phải bay lên Bắc Kinh, tôi cũng nói có nhiều việc nhưng không lay chuyển nổi. Cô công tác ở Cục Châu Phi, lúc nào cũng lấy lý do sang Châu Phi được mà, như vậy không phải quá dễ sao? Lưu Nhược Đồng lần đầu nghe được Triệu Quốc Đống nói trong cơn giận nên ngẩn ra và nói. Anh coi bộ ngoại giao là gì? Nói đi công tác là được sao? Bố mẹ tôi đều làm trong ngành nhiều năm, trong bộ không thể lừa được bọn họ. Đi công tác hay không thì bọn họ rất rõ ràng, tôi làm như thế nào mà lừa được. Vậy cô nghĩ bên tôi dễ sao? Tình hình bên tôi thì Thái ca hiểu rõ, tôi nếu nói dối, anh ta có thể dễ dàng biết được. Tôi nói như thế nào? Triệu Quốc Đống cũng thấy mình sai khi cùng cô ta đóng kịch. Mít thì hay rồi, Thái Chánh Dương còn có thể bỏ qua cho hắn ư. Sớm biết như vậy thì từ đầu nói không hợp có phải hơn không? Vậy anh nói nên làm như thế nào? Lưu Nhược Đồng có lẽ cũng không còn biện pháp nào để giải quyết. Dù sao chuyện này đã không thể khác, đây là lần đầu cô lừa bố mẹ và ông anh lâu như vậy, ngay cả ông bà nội cũng biết và rất quan tâm. Nếu bây giờ đột nhiên nói tất cả đều giả thì không phải chọc vào tổ kiến lửa sao? Cô mặc dù rất độc lập nhưng không phải không có tình cảm gia đình. Triệu Quốc Đống cũng không có gì để nói,
một lúc sau mới trầm giọng nói. Lưu tiểu thư, cô tốt nhất nói với Lưu Kiều một câu. Chị ta kéo hai chúng ta xuống nước thì bây giờ không thể thấy chết mà không cứu chứ. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm Lưu Nhược Đồng bên kia không nhịn được cười. Không đến mức như vậy chứ. Được rồi, tôi hỏi chị ấy xem có biện pháp gì không. Triệu Quốc Đống mệt mỏi bỏ máy xuống. Sao đột nhiên gặp phiền toái lớn như vậy chứ? Nói thẳng hay tiếp tục đóng kịch? Lưu Kiều nhận được điện của Lưu Nhược Đồng cũng giật mình. Cô không biết chuyện lại thành lớn như vậy. Ông nội của hai cô đều đã hỏi, chẳng qua khi ấy cô đã giả vờ không biết. Bây giờ Lưu Nhược Đồng gọi tới làm cô biết chuyện không thể cứu vãn. Daisy Lee, em đã gọi điện mấy lần với Triệu Quốc Đống kia, thấy sao? Lưu Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Thế nào là thế nào? Em và hắn chỉ là diễn kịch để nhà xem, hiểu chút tình hình về nhau mà thôi, còn đâu không nói chuyện gì khác, ngay cả mặt cũng chưa gặp cơ mà. Lưu Nhược Đồng nghe ra ý của bà chị nên nói. Daisy Lee, bây giờ chúng ta không nói cái này, chị chỉ là nói em và hắn gặp mặt nói chuyện một chút có được không? Lưu Kiều nói. Gặp mặt, có cần như vậy không? Lưu Nhược Đồng ở bên kia có chút giật mình mà nói. Em thấy sao? Lưu Kiều không khách khí mà nói. Bây giờ đã như vậy, hoặc là em nói thẳng với trong nhà và kết thúc trò chơi là xong chuyện. Nếu không tiếp tục đóng kịch, gọi hắn đến sớm, gặp mặt một chút, làm quen một chút, sau đó bàn xem đóng kịch ra sao để qua cửa này. Có lẽ người nhà cũng yên tâm, dù sao hắn bây giờ cũng là lãnh đạo một phương, ở nhà không thể liên tục gọi hắn lên mà. Sau đó một thời gian thì nói hai bên bận việc, không có thời gian bên nhau và chia tay. Chia tay, vậy ông và bố có tha cho em không? Lưu Nhược Đồng bên kia có chút do dự mà nói. Cái này anh không dám chắc, phải xem ông và bố em có ấn tượng như thế nào về Triệu Quốc Đống. Nếu không có ấn tượng gì thì dễ, nếu không thì khó nói. Lưu Kiều hàm hồ nói. Lưu Nham đáng chết, anh ta khen tên kia một cách quá đáng với ông và bố em. Cái gì mà trên trời hiếm có, nhìn xa hiểu rộng, tiền đồ vô hạn, gì mà trầm ổn phong độ. Em nghe thấy y nói như vậy mà muốn buồn nôn. Lưu Nhược Đồng có chút mất bình tĩnh mà kêu lên. Bây giờ cả ông và bố em đều rất muốn gặp hắn ta, chị nói em bây giờ có thể đi nói không có chuyện này sao? Lưu Kiều ở đầu bên kia đang cố nhịn cười, chẳng qua giọng vẫn rất bình tĩnh. Lưu Nham nói thực ra cũng không quá đâu, tên kia mới 27 đã là bí thư huyện ủy. Chị đã gặp hắn hai lần cảm thấy ăn nói không dung tục, không giống đám quan liêu bình thường. Chị đề nghị em gặp hắn một lần rồi quyết định. Hơn nữa người ta cũng chưa chắc muốn đóng kịch với em cơ mà. Hừ, sao lúc trước chị không nói như vậy? Đó là do lúc đầu chị không biết mà. Lưu Kiều cười hì hì nói. Daisy Lee, mặc kệ sau này như thế nào nhưng chị thấy em gặp hắn cũng không sao mà. Ít nhất có một điểm có thể khẳng định đó là hắn không phải đồ bỏ như chúng ta nghĩ ban đầu, dính vào là không thể ném đi được. Lưu Nhược Đồng cũng thấy mình đã bị trộm đưa lên thuyền, đã lên là không thể xuống. Chẳng qua cô không thể tưởng tượng được Lưu Kiều sẽ có chỗ tốt gì khi làm vậy. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Lưu Nhược Đồng nói cách giải quyết kia thì không còn gì để nói. Chuyện đến nước này thì hắn phải mạo hiểm đi đóng kịch thôi. Lưu Nhược Đồng bảo hắn mau tới Bắc Kinh rồi gặp mặt nói chuyện xem làm như thế nào vượt qua cửa. Điều này làm Triệu Quốc Đống chỉ có thể thở dài một tiếng. Khi Triệu Quốc Đống xin phép Vưu Liên Hương nhắc hắn bây giờ là lãnh đạo thị ủy. Bây giờ lại đang gần cuối năm tốt nhất ít rời khỏi Ninh Lăng. Nếu muốn xin phép thì xin phép bí thư Kỳ. Triệu Quốc Đống đành phải nói lên Bắc Kinh bàn về một hạng mục thì Kỳ Dư Hồng mới đồng ý. Thực ra Triệu Quốc Đống cũng không phải bịa lý do mà xin phép. Khi suy nghĩ về sản nghiệp chính của khu khai phát, Triệu Quốc Đống cũng đã có nhiều tính toán. Nếu nhà máy điện Thiên Hằng và nhà máy biến áp Ninh Lăng nằm trong ngành này, mà bây giờ Thái Chánh Dương lại là phó bộ trưởng Bộ Thương mại, phụ trách mảng năng lượng, ngành than đá, dầu mỏ, hóa dầu, nếu là như vậy thì có thể nhờ Thái Chánh Dương kéo một hai công ty trong ngành điện tới khu khai phát cũng không phải không thể. Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng muốn xem quan hệ của Thái Chánh Dương ở Bắc Kinh đến mức nào, xem có thể giới thiệu mấy nhà đầu tư hay không. Nếu đã là bí thư đảng ủy khu khai phát Ninh Lăng, khu khai phát lại có điều kiện rõ ràng, nhất là có nhà máy điện ở sông Kim Mã cùng với giao thông đường thủy thuận lợi, nó có thể thu hút các công ty đến mà. Bắc Kinh là trung tâm chính trị quốc gia, tùy tiện kéo một hai công ty cũng còn hơn khối nơi ở tỉnh An Nguyên vất vả cả năm. Quyển 8, chương 24. Lục Nhị có chút lo lắng đưa bản dự thảo đến trụ sở quận ủy Tây Giang.
Nhận được nhiệm vụ mà lãnh đạo giao làm, Lục Nhị không nhịn được mà vui mừng ra mặt. Mặc dù chủ nhiệm Tiền đã bố trí cô chuyên môn phục vụ Bí Thư Triệu, nhưng Bí Thư Triệu lại có thư ký riêng ở Tây Giang. Mỗi lần Bí Thư Triệu đến Tây Giang thì tên kia đều không rời một bước, căn bản không đến lượt cô phục vụ Bí Thư Triệu, cho nên không có cơ hội đến gần đối phương. Bây giờ cô đã tìm được cơ hội, bản dự thảo này cô đã tham gia viết. Tuy chỉ là một bản dự thảo đơn giản về ưu thế của khu khai phát Ninh Lăng nhưng cũng làm Lục Nhị lấy được cơ hội. Cốc cốc, mời vào. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nhìn Lục Nhị mà nói. Lục Nhị, là cô. Bí thư Triệu, ngài muốn bản giới thiệu về khu khai phát và thu hút đầu tư, vì tôi tham gia viết bản giới thiệu này nên chủ nhiệm Lý bảo tôi đưa tới cho ngài, xem ngài có gì không rõ thì tôi có thể giải thích với ngài một chút. Ồ, vậy cô ngồi đó, tôi xem một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Lục Nhị ngồi xuống ghế. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định Lục Nhị hôm nay đã ăn mặc rất cẩn thận mà đến văn phòng mình. Khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ, mùi hương nhàn nhạt thấm lòng người, chiếc váy rất vừa với dáng người cao gầy của cô, đôi chân thon dài cân đối. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu các cô gái muốn lưu ấn tượng tốt đối với lãnh đạo là bình thường, nhất là Lục Nhị còn chưa phải nhân viên chính thức của khu khai phát. Theo Lục Nhị thấy thì được lãnh đạo khen ngợi chính là cách giải quyết tốt nhất. Triệu Quốc Đống cũng có chút ấn tượng với cô gái này. Có thể làm Tiêu Thiên Vũ điên đảo, còn có thể làm hai thanh niên khác phải cạnh tranh nhau thì không đẹp sao được. Lúc đầu Triệu Quốc Đống thậm chí còn có vài ý tưởng hơi tà ác, chẳng qua bây giờ theo thân phận thay đổi khiến chút suy nghĩ kia của hắn đã biến mất. Sau đó hắn liền chú tâm vào xem bản giới thiệu về khu khai phát và thư mời đầu tư. Bản giới thiệu và thư mời làm rất cụ thể. Nói đơn giản và cụ thể về ưu thế của khu khai phát Ninh Lăng, kết hợp vài bức ảnh đẹp. Lục Nhị, cũng được, chẳng qua có mấy vấn đề cần điều chỉnh một chút như nhà máy điện ở Kim Mã, năng lực vận chuyển đường thủy của cảng Ninh Lăng cùng với quốc lộ 915, đường sắt Tây Liễu đang dự định xây dựng cũng trải qua Ninh Lăng chúng ta. Mặc dù không phải là của khu khai phát nhưng cũng có thể dành cho khu khai phát sử dụng. Khu khai phát không nên chỉ tính đến ưu thế của mình, mà còn phải suy nghĩ tất cả các khu vực trong nội thành đều là của khu khai phát. Khi Triệu Quốc Đống nói, Lục Nhị đã đi đến sát bàn làm việc của hắn, mùi hương từ trên cơ thể cô ập vào mũi hắn. Trình Nhược Lâm đã lên Ninh Lăng một chuyến nhưng Triệu Quốc Đống không có thời gian ăn cơm cùng cô, ngay cả quán cà phê cũng không dám đi. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, thân phận thay đổi khiến nhiều chuyện cũng không tiện. Nhìn Lục Nhị lắc mông biến mất ở bên ngoài, Triệu Quốc Đống mới thu lại tâm trạng. Thú vị, Lý Trạch Hải không ngờ bố trí Lục Nhị này làm thư ký của mình bên khu khai phát, không biết đối phương nghĩ như thế nào. Là thấy quen từ trước nên tiện việc hay là còn có ý đồ khác? Triệu Quốc Đống cảm thấy Lý Trạch Hải này đúng là biết điều. Vừa vào câu lạc bộ Tân Giang, Triệu Quốc Đống thấy chiếc Audi ở trên đường liền thầm nói. Ồ, Nhạn tỷ ở nhà à? Triệu Quốc Đống có chút vui vẻ, câu lạc bộ thể hình này kinh doanh khá tốt. Hai chị em từ Xuân Nhạn phân công quản lý. Trong câu lạc bộ có đủ các thiết bị tập luyện và chăm sóc. Nơi đây mặc dù mới khai trương nhưng cũng có một số khách quen. Từ Thu Nhạn phụ trách câu lạc bộ tập thể dục, từ Xuân Nhạn phụ trách việc bán máy tập thể thao. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng bảo công đoàn tập đoàn Thiên Phu mua một số máy tập thể dục cho phòng thể chất từ chỗ từ Xuân Nhạn. Sáng nay Triệu Quốc Đống xuất phát từ sớm, đến An Đô thì đã là 12 giờ. Sau khi ăn xong, Bành Trường Quý đưa Triệu Quốc Đống đến đây rồi quay về Ninh Lăng. Cửa không khóa trái, Triệu Quốc Đống lặng lẽ mở cửa. Phòng khá tối, hắn thầm nghĩ Nhạn tỷ đang ngủ. Triệu Quốc Đống lén lút vào phòng trong nhìn thì thấy cửa phòng ngủ khép hờ. Hắn khẽ đẩy ra, trời hơi lạnh, người phụ nữ nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn mỏng không che được đường cong tuyệt vời của cô. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi mà ngửi mùi hương nhàn nhạt. Có lẽ người phụ nữ mới tắm xong và đi ngủ. Chỉ có ở chỗ Từ Xuân Nhạn thì Triệu Quốc Đống mới có thể yên tâm mà nghỉ ngơi, cho dù bất cứ lúc nào thì Từ Xuân Nhạn đều yêu thương hắn. Triệu Quốc Đống lặng lẽ tới gần, cởi quần rồi chui vào chăn. Một tay hắn rất quen thuộc từ cổ mà chui vào trong áo, tay kia rất quen thuộc đưa xuống dưới váy ngủ kéo quần lót xuống, lập tức lộ ra nửa bờ mông tròn lẳn. Người phụ nữ kia giật mình tỉnh dậy và muốn giãy giụa. Nhạn tỷ, là em. Triệu Quốc Đống rất thoải mái hôn lên tai người phụ nữ. Ngửi mùi hương dầu tắm nhàn nhạt, làn khí nóng lướt trên tai người phụ nữ. Một tay hắn đã nắm lấy điểm đỏ hồng kia mà vuốt ve, tay kia cũng hoàn thành công việc cởi quần lót rồi dọc theo chiếc bụng phẳng mà tiến vào sâu trong rừng rậm. Khi hơi nóng và sự ẩm ướt ập vào tay,
Triệu Quốc Đống rõ ràng cảm nhận được nó, hắn khẽ vuốt ve. Khoái cảm từ người phụ nữ thành thục khác hẳn một cô gái ngây thơ, điểm này Triệu Quốc Đống thấy rất rõ. Dù là Cổ Tiểu Âu mà muốn so sánh với Từ Xuân Nhạn thì cũng phải một thời gian dài nữa mới bằng. Người phụ nữ kia không biết bị câu nói của Triệu Quốc Đống hay là động tác hơi tục tằn của hắn làm cô không động đậy. Triệu Quốc Đống tham lam vuốt ve ngực cô, chân sen vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng đẩy lên, sau đó lại lấy tay vỗ vỗ mông đối phương. Cô gái run lên có vẻ do dự như đang nghĩ gì đó. Đến khi Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nâng eo cô lên và kéo thì cô mới có phản ứng, vừa như nghênh đón vừa như chống cự. Đến khi Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đâm thẳng vào đầm lầy đã ẩm ướt thì cô mới thôi do dự. Triệu Quốc Đống mới đầu không thấy có gì lạ, hắn chỉ là cảm thấy Nhạn tỷ hôm nay có chút hưng phấn và xúc động. Không biết có phải do hôm nay mình về không báo trước nên cô mới kích động không? Ngay cả hai bầu vú cũng trở nên cứng rắn hơn, ngay cả thung lũng bên dưới cũng chặt hơn rất nhiều. Nhưng sau khi tiến vào, Triệu Quốc Đống đang rất sung sướng lại không thể không đối diện sự thật là hắn gặp một cửa tử. Người phụ nữ trước mặt không phải Từ Xuân Nhạn thì là ai chứ? Đương nhiên là em gái ruột của Từ Xuân Nhạn, Từ Thu Nhạn. Từ Thu Nhạn sao ở trong phòng Từ Xuân Nhạn? Triệu Quốc Đống tin đây không phải kế hoạch từ trước. Từ Thu Nhạn không phải không tìm được đàn ông, càng không thể cố ý ở đây chờ hắn. Lúc trước Từ Thu Nhạn dãy dụa đã chứng minh điểm này. Thu Nhạn tỷ, sao lại như thế nào? Triệu Quốc Đống cố lấy can đảm mà nói. Từ Thu Nhạn giật mình định xoay người đứng lên nhưng đã bị Triệu Quốc Đống chặn lại. Đừng như vậy, Thu Nhạn tỷ, chuyện do trời định nên chúng ta phải chấp nhận. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tôi chỉ là xấu hổ với hai chị em chị. Chị đi học lái xe, tối mới về. Sáng tôi đi dậy nên vì tiện mà đến đây tắm rồi ngủ, không ngờ. Từ Thu Nhạn đã yên tĩnh lại, không còn dãy dụa nữa. Chuyện dù sao đã xảy ra, tôi sẽ giải thích với chị. Không cần, tôi sẽ giải thích với Nhạn tỷ. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Làm đàn ông nếu chuyện này còn cần một người phụ nữ đi gánh thay thì còn gì để nói. Nhưng mà, Từ Thu Nhạn do dự một chút rồi nói. Không có gì, Thu Nhạn tỷ, nếu không muốn lấy người khác thì hãy giống chị của chị, tôi mong còn không được. Quyển 8, chương 25. Từ Thu Nhạn im lặng không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng biết trước khi giải thích với Từ Xuân Nhạn thì khúc mắc sẽ không giải nổi. Chuyện nếu đã xảy ra thì hắn không hề hối hận hoặc là làm mấy chuyện dối trá. Làm đã làm thì cứ mặc nó, rất nhiều chuyện anh thấy nó rất phức tạp nhưng thực ra nó lại đơn giản. Có lẽ cảm nhận không khí hơi căng cứng, Từ Thu Nhạn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu đứng dậy thì hơi đường đột giống như vừa nãy mình phóng đãng là do ham muốn tình dục. Nhưng nếu không đứng lên và nằm trong lòng người đàn ông này, tay hắn còn đang đặt trên ngực cô, như vậy cô lại không cam tâm. Triệu Quốc Đống thực ra lại thông suốt. Từ Thu Nhạn mặc dù là chị em sinh đôi với Từ Xuân Nhạn nhưng tính cách lại khác nhau. Từ Xuân Nhạn ấm áp dịu dàng, Từ Xuân Nhạn lại hoạt bát. Nếu chuyện này xảy ra với Từ Xuân Nhạn có lẽ có chút phiền phức, nhưng xảy ra với Từ Thu Nhạn thì đỡ hơn. Huống chi Triệu Quốc Đống cũng thấy Từ Thu Nhạn không bài xích mình. Câu lạc bộ kinh doanh có tốt không? Triệu Quốc Đống tìm chuyện phá vỡ không khí im lặng. Cũng được, bây giờ nhiều người phụ nữ thích làm đẹp nên không lo việc kinh doanh. Chị bán thiết bị cũng được, có lẽ tình hình sang năm còn tốt hơn một chút. Từ Thu Nhạn hơi cuộn mình lại nhưng vẫn va chạm vào hắn. Lúc trước cô không để ý nhưng bây giờ lại có chút xấu hổ. Cuối cùng do Triệu Quốc Đống lưu luyến đứng lên, hai người mặc quần áo và không nhắc tới việc này. Từ Thu Nhạn vội vàng rời đi bỏ lại một mình Triệu Quốc Đống ở trong phòng. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, hơn nữa còn phải nghĩ làm như thế nào để giải thích với Từ Xuân Nhạn, tránh Từ Xuân Nhạn tổn thương. Triệu Quốc Đống mang theo tâm trạng mà bay lên Bắc Kinh. Lúc này hắn không thông báo ai mà một mình tới khách sạn Côn Lôn. Trước khi đến Bắc Kinh, hắn đã gọi cho Lưu Kiều hẹn gặp trong quán cà phê khách sạn Côn Lôn. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí với các cô, lộ thẳng chuyện này là tốt nhất. Hắn có thể đổ chuyện sang các cô khi Thái Chánh Dương hỏi, đỡ phiền phức về sau còn nhiều hơn nữa. Ngồi trong quán đợi người, Triệu Quốc Đống buồn bực mở quyển Oan Đần ra đọc. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ miên man thì trước mặt có tiếng bước chân vang lên làm hắn về thực tại. Triệu Quốc Đống, anh phong độ như vậy sao? Xin lỗi, tôi vừa suy nghĩ một chuyện. Triệu Quốc Đống đứng lên nói một câu rồi nhìn cô gái sau lưng Lưu Kiều. Chào anh, tôi là Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống, mời hai người ngồi.
Triệu Quốc Đống chỉ hơi bắt tay rồi bỏ ra ngay, giống như đối phương có bệnh vậy. Hai người đều thấy đối phương đều làm lấy lệ, hai bên thực ra ở hai thế giới khác nhau nên cũng không lạ. Daisy Lee, em và Triệu Quốc Đống đã quen từ trước, chị nghĩ chúng ta bây giờ có thể bàn làm như thế nào đối phó chuyện ngày mai. Lưu Kiều nói thẳng vào chủ đề, cô có thể cảm nhận được hai bên không tin gì nhau, bây giờ không hóa giải tâm trạng này thì sao qua được cửa ngày mai. À, Lưu Kiều tiểu thư, nói thật tôi không giỏi đóng kịch nên có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống chưa nói hết thì Lưu Kiều đã cắt ngang. Được rồi, bây giờ mọi người đã chung một thuyền, thuyền này có thể đi được bao lâu thì không ai biết, nhưng nếu không muốn nó chìm ngay thì phải cùng cố gắng. Cậu gọi tôi Kiều, tôi gọi cậu là Quốc Đống. Quốc Đống, cậu trong chính trị mà không giỏi đóng kịch sao, vậy tôi phải nghi ngờ về năng lực bí thư huyện ủy của cậu. Lưu Kiều nói như vậy làm Triệu Quốc Đống á khẩu, đã lâu như vậy không ai nói như vậy với hắn. Mặc dù là Kỳ Dư Hồng thì hầu hết đều dùng giọng nghiêm túc, chỉ bảo mà nói chuyện. Ha ha, tôi chỉ là không quá giỏi việc đóng kịch tình cảm mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ nói. Chẳng qua Kiều tỷ nếu đã phân phó thì tôi phải nghe lời. Kịch bản tôi đưa ra rất đơn giản, nhưng với hai người thì lại có chút phức tạp. Bây giờ hai người phải học cách hiểu nhau. Đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau, đúng, chính là ngồi bên nhau. Nếu nói đã tiếp xúc hơn nửa năm thì dựa theo lời hai người nói với bên của mình thì là tâm đầu ý hợp, vừa gặp như quen từ lâu thì không được để vừa vào nhà đã bị mọi người nhìn ra chứ. Lưu Kiều chỉ ngón tay ra trông như một đạo diễn. Cái này, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng nhìn nhau rồi suy nghĩ thấy cũng đúng. Điểm này mà không làm được thì đừng nói cái khác, trực tiếp nói thẳng rồi vỗ tay rời đi. Triệu Quốc Đống đành ngồi cạnh Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng mặc dù không di động vị trí nhưng người hơi nghiêng sang bên và nhíu mày. Daisy Lee, em gần Quốc Đống một chút. Đúng, gần một chút. Nếu hai người muốn diễn thành công thì làm theo lời chị. Đầu tiên phải loại khoảng cách về cơ thể và cảm giác xa lạ. Đây là bước đầu, nếu không làm được thì kết thúc luôn đi, đừng phí thời gian và tâm trí của mọi người. Lưu Nhược Đồng rất miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại, chẳng qua người sáng suốt là thấy ngay cô khá cứng nhắc và khẩn trương. Thả lòng, Daisy Lee, em làm trong bộ ngoại giao, em có thể giữ được phong độ ưu nhã của nhân viên ngoại giao không? Không nên ra vẻ lạnh nhạt như vậy chứ. Đây không phải đàm phán với đối thủ mà là cuộc gặp mặt gia đình đầy hạnh phúc. Lưu Kiều nhíu mày nói. Lưu Nhược Đồng cảm thấy mình đúng là muốn điên lên, cứ tiếp tục như vậy thì không biết cô có chịu được không? Mặc dù cô đã được huấn luyện những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng, nhưng cuộc sống gia đình mà cũng phải tập thì sao cô chịu được? Được rồi, cứ duy trì tiếp xúc cơ thể ở khoảng cách gần như vậy, ngồi một lát thì chị sẽ đưa hai đứa đến siêu thị. Ừ, đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy, tay trong tay như tình nhân. Triệu Quốc Đống thấy càng lúc càng xa nên vội vàng nói. Kiều tỷ, tôi nói một câu, dù theo những gì chúng tôi nói lúc trước thì quan hệ giữa tôi và tiểu thư Nhược Đồng cũng không phát triển nhanh như vậy mà. Kịch bản của chị hình như hơi quá. Tôi biết. Là cậu thấy làm cứng nhắc như thế này là có thể vượt qua kiểm tra sao? Lưu Kiều nói với giọng mỉa mai. Nếu không nhanh chóng kéo gần cảm giác xa cách thì hai người đóng kịch được sao? Tôi còn bố trí cậu đi mua hai bộ đồ lót cho Nhược Đồng. Đúng, Nhược Đồng, em còn phải mua giúp Triệu Quốc Đống hai món đồ, thắt lưng, ví da của đàn ông đó. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng há hốc mồm, mắt trợn tròn. Sao, hai người thấy tôi bố trí chưa chu đáo hay thiếu tính thực tế? Nếu không hai người tự bố trí đi, sao, chẳng qua tôi nhắc hai người phải tự mình suy nghĩ một chút xem có thể được người nhà tin không, chính xác mà nói là làm khán giả tin. Mà hai người không có thời gian, chỉ có lần này và phải thành công. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng gần như cùng thở dài một tiếng. Đã đến bước này thì còn muốn quay lại sao? Kiều tỷ, tôi nghĩ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác mà. Chị tiếp tục nói về kế hoạch huấn luyện của chị đi. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng và thấy cô giống như lấy thân nuôi hổ. Cô còn cho rằng mình là thiên kim tiểu thư không dính bụi trần sao. Nhược Đồng, còn em. Lưu Kiều không bỏ qua cô em gái có tính độc lập cao của mình. Vâng. Lưu Nhược Đồng miễn cưỡng gật đầu. Được, đầu tiên hai người phải đổi cách xưng hô. Quốc Đống, bắt đầu từ bây giờ cậu gọi giống tôi, Daisy Lee. Daisy Lee, em cũng phải gọi là Quốc Đống. Đây là điều cần thiết. Ngay cả cách xưng hô cũng gọi như người ngoài thì ai nghĩ hai người là tình nhân. Lưu Kiều khuấy ly cà phê rồi nói tiếp. Thử một lần đi,
có lẽ hai người thấy gọi như vậy cũng được. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng cùng cau mày, thở dài. Còn lựa chọn nào khác chứ? Lưu Kiều nói gần như đều chính xác. Mặc dù bọn họ không muốn nhưng lý trí nói với bọn họ muốn qua cửa thì phải như vậy. Quyển 8, chương 26. Mất cả buổi chiều để hai bên làm quen với nhau, đồng thời cũng hiểu thêm về công tác. Nhất là Lưu Kiều còn yêu cầu hai người phải cố gắng gọi nhau thật thân mật, tránh cho ngày mai lộ việc. Sau khi xong phần lý thuyết liền vào phần thực tế. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng bị Lưu Kiều giám sát mà đi quanh siêu thị hai vòng, mua thứ cần mau. Triệu Quốc Đống cũng theo ý của Lưu Nhược Đồng và Lưu Kiều mà mua hai hộp trà coi như quà gặp mặt ngày mai. Mặc dù không quá sang trọng nhưng lần đầu thứ quá quý sẽ không hợp, có thể được chú ý là ổn, khó khăn lắm mới đưa được hai chị em Lưu ra đi, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy Lưu Nhược Đồng cũng bị Lưu Kiều lăn qua lăn lại đủ chuyện. Chẳng qua đến nước này thì hắn và Lưu Nhược Đồng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hai người không muốn thất bại nên phải chiến đấu tới cùng. Triệu Quốc Đống đến văn phòng Thái Chánh Dương đã là 5 giờ chiều. Sau khi Triệu Quốc Đống gọi tới, Thái Chánh Dương bảo hắn trực tiếp đến văn phòng mình. Y còn có việc chưa làm xong. Vào văn phòng, Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Hắn nhìn hơi quen giống như đã gặp ở đâu đó. Quốc Đống, lại đây làm quen một chút. Đây là Lưu Nham, Cục trưởng Cục Công nghiệp Hóa dầu Quốc gia. Lưu Nham, đây là Triệu Quốc Đống mà tôi thường xuyên nói với anh. Thái Chánh Dương cười cười vẫy tay ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Chào anh, rất hân hạnh. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và cười nói. Ồ, rất hân hạnh. Đã sớm nghe Bộ trưởng Thái nhắc nhiều tới cậu nhưng không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vừa gặp đã thấy là nhân tài, bảo sao Bộ trưởng Thái coi trọng cậu như vậy. Lưu Nham này mới tầm 40, mày rậm, mũi hơi cao như chim ưng, hốc mắt sâu nhưng ánh mắt rất sắc bén. À, Nham ca, tôi thấy gọi ngài là Nham ca thì thích hợp hơn. Tôi cũng sớm nghe Thái ca nhắc tới ngài. Nói ngài là người bạn thân đầu tiên sau khi Thái ca đến Bắc Kinh, tôi ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới được gặp. Được rồi, Lưu Nham, anh và Quốc Đống nên trao đổi nhiều hơn. Quốc Đống là đàn em nên cần học hỏi anh nhiều, anh không được giấu nghề đâu đó. Thái Chánh Dương xua tay nói. Ngồi đi, Quốc Đống, anh và Lưu Nham đang nói chuyện công việc thì chú đến, chú nghe một chút rồi đóng góp ý kiến cho anh. Hai người tập trung chính vào chuyến thăm nước ngoài vừa rồi của Thủ tướng. Hồi tháng 9, hai người cùng Thủ tướng đến Kazakhstan đã làm cho một vài quốc gia chú ý, nhưng thực ra lại không được trong nước chú ý. Triệu Quốc Đống cũng biết Thái Chánh Dương và Lưu Nham đang bàn về bản báo cáo chiến lược năng lượng của quốc gia. Thái Chánh Dương đã nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc này. Chính xác mà nói thì lần này khi sang Kazakhstan, Thái Chánh Dương chủ trương quốc gia nên để các công ty nhà nước khổng lồ trong ngành năng lượng đầu tư vào Kazakhstan, có thể thành lập công ty liên doanh hoặc là một mình khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên của Kazakhstan, đồng thời tích cực chuẩn bị việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc thông qua Tân Cương tiến đến Trung Á, phương án này đã được một ít lãnh đạo quốc gia coi trọng. Nhưng nó lại khiến giới kinh tế không ngừng tranh cãi và cho rằng đầu tư quá lớn, mà bây giờ năng lượng quốc gia vẫn chưa thiếu hụt đến mức đó. Chẳng qua Thái Chánh Dương lại tìm được một người ủng hộ mạnh mẽ trong Bộ Thương mại. Lưu Nham tốt nghiệp Đại học Trung Quốc, nghiên cứu sâu về tình hình quốc tế. Ý kiến của Thái Chánh Dương lập tức được y đồng ý. Lưu Nham mặc dù chỉ là cán bộ cấp cục trưởng nhưng có một số phương diện Thái Chánh Dương không thể sánh bằng. Hai người cùng chí hướng rất nhanh đi lại với nhau. Lưu Nham ủng hộ nhiệt tình chiến lược năng lượng của quốc gia trong thời gian lâu dài. Hơn nữa Lưu Nham cũng đi khắp mấy đơn vị như Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện, Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh và mấy trường đại học lớn để đánh giá về phương án này, đây là một đoàn thể có sức ảnh hưởng mạnh. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với đề tài thảo luận của hai người. Trên thực tế quan điểm này là do hắn đề xuất với Thái Chánh Dương. Chẳng qua Thái Chánh Dương đứng ở cấp bậc Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại nên tin tức đạt được lớn hơn Triệu Quốc Đống nhiều, hiểu toàn diện hơn, lo lắng vấn đề cũng sâu xa hơn. Thái ca, Nham ca, quốc gia có nhiều phương thức ủng hộ các công ty năng lượng phát triển. Ví dụ như ủng hộ về tài chính, Bộ Tài chính cũng có thể ủng hộ về chính sách, cam đoan cung cấp phương tiện trụ cột. Triệu Quốc Đống thấy hai người trao đổi sôi nổi nên không nhịn được mà nói. Hơn nữa ở phương diện xây dựng trụ cột thì theo em thấy chiến lược năng lượng quốc gia hoàn toàn có thể kết hợp với kinh tế khu vực Trung Tây nước ta. Bây giờ sự phát triển giữa khu vực Trung Tây và phía Đông chênh nhau quá lớn, em tin lãnh đạo Trung ương cũng chú ý tới việc này.
nhất là khu vực Tây Bắc, đường sắt Nam Cương đang được tích cực xây dựng, một khi xây dựng xong sẽ là cầu nối đi thông Trung Á, từ đây có thể chạy thẳng đến trung tâm Á-Âu, mà năng lượng trong biển cũng có thể không ngừng cung cấp cho chúng ta sử dụng. Quốc Đống, rất nhiều chỗ dựa trong nước đang tranh cãi việc chúng ta muốn thành lập tuyến vận chuyển năng lượng từ Trung Á tới đây, nhất là đầu tư tài chính là rất lớn, hơn nữa bọn họ cảm thấy tiêu hao và sản xuất năng lượng của nước ta bây giờ là khá cân bằng, giá dầu mỏ thế giới đang giảm sút, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đường biển mà đảm bảo nhu cầu dầu mỏ ở trong nước. Lưu Nham nhíu mày nói. Ách ngồi đáy giếng. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Hắn bây giờ chỉ có thể thông qua hai vị này ảnh hưởng đến chiến lược năng lượng của quốc gia. Nếu có thể làm được ít nhất có thể giúp Trung Quốc giảm tổn thất vài trăm tỷ, cũng có thể tạo ra đường vận chuyển năng lượng tốt đẹp cho quốc gia. Lưu Nham nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy không những không giận mà còn vui. Y sớm nghe Thái Chánh Dương nói Triệu Quốc Đống này là thiên tài hiếm có. Nhất là nghe Thái Chánh Dương nói về quan điểm của Triệu Quốc Đống thì đúng là rất mới mẻ. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã có quan điểm xa như vậy đúng là làm y có chút tò mò. Nếu như Triệu Quốc Đống là một chuyên gia trong lĩnh vực này thì Lưu Nham không quá để ý. Hơn nữa tên Triệu Quốc Đống này lại là một bí thư huyện ủy. Là người xuất sắc trong một gia tộc chính trị, Lưu Nham hiểu rõ sức nặng của chức bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy là trụ cột phát triển của một quan chức, rất nhiều lãnh đạo cao cấp đều đi lên từ chức bí thư huyện ủy này. Mà lãnh đạo trung ương càng coi trọng quan chức có kinh nghiệm công tác so. Theo bọn họ thấy chỉ một người đã làm lãnh đạo một huyện thì mới có thể đảm đương trọng trách. Đúng là do tò mò về Triệu Quốc Đống này nên Lưu Nham càng thêm hứng thú, thậm chí khi Thái Chánh Dương đề cập đến vấn đề hôn nhân của Triệu Quốc Đống, y còn cố ý muốn để em họ mình gặp Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương cũng đồng ý ngay và bố trí Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh. Lưu Nham cũng biết ý của Thái Chánh Dương. Lưu gia có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc, nó đã lưu dấu ấn trong chính trường Trung Quốc. Thái Chánh Dương nếu như có thể để Triệu Quốc Đống lấy người Lưu gia, không những Triệu Quốc Đống có không gian rộng lớn để phát triển, đồng thời cũng có thể khiến Thái Chánh Dương có đồng minh chính trị thân cận. Thái Chánh Dương không phải nhân vật tầm thường, đó là điều Lưu Nham dám khẳng định. Có thể được Phó Thủ tướng Hồng tán thành cao là có thể thấy người này bay lên chỉ là vấn đề thời gian. Đại hội đại biểu nhân dân có lẽ sẽ thông qua thành lập bộ năng lượng, bộ trưởng nhất định là Thái Chánh Dương. Mà mình có gia tộc ủng hộ mạnh mẽ như vậy mà chỉ mong tranh được chức phó bộ trưởng. Triệu Quốc Đống này cũng không thể coi nhẹ, hắn có ưu thế về tuổi. Triệu Quốc Đống mới 27 tuổi, dù là ở cơ quan trực thuộc Trung ương, cấp bộ thì có thể làm đến cấp trưởng phòng đã là may rồi. Nhưng người này lại tiến dần từng bước ở cơ sở đúng là khó khăn hơn nhiều. Quyển 8, chương 27. Một người đàn ông thành công đều có chỗ hơn người. Lưu Nham luôn tôn thờ câu nói này. Dù chỉ là nhân vật cấp thấp nhưng có thể thành công cũng là có lý của họ. Ví dụ như Thái Chánh Dương, Lưu Nham cũng đã nghiên cứu qua về người này. Thái Chánh Dương xuất thân trong quân đội rồi đến học viện nông nghiệp học, rồi đến làm nhân viên bình thường ở ban tổ chức cán bộ thị ủy, sau đó đến ủy ban, huyện ủy huyện Hoa Dương, sau đó nhảy vọt vài bước, có lẽ sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc năm sau thì sẽ thành cán bộ cấp bộ trưởng. Lưu Nham đã phân tích vài điểm quan trọng nhất trong bước tiến của Thái Chánh Dương. Bước 1 là quật khởi ở huyện Hoa Dương. Huyện Hoa Dương vốn là một tỉnh bình thường, nhưng cuối những năm 80, đầu 90 do Thái Chánh Dương lãnh đạo mà phát triển mạnh về kinh tế tư nhân, trở thành huyện phát triển nhất trong tỉnh. Bởi vì có cơ sở này nên y mới được chủ tịch tỉnh lúc đó là Tô Giác Hoa ưu ái, cũng mới có thể được ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng mới được điều tới làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô Ninh Pháp coi trọng. Bước thứ 2 là khi y đảm nhiệm chức thường vụ thị ủy, phó thị trưởng An Đô đã tiến hành thí điểm công tác cải cách các nhà máy tập thể, nhất là khi một loạt các nơi khác còn đang bị trói buộc thì y đã được Tô Giác Hoa và Ninh Pháp toàn lực ủng hộ, khiến các xí nghiệp vừa và nhỏ của An Đô được cải cách mạnh. Đồng thời nhờ đúc rút kinh nghiệm các nơi đi trước khiến việc cải cách của An Đô không gặp nhiều sóng gió, cũng khiến Phó Thủ tướng Hồng coi trọng, mới khiến y từ chức giám đốc sở giao thông, trợ lý chủ tịch tỉnh nhảy vọt lên làm phó bộ trưởng. Có đôi khi nếu nắm bắt được cơ hội là anh bước dài vài bước, anh có thể từ một người không ai biết thành nhân vật tài danh. Lưu Nham cũng phải thừa nhận chỗ hơn người của Thái Chánh Dương. Khi Thái Chánh Dương còn làm giám đốc sở giao thông đã cùng lúc làm hai con đường cao tốc, can đảm đưa ra chiến lược phát triển nguồn năng lượng và phát triển khu vực Tây Bắc, tất cả đều là các hoạt động kinh người nhưng có tầm nhìn rất rộng. Mà người có thể được Thái Chánh Dương tôn sùng và tín nhiệm thì Lưu Nham tất nhiên muốn xem tên Triệu Quốc Đống này là kỳ tài như thế nào.
Lưu gia bây giờ đã không còn là Lưu gia trước đây, nó đã bắt đầu suy yếu. Đời hai của Lưu gia có 4 nam, 1 nữ. Trong nhánh của con cả thì chỉ có y và ông anh cả Lưu Thác còn gánh vác được trọng trách, nhưng bây giờ y đang còn giãy giụa ở chức cục trưởng. Nhánh thứ hai thì ngoài Lưu Kiều đã vào thương trường và tạo được tiếng vang, Lưu Lũy cũng đã chính thứ xuống cơ sở làm chính trị. Nhánh của Tam Thúc thì bám rễ trong ngành ngoại giao. Theo Lưu Nham thấy thì khó có thể phát triển mạnh trong chính trị. Nhánh bên Tứ Thúc thì coi như đã kế thừa ý nguyện của ông nội Lưu Nham là phát triển trong quân đội. Nhánh thứ năm mặc dù phát triển cũng được ở Quảng Đông nhưng lại là nhà gái nên ít qua lại với Lưu gia. Sau gần 20 năm cải cách, chế độ dân chủ đã xâm nhập lòng người. Rất nhiều chính trị gia xuất thân bình thường đang đánh sâu vào và uy hiếp các gia tộc cách mạng. Nếu như con cháu các gia tộc cách mạng nghĩ rằng nhờ ơn của ông cha là hơn người khác vậy thì không thể được. Bây giờ không còn như thời phong kiến. Nhân tài chính trị có thể nói hàng trăm ngàn người mới có một, nhất là chính trị gia xuất thân bình thường. Hai bên đều có ưu thế, các chính trị gia của gia tộc cách mạng có lợi thế là được trong nhà bồi dưỡng mạnh, khiến bọn họ có trụ cột và ưu thế mạnh. Lưu Nham và ông anh Lưu Thác đều có thể cảm nhận rõ đời thứ ba của Lưu gia đáng xuống dốc. Nhất là Lưu Kiều lại không lấy người mà Lưu gia hy vọng làm thông gia. Bây giờ làm như thế nào để Lưu gia quay lại thời Hoàng Kim là hy vọng lớn lao của hai anh em Lưu Nham. Mà Triệu Quốc Đống trước mặt này chính là quân cờ mà Lưu Nham đặt cược vào. Triệu Quốc Đống không thể biết suy nghĩ trong lòng Lưu Nham, hắn vẫn nói. Xu thế năng lượng vẫn ổn định. Xem việc cung cấp dầu từ những năm 80 đến 90 của nước ta, rồi so sánh với nhu cầu dầu mỏ của nước ta, tôi có thể đảm bảo kinh tế Trung Quốc nếu phát triển với tốc độ này thì không đầy 10 năm thì nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ tăng vài lần. Mà dầu tự cung cấp không bằng nửa số đó. Bây giờ lại xem con đường cung cấp năng lượng cho chúng ta, hầu hết đến từ Trung Đông. Trung Đông là nơi có tình hình chính trị phức tạp, hơn nữa có nước Mỹ đứng đó. Trong tương lai tình hình chính trị ở Trung Đông càng rối ren hơn. Chiến tranh chỉ là sớm muộn. Hơn nữa con đường vận chuyển dầu từ Trung Đông đến Trung Quốc chỉ có thể thông qua đường biển ở Somalia, Đài Loan, đây đều là nơi không ổn định. Một loạt quốc gia như Mỹ, còn có Ấn Độ, thậm chí ngay cả Đông Nam Á cũng có thể gây phiền phức cho Trung Quốc trong vận chuyển đường biển. Tôi cũng không phải nói chúng ta không thể đối phó được sự khiêu chiến, nhưng sao chúng ta lại phải đặt cổ mình dưới lưỡi dao của kẻ khác? Bây giờ nói sang Trung Á. Trung Á được công nhận có lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, mà ở đây ngay sát phía tây nước ta, hơn nữa quan trọng nhất chính là mấy năm nay kinh tế Trung Á đang rơi vào khủng hoảng. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã sụp đổ và mang bệnh nặng trong người. Tuốc, Mê, Ni, Stần xung đột với Nga đã nói rõ vấn đề. Khi xung đột về lợi ích thì quan hệ mật thiết đến đâu cũng vứt đi, đây là cơ hội của chúng ta. Nhưng nếu Nga hồi phục hoặc Mỹ, châu Âu có phản ứng. Trên thực tế Mỹ và châu Âu đã chú ý đến khu vực này. Thời gian trước thủ tướng sang Kazakhstan đã khiến bọn họ chú ý và tỉnh lại. Như vậy nếu bọn họ dùng thực lực kinh tế mạnh mà cạnh tranh thì sao chúng ta sánh kịp? Bây giờ lại xem khu vực Trung Tây của nước ta rõ ràng phát triển chậm hơn ven biển. Vì lạc hậu nên đầu tư không đủ, quốc lộ, đường sắt, sân bay quá thiếu, điều này khiến khu vực Trung Tây khó có thể phát triển, nó sẽ thành vòng tròn khó gỡ. Quốc gia mặc dù cũng muốn đầu tư tài chính nhưng mãi không có quyết định hoặc là nói mãi không biết nên làm như thế nào thay đổi tình hình khó khăn. Cho nên tôi cảm thấy nếu chúng ta có thể kết hợp với kế hoạch tiến vào Trung Á thì sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc, nhất là khi kinh tế đang khủng hoảng thì càng cần gấp hơn nữa. Đây đâu phải lời một bí thư huyện ủy nói ra được, quả thực chính là lời phân tích tình hình quốc tế và trong nước của các phó thủ tướng, hoặc ít nhất là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Lưu Nham có chút buồn cười thầm nghĩ như vậy, y phải thừa nhận quan điểm của Triệu Quốc Đống dễ làm người ta động tâm. Bộ trưởng Thái, gọi cả Quốc Đống đi ăn cùng, tôi cũng muốn hỏi xem tình hình của cậu ấy và Daisy Lee. Tam thúc tôi ngày mai muốn gặp Triệu Quốc Đống, tôi còn phải làm người đi nói giúp. Lưu Nham không hỏi Triệu Quốc Đống tiếp mà nhìn Thái Chánh Dương. Hay là tôi gọi cả Daisy Lee tới để bộ trưởng Thái xem có xứng với Quốc Đống không? Ừ. Tôi cũng sớm muốn gặp cô gái này, lần trước đi sang châu Phi nên không được gặp. Quyển 8, chương 28. Bữa ăn tổ chức ở khách sạn Phong Trạch, đây là một khách sạn nổi tiếng được xây dựng từ những năm 50, 60 ở Bắc Kinh, từng được các đồng chí lãnh đạo Trung ương đặc biệt ưu ái đến dùng bữa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không thích ăn ở đây, đồ ăn ở đây không phải thứ hắn thích.
Lưu Nha mạnh mẽ yêu cầu nên Lưu Nhược Đồng dù không muốn nhưng ngại bị lộ nên không thể không đến. Chỉ là sự phối hợp của cô và Triệu Quốc Đống vẫn còn hơi căng cứng dù đã tập. Cũng may Thái Chánh Dương và Lưu Nham đều nghĩ hai thanh niên này xấu hổ với đàn anh nên thế, vì vậy không hề nghi ngờ. Chẳng qua bọn họ vẫn phát hiện ra quan hệ hai người không quá thân thiết như lời đã nói. Ăn tối xong, Triệu Quốc Đống vừa cùng Thái Chánh Dương đi thì nhận được điện của Lưu Nhược Đồng nói hắn mai nhất định phải diễn tốt như tối nay, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng này cũng được. Tính cách hơi lạnh nhạt nhưng vẫn được. Danh tiếng của con cháu Lưu gia mặc dù hơi kém nhưng cũng có một hai người vẫn được. Nhà Lưu Trọng Đạt quản giáo rất chặt, hơn nữa cũng có danh tiếng trong giới ngoại giao. Chú tuổi không còn nhỏ, cũng nên. Thái Chánh Dương nói. Thái ca, có phải nhanh quá không? Em và Lưu Nhược Đồng mới quen nửa năm, gặp có vài lần, ăn vài bữa cơm mà đã đi tới hôn nhân sao? Đây là không có trách nhiệm với mình và đối phương. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Em đã bàn với cô ấy là tiếp xúc thêm thời gian nữa, tăng tình cảm. Anh không yêu cầu hai đứa lập tức kết hôn, chẳng qua sang năm chú 28, Lưu Nhược Đồng 26 rồi. Mặc dù bây giờ nói hôn nhân muộn nhưng tuổi hai đứa cũng không quá sớm chứ. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Anh không biết thời gian mà chú nói là bao lâu. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Cái này, tình cảm quen thuộc phải cần 1-2 năm. Đợi đến khi nước chảy thành sông thì mới nghĩ tới kết hôn mà. Anh có phải hơi nóng nảy không, ngay cả bọn em cũng. Quốc Đống, chú nghĩ gì mà đợi 1-2 năm, bây giờ chú có thân phận gì, chú là thường vụ thị ủy rồi đó. Vậy mà nhà cũng không có thì lãnh đạo cấp trên sao tin chú đã trưởng thành. Thái Chánh Dương tức giận nói. Có lẽ chú nghĩ anh lo việc bao đồng, nhưng anh đây là muốn tốt cho chú. Chú có trụ cột như vậy. Thành tích và thanh danh tốt thì sao không suy nghĩ mau chóng tiến lên. Chỉ khi chú đứng ở vị trí càng cao thì mới thấy mình càng nhỏ bé, mới hy vọng mình bước tới sân khấu cao hơn nữa. Anh tin bây giờ chú đã cảm nhận được điều này. Từ cán bộ kiêm nhiệm đến chủ tịch huyện, đến thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, biến hóa trong đó thì anh nghĩ chú rất rõ ràng. Triệu Quốc Đống biết rõ, nhưng chuyện hy sinh hạnh phúc để đổi lấy thành công thì hắn không muốn. Hơn nữa chuyện này không phải chỉ riêng hắn. Lưu Nhược Đồng cũng không muốn cơ mà. Thái ca, em sẽ cẩn thận suy nghĩ. Chẳng qua em không hy vọng có quyết định của thả. Đây là hạnh phúc cả đời, em thấy hai bên nên thận trọng thì tốt hơn. Triệu Quốc Đống nói. Thái Chánh Dương lắc đầu không nói nữa. Y cũng biết ở vấn đề này mình là người ngoài cuộc, áp lực bên ngoài thì phải thông qua nguyên nhân bên trong mới có tác dụng. Thái ca, chuyện thành lập bộ năng lượng coi như xác định chưa anh? Triệu Quốc Đống rất quan tâm vấn đề này. Việc này chú lo làm gì? Phân rồi hợp, hợp rồi phân, đó cũng là do quan niệm quản lý kinh tế của quốc gia không ngừng thay đổi mà thành. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã nghiên cứu vấn đề này, có lẽ cũng có thể có vài quy hoạch. Có phải là đám bên khoáng sản phản đối mạnh không anh? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Lỗ tai chú thính thật đó. Không chỉ có bên than đá mà bên dầu mỏ cũng không bằng lòng thành lập bộ năng lượng. Bên điện lực cũng là như vậy, chủ yếu là do lợi ích của các ngành. Hừ, bọn họ không phải là thiển cận, không phải ngu dốt mà là quá thông minh. Ha ha, chỉ sợ có một số người thông minh lại đi lầm đường. Phó Thủ tướng Hồng không phải người dễ chọc, chuyện ngài xác định thì sẽ làm bằng được. Triệu Quốc Đống cười nói. Ôi, bộ năng lượng dù có thể thành lập mà muốn phát huy tác dụng của nó cũng cần một quá trình. Cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Cục ngành sản xuất quản lý năng lượng của Bộ Thương mại chỉ là cho có, không phát huy tác dụng của nó. Theo tình hình thay đổi cũng yêu cầu quốc gia phải thống nhất tiến hành quản lý ngành sản xuất năng lượng, nếu không cứ phân tán sẽ ảnh hưởng đến chính sách sau này của chúng ta. Cải cách thì khó tránh khỏi động tới lợi ích một số người, phải xem người thực hiện. Vì lợi ích quốc gia thì tất cả đều phải nhường bước. Ừ, anh cũng có quan điểm này. Đây cũng là quan điểm của Phó Thủ tướng Hồng. Cải cách khó tránh khỏi phải trả giá nhưng vì lợi ích lâu dài thì vẫn phải làm. Đau đớn là không tránh khỏi nhưng nó có thể loại bỏ nhiều nỗi đau hơn nữa. Triệu Quốc Đống nói thêm. Ồ, Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Cơn đau từ cải cách công ty nhà nước đã bắt đầu hiện rõ, ảnh hưởng tới ổn định xã hội, đồng thời cũng tạo ảnh hưởng lớn đối với việc mở rộng cải cách. Cải cách là trào lưu không thể thay đổi. Nhưng quốc gia nên làm như thế nào để giảm đau?
ví dụ như cơ chế bảo hiểm thất nghiệp cùng bảo đảm chế độ sống thấp nhất. Việc tái nghề cũng cần theo kịp, phải hoàn thiện hệ thống đảm bảo cuộc sống cho công nhân mất việc, như vậy sẽ tránh khỏi mâu thuẫn quá lớn. Thái Chánh Dương gật đầu, y mặc dù không còn phụ trách mảng này nhưng dù sao cũng đã tiến hành thí điểm ở Ando nên cũng từng gặp khó khăn khi công nhân mất việc. Vất vả làm việc vì quốc gia mấy chục năm, đến trung tuổi đột nhiên bị đẩy ra ngoài, nếu chính quyền không giúp bọn họ không có kỹ năng thì sao được. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, chú có thể nghĩ xa như vậy là rất tốt. Quốc gia sớm muộn sẽ đi bước này, chậm không bằng sớm đi một chút, nhưng quốc gia cũng có chỗ khó xử của mình. Thứ nhất, tranh cãi trong cải cách các công ty nhà nước là rất lớn. Đại hội đảng 15 mặc dù đã xác định phương hướng chung nhưng áp dụng cụ thể như thế nào thì phải đợi đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 diễn ra mới có thể chứng thực. Anh thực ra cũng rất lo lắng nhưng gấp cũng không được. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến dư luận chú ý, chuẩn bị vài công tác ban đầu. Triệu Quốc Đống cũng biết thực tế chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ các cơ quan chính quyền đang tranh cãi không ít về phương hướng cải cách. Lúc này chỉ sợ ngay cả Phó Thủ tướng Hồng cũng không xác định được bao nhiêu. Dù sao Trung Quốc quá lớn, quá đặc biệt, lại không có tiền lệ. Nhưng không có tiền lệ chỉ có thể tăng cường cải cách, mới có thể cởi bỏ trói buộc, chỉ có thể như vậy thì mới giải phóng sức sản xuất. Chỉ như vậy Trung Quốc mới có thể tiến vào biển lớn. Quyển 8, chương 29. Khi đón được Khấu Linh Linh, Triệu Quốc Đống vẫn còn đang suy nghĩ vở kịch hôm nay mình đã đóng. Việc đến nhà Lưu Nhược Đồng khá thuận lợi, bố mẹ cô đều làm nhiều năm trong ngành ngoại giao, trên người lộ rõ vẻ nho nhã làm Triệu Quốc Đống kính trọng. Sự nho nhã của quan chức ngoại giao Trung Quốc khác với vẻ kiêu căng của phương Tây, đây là điều mà Triệu Quốc Đống cảm thấy. Trên người bố mẹ Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống cũng ấn chứng được điểm này. Triệu Quốc Đống cảm thấy bố mẹ Lưu Nhược Đồng có ấn tượng tốt đối với mình. Nhất là có Lưu Nham đứng giữa không ngừng nói tốt về hắn, luôn có thể tìm được đề tài làm mọi người hứng thú. Từ vấn đề cục diện chính trị Trung Đông đến Tổng Bí Thư tới nước Mỹ, từ cục diện Đông Nam Á đến Myanmar, bố mẹ Lưu Nhược Đồng đều có nhận xét sắc sảo. Nói thật, so với việc tiếp xúc với Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống thà muốn nói chuyện với bố mẹ cô hơn. Có lẽ Lưu Nhược Đồng chỉ kế thừa vẻ ngoài xuất sắc của bố mẹ, vấn đề khác thì Triệu Quốc Đống không biết. Nhưng Lưu Nhược Đồng lại có tính cách lạnh nhạt làm người ta không thể tới gần. Triệu Quốc Đống không bao giờ muốn thông qua hôn nhân chính trị mà làm mình phát triển. Chẳng qua Thái Chánh Dương bố trí như vậy nên hắn đành phải tham gia. Chẳng qua khi Triệu Quốc Đống nói chuyện với bố mẹ Lưu Nhược Đồng về quan hệ chiến lược của Trung Quốc và Châu Phi đã làm Lưu Nhược Đồng hứng thú, dù sao đây cũng là mảng công việc của cô. Buổi gặp mặt coi như hoàn hảo, mặc dù bố mẹ Lưu Nhược Đồng vẫn không hiểu quá rõ về Triệu Quốc Đống, nhưng thái độ khiêm tốn, có lễ phép cùng với khả năng ăn nói, hiểu biết của hắn làm hai người có đánh giá cao. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công hơn nữa. Đây là câu nói của Lưu Nhược Đồng dành cho Triệu Quốc Đống trước khi hắn đi. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút tổn thương. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không có ý gì với Lưu Nhược Đồng, nhưng một cô gái có thái độ như vậy với hắn làm hắn không thể chấp nhận. Từ trước đến giờ hắn vẫn là tâm điểm mà bị Lưu Nhược Đồng không hề chú ý tới, điều này đúng là đã kích thích Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống coi như có thể chấp nhận việc này. Hai bên đều không có ý. Chỉ là đóng kịch cho hai bên xem mà thôi, có thể hóa giải phiền phức của hai bên là đủ rồi. Sau đó Triệu Quốc Đống gọi điện mời Khấu Linh đi ăn, Khấu Linh lập tức đồng ý. So sánh với lần trước thì thái độ của Khấu Linh tốt hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cũng không có ý gì, hắn chỉ cảm thấy nếu tới Bắc Kinh mà không mời bạn học cũ đi ăn thì đúng là không nói nổi. Hơn nữa từ biểu hiện lần trước của Khấu Linh thì chưa chắc cô đã nhận lời mời của hắn. Nhưng không ngờ Khấu Linh thoáng cái nhận. Khấu Linh, bạn bây giờ đang rất bận chứ? Triệu Quốc Đống và Khấu Linh ngồi khá gần nhau do trời lạnh và men rượu. Người bên ngoài thấy bọn họ như đôi tình nhân. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác thả lỏng người này. Ở Ninh Lăng, ngày nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm làm hắn không thể không cẩn thận, ngay cả cuộc sống riêng cũng không có. Chỉ có ở Ando hoặc Bắc Kinh thì hắn mới có thể hưởng thụ cuộc sống. Không bận mấy. Khấu Linh rất tò mò nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ăn mặc tùy ý làm cô không đoán ra được thương hiệu đối phương đang mặc. Quần áo Ralph Lauren rất hiếm có người trong nước biết tới, Khấu Linh cũng không biết nhãn hiệu này. Khấu Linh càng lúc càng không nhìn thấu Triệu Quốc Đống. Lần trước Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh mời thì Khấu Linh có tâm trạng không tốt nên dẫn theo một cô bạn gái theo,
chẳng qua lần này Khấu Linh đã qua khỏi thời gian chán nản nên rất tự tin nhận lời mời của hắn. Bản nhạc Mộng Đà Linh vang lên, Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác vừa uống rượu vừa nghe nhạc này, nó rất kích thích và làm người ta không còn thấy mệt mỏi. Khấu Linh, hình như không thấy bạn trai đi theo bạn thì phải. Triệu Quốc Đống nói, tôi và anh ta chia tay rồi. Khấu Linh nói chuyện khá tự nhiên nhưng trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Hả, tại sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Chia tay còn cần lý do sao? Không hợp là được mà. Khấu Linh cười cười rồi nhấp một ngụm rượu. Không, tôi chỉ thấy có chút tò mò mà thôi, không phải vì buổi họp lớp lần trước của chúng ta đó chứ. Triệu Quốc Đống có trực giác khá chuẩn. Ông thấy như vậy. Khấu Linh cười cười hỏi lại một câu. Ai biết được cơ chứ? Đến bây giờ Khấu Linh vẫn không biết tại sao Phí Dương cứ khăng khăng nói cô lừa y, hơn nữa là có quan hệ với Triệu Quốc Đống này. Phí Dương chỉ nói cô nhất định có quan hệ đặc biệt gì đó với Triệu Quốc Đống, điều này làm Khấu Linh vừa tức vừa nhục. Nếu như muốn tìm lý do chia tay cũng không cần lấy lý do này chứ. Cuối cùng hai người vẫn chia tay, Khấu Linh vẫn cắn răng không hỏi lý do thực của Phí Dương. Đến hôm nay khi Triệu Quốc Đống gọi tới, Khấu Linh mới không nhịn được hỏi Triệu Quốc Đống này đang làm gì, vì nguyên nhân gì mà Phí Dương cảm thấy cô lừa y. Ông bây giờ rốt cuộc đang làm gì? Khấu Linh đột nhiên hỏi như vậy làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Triệu Quốc Đống nhớ ích chưa bao giờ hỏi vấn đề cá nhân của hắn. Ừ, tôi nhớ lúc họp lớp thì tôi đã nói mình đến làm việc ở miền núi mà. Miền núi nào, là Ninh Lăng ư? Biển NV rất dễ tra nên Khấu Linh hỏi cái là biết. Triệu Quốc Đống nhướng mày nói. Khấu Linh, được đó, ngay cả cái này cũng hỏi được. Tôi nhớ mình không nói với bất cứ ai mà, kể cả Phùng Minh Khải. Có gì đáng phải giấu chứ? Khấu Linh chu đôi môi đỏ mọng lên nói. Có phải sợ chúng tôi đòi bữa ăn không? Đâu đến mức như vậy chứ? Chỉ là không muốn các bạn học thương hại vì sự vất vả của tôi. Trước mặt thầy giáo và bạn học thì tôi phải giữ mặt mũi chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không tin, tôi thấy ông đang cố giấu gì đó, hoặc là nói ông đang cố giấu một thứ gì đấy. Khấu Linh cười cười và nhìn Triệu Quốc Đống đầy quyến rũ. Triệu Quốc Đống cũng cười. Nếu bạn cho rằng như vậy thì không còn cách nào nữa. Hừ, thái độ của ông đối với Tiêu Chí Viễn đâu phải người bình thường làm được. Tôi cảm thấy ông thật lòng khinh thường, tôi nói không sai chứ. Khấu Linh nghiêng đầu mà nói. Trong đám bạn học thì Tiêu Chí Viễn coi như làm khá được, mặc dù thích khoe khoang, hơi tục tằn nhưng cũng không đến mức làm ông phản cảm như vậy chứ. Mọi người đều thấy Tiêu Chí Viễn đang theo đuổi Mễ Á, không phải ông ghen chứ. Triệu Quốc Đống thầm kêu lợi hại, cô gái này đúng là giỏi quan sát, nhìn chúng tâm tư người khác. Khấu Linh, nếu Tiêu Chí Viễn không biết lượng sức mình mà theo đuổi cô, tôi nhất định ghen. Theo đuổi Mễ Á thì trong lòng tôi mặc dù có chút khó chịu vì thấy bất bình cho Mễ Á, nhưng sao lại ghen chứ? Triệu Quốc Đống cũng không hoàn toàn phủ nhận. Khấu Linh cười hì hì một tiếng, cười đến độ run người, chiếc áo len mỏng trước ngực cũng run lên làm Triệu Quốc Đống nhìn đến ngẩn ngơ. Khấu Linh lập tức chú ý điều này liền hơn dỗi đưa tay ra khua khua trước mặt hắn. Nói linh tinh, Mễ Á có sức hấp dẫn hơn tôi nhiều. Đôi mắt kẻ trộm của ông làm gì thế? Khấu Linh uống chút rượu làm ánh mắt mông lung như nước, hai má đỏ hồng làm Triệu Quốc Đống nhìn đến động lòng. Tối đó không xảy ra chuyện gì, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại biết mình đã thành công mở một lỗ hổng trong tim Khấu Linh. Theo thời gian trôi qua, tiếp xúc nhiều, hắn tin đó sẽ là vết rạn, cuối cùng có thể làm trái tim cô vỡ vụn. Thứ bảy việc của hắn là gặp mặt, chủ nhật di Triệu Quốc Đống quan trọng hơn nhiều. Thái Chánh Dương đã yêu cầu mấy nhân viên có quyền trong ngành điện tụ tập. Mặc dù chỉ là buổi liên hoan nhưng Triệu Quốc Đống lại rất trùng hợp tham gia. Mấy người kia đều là kẻ thành tinh, nếu Bộ trưởng Thái bố trí như vậy thì chính là hy vọng ủng hộ xây dựng vài nhà máy nào đó ở chỗ Triệu Quốc Đống kia. Mà việc này đối với bọn họ là quá đơn giản, nhất là bản thân Ninh Lăng cũng có mấy nhà máy ngành điện, tìm một hạng mục đầu tư cũng không khó. Quyển 8, chương 30. Triệu Quốc Đống chạy đến đường Nam Loan thì đã là 4 giờ sáng. Lần này xảy ra chuyện. Tăng Lệnh Thuần xử lý rất kiên nhẫn và đầy kinh nghiệm. Đầu tiên y yêu cầu bệnh viện cố gắng cứu chữa bệnh nhân, mặt khác thu xếp tốt cho người nhà của người bị chết. Một chánh văn phòng ủy ban quận đã dẫn theo vài nhân viên đến an ủi, bảo đảm không làm xã hội mất ổn định. Thanh tra thị xã và thanh tra quận đã tham gia điều tra. Lần này vì hoàn thành tiến độ nên công ty xây dựng yêu cầu công nhân làm ca đêm. Có 12 công nhân đang làm việc,
cầu bị sập khiến 5 người bị chôn vùi dưới đất đá, 3 người bị thương được cứu ra, một người trên đường đưa đi cấp cứu thì chết, một người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn chết. Giám đốc công ty xây dựng Hồng Phúc Hồng Nhân Phúc không liên lạc được, chỉ có một quản lý công trường là chạy tới. BNH viện đang toàn lực cấp cứu 3 công nhân bị thương. Tăng Lệnh Thuần ra lệnh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phải liên lạc được giám đốc công ty, yêu cầu giám đốc công ty đến phối hợp điều tra và xử lý công chuyện. Quản lý công trường cũng lo lắng, vội vàng đáp ứng phối hợp chính quyền điều tra, xử lý, chẳng qua khi nói tới liên lạc giám đốc thì mặt mày nhăn nhó lại, nói giám đốc ở ngoài không gọi được. Tôn Định Trung cùng Tiền Trì Quốc đâu? Triệu Quốc Đống nghe Tăng Lệnh Thuần giới thiệu tình hình rồi xa sầm mặt nói. Còn giám đốc công ty xây dựng Hồng Phúc đâu? Lão Tiền và Lão Tôn còn đang làm công tác tư tưởng với người nhà nạn nhân, Hồng Nhân Phúc đang tắt máy. Tăng Lệnh Thuần cười khổ một tiếng mà nói. Có lẽ y cố ý tắt máy điện thoại di động, chẳng qua y nhất định sẽ biết tình hình bên này. Đoạn công trình này do công ty bọn họ nhận được vào tháng trước, tài chính chỉ còn một phần nhỏ chưa nhận. Hừ, được đó, xảy ra chuyện liền để chính quyền lau mông cho bọn họ. Đám người này đứng bên mà cười cười sao? Ninh Cao Thọ đâu? Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy bên chính quyền chỉ có Tăng Lệnh Thuần và Ngô Ứng Cương. Tiền Trì Quốc và chủ nhiệm ủy ban xây dựng Tôn Định Trung đang làm công tác tư tưởng, người của thanh tra quận cũng đã tới. Lão Đinh nói tối uống hơi nhiều nên không dậy được. Tăng Lệnh Thuần bình tĩnh nói. Chuyện này cũng không cần nhiều người tới mà. Một là chỉ cần điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố, về phần phương diện khác chỉ cần làm công tác hậu sự thôi. Tư chất của công ty xây dựng kia có đủ không? Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Việc này tôi không rõ. Hầu hết các công trình xây dựng cơ sở của quận đều do Lão Tiền và Lão Tôn phụ trách, có tổ đấu thầu kiểm tra, tôi nghĩ chắc đủ tư chất. Lão Tiền và Lão Tôn cũng không đến mức không hiểu vấn đề này mà. Tăng Lệnh Thuần nghiêm túc nói. Y có thể nghe ra ý trong lời của Triệu Quốc Đống. Hừ, Lão Tăng, có người không phải không biết mà là muốn đục nước béo cò. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói trắng ra. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì đó là cơ hội cho hắn. Tình hình bên công an quận đã điều tra qua một chút, vừa lúc có thể xử lý. Tăng Lệnh Thuần biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với Tiền Trì Quốc. Trong hội nghị đầu tiên Triệu Quốc Đống đã muốn mắng Tiền Trì Quốc. Hiện trường phải đến 9 giờ sáng mới dọn dẹp xong, cả đoạn đường bị sụp xuống, sau khi xác nhận không còn ai bị chôn trong đống đổ nát, Triệu Quốc Đống liền đi báo cáo với Kỳ Dư Hồng, thư chí cao cùng với Kim Vĩnh Kiện. Lúc 6 giờ sáng thư chí cao đã chạy tới xem xét tình hình. Đi thôi, thị trưởng Thư, đằng trước có một quán thịt bò rất ngon. Lão Tăng, đi thôi, tôi mời khách. Đến khi xác nhận người thân của người chết mặc dù đau lòng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, thư chí cao và Triệu Quốc Đống mới coi như yên tâm. Triệu Quốc Đống liền mời thư chí cao đi ăn. Thư chí cao không từ chối, nhưng thật ra Tăng Lệnh Thuần lại nói muốn về nhà rửa mặt một chút, sáng nay y còn hội nghị phải chủ trì. Triệu Quốc Đống cũng không giữ lại. Vào quán, hai thư ký biết ý ngồi bên không quấy rầy hai vị lãnh đạo nói chuyện. Quốc Đống, thị trường xây dựng của Tây Giang xem ra rất hỗn loạn, chắc cậu cũng đã nghe nói tới. Kiếm Dân cũng đã nói với tôi về việc này. Chuyện hôm nay là tiếng chuông cảnh cáo đối với chúng ta. Hai chết, ba bị thương, quan chức chúng ta có thể không cảm thấy áy náy sao? Thư chí cao trầm giọng nói. Bên bí thư La cũng nhận được phản ánh ở vấn đề này sao? Triệu Quốc Đống không trực tiếp trả lời mà hỏi lại một câu. Hừ, đâu chỉ có Lão Lục, Mục Cương trước đây cũng nhận được không ít phản ánh vấn đề này, không ít chuyện nhằm thẳng vào quận ủy, ủy ban quận Tây Giang. Tôi tin trong tay ủy ban kỷ luật Tây Giang có không ít thư tố cáo. Thư chí cao lạnh lùng nói. Quốc Đống, tôi không biết cậu nghĩ gì, đang chờ gì. Nhưng đám sâu mỏ đó phải đưa ra công lý. Cậu càng do dự thì bọn chúng càng càn rỡ, càng kéo thì càng mang phiền phức về. Nếu như cậu không thể nhìn thẳng vào vấn đề này, cậu sẽ phát hiện mình đánh mất hình ảnh trong mắt dân chúng. Nói thẳng ra lòng dân không còn thì sau này cậu đừng mong triển khai công việc. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, thư chí cao có ý gì thì hắn hiểu. Quyện trên thị ủy, ủy ban thị xã thì hắn không muốn xen vào, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết. Những động tác nhỏ của Nghiêm Lập Dân càng lúc càng diễn ra thường xuyên. Chuyện bổ nhiệm phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã. Nghiêm Lập Dân được Kỳ Dư Hồng ủng hộ nên đã bác bỏ đề nghị của thư chí cao, bầu phó cục trưởng cục tư pháp Lang Bân làm. Mà trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Khang Hướng Dương cũng không được chọn làm trợ lý thị trưởng theo ý của thư chí cao,
điều này làm cho thư chí Cao vốn tự tin cảm thấy nhục. Hơn nữa y cũng ý thức được Nghiêm Lập Dân đang muốn nhúng tay vào chính quyền thị xã. Nếu như không có phản kích thì bao uy tín khó khăn lắm mới thành lập được của thư chí Cao thì sẽ dần biến mất. Triệu Quốc Đống mặc dù không muốn thấy việc này xảy ra nhưng hắn biết Kỳ Dư Hồng đây là lợi dụng Nghiêm Lập Dân để gõ thư chí Cao. Mà thư chí Cao mặc dù có Lục Kiếm Dân ủng hộ nhưng sức của hai người là quá yếu ớt. Thư chí Cao đương nhiên hiểu rõ mình không có ưu thế tất nhiên trong vấn đề nhân sự bằng Nghiêm Lập Dân. Một là y không phải người bản địa, hai là quan hệ giữa bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng với y khá vi diệu. Hai người tuy có cùng quan điểm phát triển nhưng về vấn đề dùng người thì Kỳ Dư Hồng giống bất cứ vị bí thư thị ủy nào đều muốn nắm giữ quyền lực của mình. Điều này làm thư chí Cao không xen tay vào được. Hơn nữa bây giờ y mới là quyền thị trưởng, sang năm tuy tuyển cử không vấn đề gì lớn nhưng cũng cần tham gia. Nghiêm Lập Dân duỗi tay vào địa bàn Tây Giang thì Triệu Quốc Đống này có rõ hay không thì thư chí Cao không biết. Coi như không rõ nhưng tin rằng Vưu Liên Hương cũng sẽ truyền tin tới. Thư chí Cao cũng không hy vọng xa vời Triệu Quốc Đống đứng về phe mình. Triệu Quốc Đống này quá giảo hoạt, ngay cả Kỳ Dư Hồng cũng có thể bị tên này chơi, thư chí Cao nghĩ Triệu Quốc Đống có lẽ muốn ngồi bên xem hướng gió trên thị ủy. Thị trưởng Thư, thị trường xây dựng Tây Giang đúng là có vài vấn đề, chẳng qua đây không hoàn toàn là vấn đề của Tây Giang. Xây dựng trong nội thành thì có phân công rõ ràng của cấp thị xã và quận. Thị trường xây dựng thị xã cũng khá âm u. Nếu như Ủy ban Kỷ luật thị ủy có thể dẫn đầu đột phá từ thị xã, tôi tin bên Tây Giang cũng có thể tiến hành. Triệu Quốc Đống đã lộ rõ ý không muốn trộn lẫn, đồng thời cũng hy vọng trên thị xã động trước. Thư chí Cao cố gắng phân tích ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống, nhưng không thể như ý. Y có kết luận là Triệu Quốc Đống lắc lư, nói khó nghe một chút là theo chiều gió. Chẳng qua y cũng không quá đáng ép đối phương. Với tính cách của Nghiêm Lập Dân thì hai người này sớm muộn sẽ có chuyện. Quốc Đống, có vài vấn đề cậu dù muốn tránh cũng không được, phải dũng cảm đối mặt. Thư chí Cao nhai miếng bánh mì rồi nói. Nếu như không dứt điểm thì sẽ bị loạn. Quyển 8, chương 31. Triệu Quốc Đống nằm nghiêng người mà suy nghĩ, cô gái bên cạnh đang ngủ ngon. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 8 giờ. Bành Trường Quý nhất định đang đợi ngoài cửa tiểu khu. Tối qua Bành Trường Quý đã chạy tới để đón Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng. Đến khi lên xe, Triệu Quốc Đống vẫn đang nghĩ đến cảm giác thoải mái đêm qua. Cù Vận Bạch nghĩ rất thoáng. Gặp Triệu Quốc Đống, cô không hề e ngại gì. Cô không có ý định kết hôn nên thấy quan hệ bây giờ giữa cô và Triệu Quốc Đống là rất tốt. Hợp thì gặp, không hợp thì phân, hai người thoải mái hưởng thụ và tự do là được. Tâm trạng này cũng ảnh hưởng tới Triệu Quốc Đống, hắn vốn còn có chút áy náy nhưng dần nghĩ thoáng ra trước sự tự nhiên của Cù Vận Bạch. Ngược lại Triệu Quốc Đống càng lúc càng si mê Cù Vận Bạch hơn, lưu luyến tình cảm này. Mà Cù Vận Bạch cũng là người duy nhất Triệu Quốc Đống có thể thổ lộ những vấn đề chính trị ở Ninh Lăng. Đời người có được một người tri kỷ là đủ rồi. Cù Vận Bạch có lẽ là người như vậy đối với hắn phải không? Chẳng qua hắn không biết tình cảm này có thể duy trì bao lâu. Điểm này hai người đều không rõ. Đến khi về đến Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống mới vứt bỏ tâm trạng cá nhân ra khỏi đầu. Triệu Quốc Đống vào văn phòng, lệnh Hồ Triều đã đặt chén trúc diệp thanh nóng hổi lên bàn của hắn, đồng thời mang một tập văn bản lên. Bí thư Triệu, trưởng ban Tiếu vừa đến, tôi nói ngài chưa tới, bí thư Triệu nói ngài về thì gọi cho anh ta. Lệnh Hồ Triều cung kính nói. Ừ, mời anh ta lại đây. Triệu Quốc Đống mơ hồ đoán được trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dù là hắn hay Lôi Bằng đều rõ sự bình tĩnh trước mắt chẳng qua chỉ là báo trước cho cơn bão mà thôi. Tiếu Chiêu Quý lần đầu gặp riêng vị bí thư quận ủy trẻ hơn y gần 20 tuổi này. Triệu Quốc Đống này luôn ra vẻ bình tĩnh, có vẻ bình thường nhưng một người có thể đánh ngã Sử Chí Hòa mà lên chức thì có thể là người bình thường sao? Khinh thường kẻ khác thì anh sẽ phải trả giá đắt, thậm chí kể cả bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng. Vì thế Tiếu Chiêu Quý mới hạ quyết tâm mà gọi điện cho Tương Uẩn Hoa. Nói như vậy Lương Sùng Thái đủ điều kiện nhân chức ư? Nếu Cục Công an thị xã xác định Lương Sùng Thái là ứng cử viên duy nhất thì còn cần gì hỏi ý kiến của quận ủy, ủy ban quận Tây Giang chúng ta? Bọn họ trực tiếp bổ nhiệm đi. Triệu Quốc Đống rất tùy tiện nói. Cục Công an thị xã cũng là căn cứ ý kiến của đảng ủy phòng mà đưa ra, điểm này. Tiếu Chiêu Quý biểu hiện rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống đã cắt ngang mà nói. Ý kiến đảng ủy phòng. Tôi muốn hỏi đảng ủy phòng này có chịu sự lãnh đạo của quận ủy Tây Giang không? Đương nhiên là do quận ủy Tây Giang lãnh đạo, chẳng qua.
Tiếu Chiêu Quý chưa nói hết lại bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Không có gì chẳng qua hết, chính sách của đảng từ trước đến giờ đều là đảng phụ trách quân đội, đảng quản cán bộ. Nếu như đảng ủy phòng bọn họ chịu sự lãnh đạo của quận ủy Tây Giang, vậy Mã Chiêm Bưu là bí thư đảng ủy cục công an tại sao lại trực tiếp báo cáo lên đảng ủy cục công an thị xã mà không báo cáo lên quận ủy? Cái này là có nguyên nhân, cục trưởng Mã là đảng ủy viên của cục công an thị xã cho nên. Tiếu Chiêu Quý biết vị bí thư quận ủy này xuất thân công an, không dễ lừa nên cẩn thận nói. Y là ủy viên đảng ủy cục công an thị xã, đó chỉ là cá nhân y, không đại biểu cho công an quận Tây Giang. Lão Tiếu, mời anh nhớ kỹ chỉ đạo nghiệp vụ không có nghĩa là vấn đề nhân sự cũng do bọn họ lãnh đạo, đây là nguyên tắc. Công an quận Tây Giang là một cơ quan của chính quyền Tây Giang, đảng ủy công an quận Tây Giang phải do quận ủy Tây Giang lãnh đạo, Mã Chiêm Bưu kia đang vi phạm quy định. Tôi sẽ đề nghị quận ủy suy nghĩ lại chức bí thư đảng ủy của y, cần có thể đề nghị ủy ban quận suy xét lại vị trí trưởng phòng của y. Tiếu Chiêu Quý hít sâu một hơi, vừa nãy y còn có chút khó hiểu về biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Bây giờ đã bắt đầu lộ răng nanh. Mã Chiêm Bưu ơi Mã Chiêm Bưu, anh lần này sợ rằng lấy đá đập vào chân mình rồi. Đừng nói vị trí chính ủy của Lương Sùng Thái, chỉ sợ chức trưởng phòng của anh cũng mất. Lão Tiếu, chuyện của Mã Chiêm Bưu thì chúng ta bàn sau. Về phần người mà đảng ủy công an quận chọn ra, ý của tôi là sự lựa chọn này phải do ban tổ chức cán bộ cùng với đảng ủy chính pháp nghiên cứu mà có, không phải ai quyết định thay chúng ta. Anh bàn với Lão Lạc một chút, đưa ra đề cử. Cuối cùng thông qua chủ tịch Tằng và Lão Lôi xác định. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Nhưng mà bí thư Triệu, phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng thường trực cục công an thị xã Cát Kỳ và trưởng ban chính trị cục công an thị xã đã đến quận, bọn họ hy vọng cùng ngài chọn người. Tiếu Chiêu Quý có chút khó xử mà nói. Lão Tiếu, tôi không gặp, anh nói tôi có việc. Chẳng qua anh có thể nói với lão Cát kia rằng ý của tôi là lựa chọn chính ủy công an quận cần phải cẩn thận suy xét, tạm thời không xác định. Cụ thể sẽ do ban tổ chức cán bộ và đảng ủy chính pháp Tây Giang nghiên cứu. Nhưng mà, Tiếu Chiêu Quý còn định nói thêm. Được rồi, chuyện này tôi đã biết, anh cứ làm như vậy đi. 3 giờ chiều anh đến chỗ tôi, thời gian này tôi xuống cơ sở nhiều nên không có thời gian trao đổi với anh, chiều nay vừa lúc rảnh rỗi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tiếu Chiêu Quý ra ngoài, Triệu Quốc Đống mở ngửa người dựa vào ghế. Hắn đương nhiên biết Mã Chiêm Bưu không dám to gan như vậy, đây là được người cho phép. Hơn phần nửa là Mã Nguyên Sinh nhắc nên Mã Chiêm Bưu mới dám làm càn như vậy. Xem ra hơn 20 ngày hắn nhẫn nhịn khiến một số kẻ quên mình là ai. Chẳng qua bây giờ có thích hợp để trở mặt không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi cho Tiếu Chiêu Quý. Lão Tiếu, tôi thấy như vậy đi. Anh mời Chủ tịch Tằng tiếp đón Cục trưởng Cát. Ừ, nói ý của tôi với Chủ tịch Tằng. Cứ nói là tôi vừa tới, còn cần thời gian quen thuộc tình hình nên tạm thời để đó một chút. Anh cứ nói như vậy đi. Tiếu Chiêu Quý bỏ máy xuống rồi suy nghĩ ý của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đột nhiên gọi như vậy làm y phải suy nghĩ. Đây hình như không phải phong cách của Triệu Quốc Đống mà. Chẳng qua như vậy cũng tốt, cũng không khiến mình khó xử. Triệu Quốc Đống không phải Tằng Lệnh Thuần, mà Cục trưởng Cục Công an Mã Nguyên Sinh bây giờ cũng không phải Nghiêm Lập Dân. Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy, ý kiến của đảng ủy cục công an thị xã không hề có tác dụng gì với hắn. Lúc CSC Triệu Quốc Đống còn dám kháng lệnh càng không nói bây giờ. Chẳng lẽ nói ý kiến của tên Mã Chiêm Bưu là có thể khiến Triệu Quốc Đống gật đầu sao? Nực cười, ngây thơ, Tiếu Chiêu Quý cười lạnh một tiếng, Lôi Bằng muốn dùng Mã Chiêm Bưu cùng với cục công an thị xã, thậm chí là Nghiêm Lập Dân để dò xét điểm mấu chốt của Triệu Quốc Đống cũng không đơn giản. Hắn kéo như vậy, không thèm gặp xem các người có thể làm gì. Triệu Quốc Đống đứng lên đi đi lại lại trong văn phòng. Mặc dù bây giờ chưa phải lúc công khai nhưng bị động chờ như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn không chủ động gây hấn không có nghĩa là không làm gì. Đã đến lúc phải phân tích lầm như thế nào phân tán, chia rẽ bọn họ. Một lần nữa về bàn làm việc, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện. 10 phút sau hắn bỏ máy xuống và quyết định cần xác nhận lại một chút. Mặc dù hắn rất tin Tương Uẩn Hoa nhưng cẩn thận vẫn hơn mà. Tương Uẩn Hoa dù sao cũng không còn ở Ninh Lăng, người có thể thay đổi. Việc chọn chính ủy công an quận chỉ là món điểm tâm, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Cái cần đến sẽ đến, hắn vốn định kéo dài để chuẩn bị cho đầy đủ hơn. Nhưng đối phương không muốn vậy thì chiến. Quyển 8, chương 32. Triệu Quốc Đống gọi tới,
Tương Uẩn Hoa liền biết Triệu Quốc Đống chuẩn bị ra tay. Thực ra Tương Uẩn Hoa cũng không quá đồng ý việc Triệu Quốc Đống hành động nhanh như vậy. Y cho rằng Triệu Quốc Đống nên duy trì ổn định, đứng vững gót chân rồi tìm cơ hội. Tương Uẩn Hoa hiểu rõ về Trương Thiệu Văn, ai cũng nói con run xéo mãi cũng quằn. Trương Thiệu Văn mặc dù là đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhưng cũng không phải Triệu Quốc Đống mới đến có thể tùy ý dẫm đạp. Mặc dù Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy cũng không được. Trương Thiệu Văn đã làm việc nhiều năm ở thị xã, Tây Giang, ngay cả Kỳ Dư Hồng cũng không dễ chọc vào. Đương nhiên không phải Kỳ Dư Hồng không thể giải quyết, mà Kỳ Dư Hồng không muốn gây ổn định. Chẳng qua Nghiêm Lập Dân bây giờ muốn xen vào lại khác. Nghiêm Lập Dân bây giờ là phó bí thư thị ủy, đứng thứ ba trong thị ủy. Hơn nữa y cũng công tác lâu năm ở Ninh Lăng, y bây giờ chính là đứng ra muốn hợp nhất thế lực của Trương Thiệu Văn tạo thành một khối chống lại thế lực bên ngoài. Nắm bắt cơ hội chính là thử xem năng lực của từng người. Triệu Quốc Đống cũng có suy nghĩ và tác phong làm việc của mình. Hắn cho rằng có thể ra tay tức là có lý do của mình. Cho nên Tương Uẩn Hoa cũng không ngăn cản Triệu Quốc Đống, dù sau đây cũng là cơ hội hiếm có. Triệu Quốc Đống rất giỏi việc học tập và hấp thu sở trường của người. Điểm này Tương Uẩn Hoa đánh giá rất cao, y cũng biết khả năng mình về Ninh Lăng là rất nhỏ. Chẳng qua y công tác ở Ninh Lăng lâu như vậy nên cũng có người của mình. Bây giờ cũng là lúc giao người ra. Chẳng qua sức ảnh hưởng của Tương Uẩn Hoa tại Tây Giang không quá mạnh. Trương Thiệu Văn quá bá đạo nên Tương Uẩn Hoa dù muốn xen vào cũng không dễ dàng. Tiếu Chiêu Quý cũng không hoàn toàn là người của Tương Uẩn Hoa. Chẳng qua người này có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang thì Tương Uẩn Hoa cũng có tác dụng nhất định. Đúng là vì vậy nên khi Trương Thiệu Văn mất thế, Tiếu Chiêu Quý liền muốn nhờ Tương Uẩn Hoa giúp. Tiếu Chiêu Quý gia nhập khiến Triệu Quốc Đống có thêm không ít lực lượng. Nhất là khi Lôi Bằng rõ ràng dựa vào Nghiêm Lập Dân, Tiếu Chiêu Quý càng thêm quan trọng hơn. Tính việc thì phải tính người trước tính, đây là câu nói kinh điển. Tiếu Chiêu Quý là trưởng ban tổ chức cán bộ thì sẽ có tác dụng rất rõ ràng. Cho nên Triệu Quốc Đống mới hẹn Tiếu Chiêu Quý đến nói chuyện với mình vào chiều nay. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ làm như thế nào để lôi kéo được Tiếu Chiêu Quý. Tiếu Chiêu Quý tuổi không cao nhưng cũng không có ưu thế rõ ràng, trong lòng y muốn gì. Tiếu Chiêu Quý thông qua Tương Uẩn Hoa mà tạo quan hệ với mình, có vẻ không chỉ đơn giản là muốn bảo vệ mình. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Muốn lôi kéo được Tiếu Chiêu Quý là kẻ thành tinh trong quan trường thì chỉ với mấy câu vu vơ về tương lai là không thể. Đầu tiên phải biết Tiếu Chiêu Quý muốn gì. Theo Triệu Quốc Đống biết thì Tiếu Chiêu Quý là cán bộ gốc ở Ninh Lăng. Mặc dù là người tào tập nhưng vẫn công tác trên thị xã và Tây Giang. Tiếu Chiêu Quý 47 tuổi, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chỉ hơn 2 năm nữa là qua tuổi 50, khi đó sẽ không còn hy vọng lên chức rồi. Mà căn cứ theo truyền thống của Ninh Lăng thì nếu mấy chức vụ như trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban tuyên giáo, phó chủ tịch huyện thì chỉ có thể làm một phó chủ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cấp quận, huyện mà thôi. Trong điện thoại, Tương Uẩn Hoa đã nói rõ cho Triệu Quốc Đống biết nhân phẩm của Tiếu Chiêu Quý cũng được, vấn đề nằm ở chỗ năng lực và khí phách. Người này không giỏi làm kinh tế, cũng không phải người giỏi phụ trách một phương, nhưng lại là người khéo đưa đẩy. Mặc dù nằm trong tứ đại thiên vương của Trương Thiệu Văn nhưng chủ yếu là do vị trí của y. Cán bộ mà Trương Thiệu Văn tin cậy thực tế lên chức không hoàn toàn do y quyết định. Tiếu Chiêu Quý có đặc điểm là quen phục tùng nhân vật mạnh. Ở điểm này Tiếu Chiêu Quý và trưởng ban tổ chức cán bộ Hoa Lâm Địch Hóa Dũng là khá giống nhau. Đến bữa trưa, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ chuyện này. Tiếu Chiêu Quý lúc này cũng đang suy nghĩ. Khi Triệu Quốc Đống nói muốn nói chuyện riêng với mình, Tiếu Chiêu Quý biết hắn có ý gì. Tiếu Chiêu Quý biết mình không phải bí thư quận ủy hay chủ tịch gì, nhưng y cho rằng mình thừa sức làm phó bí thư. Mà Trương Thiệu Văn chưa từng nghĩ đến điểm này nên Tiếu Chiêu Quý có chút tức giận. Triệu Quốc Đống có chỗ dựa và thủ đoạn, việc Triệu Quốc Đống đánh ngã Sử Chí Hòa khiến cả Ninh Lăng xôn xao. Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng khiến Tiếu Chiêu Quý muốn gia nhập vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Tương Uẩn Hoa vào Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết cho nên Tương Uẩn Hoa đã mơ hồ nói với Tiếu Chiêu Quý rằng nếu muốn đứng đội thì phải thừa dịp làm sớm. Lệnh Hồ Triều rất cung kính rót đầy trà, sau đó đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lão Tiếu tham gia công tác năm nào? Tiếu Chiêu Quý không hút thuốc, điểm này giống Triệu Quốc Đống. Tôi tham gia công tác vào năm 69, ở xã một thời gian dài, sau đó do vợ chồng xa cách nên được tổ chức điều từ tào tập đến Ninh Lăng, sau đó vẫn ở Ninh Lăng.
Tiếu Chiêu Quý nhấp ngụm trà rồi nói. Nhìn bí thư Triệu, tôi mới thấy mình đã già. Quy luật sóng sau đè sóng trước là không thể đi ngược lại. Lão Tiếu năm nay mới 47 phải không, tuổi chưa cao. Anh có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, quen thuộc tình hình. Tây Giang mấy năm nay phát triển quá chậm. Bây giờ muốn phát triển kinh tế thì cần có lực lượng tổ chức đảm bảo, tôi còn muốn dựa vào anh để tạo trụ cột thay mình. Triệu Quốc Đống nói chuyện tuy rất bình tĩnh nhưng lại cố ý không nói tới lôi bằng trong vấn đề nhân sự. Bí thư Triệu, cán bộ Tây Giang có nhiều người không yên lòng, nhất là mấy tháng nay. Chủ tịch Tằng tuy làm không ít công việc nhưng tình hình Tây Giang rất phức tạp, nhất là các công ty nhà nước và xí nghiệp tập thể có hiệu quả kinh doanh quá kém, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Tây Giang. Nhưng đây là vấn đề do lịch sử lưu lại, cũng có một phần do sử dụng cán bộ. Ở điểm này tôi cũng có trách nhiệm. Tiếu Chiêu Quý thở dài một tiếng mà nói. Chuyện quá khứ để nó qua đi, chúng ta phải nhìn về tương lai, suy nghĩ cho tương lai. Tây Giang là bộ mặt của thị xã Ninh Lăng, công việc ở đây khác các huyện khác, nó có vị trí đặc biệt ở Ninh Lăng. Nói thật tôi tới Ninh Lăng 2-3 năm, cũng xem thấy một chút tình hình, có thể dùng vài từ hình dung là không lạc quan. Anh nói vấn đề các công ty chỉ là một, tôi nghĩ khó giải quyết hơn cả là vấn đề tác phong và tư tưởng của cán bộ. Cán bộ Tây Giang đều có thái độ muốn an nhàn, tác phong làm việc tán mạn, không hề cảm thấy khẩn trương. Thậm chí tư tưởng này càng rõ ràng trong bộ máy lãnh đạo quận. Tiếu Chiêu Quý cẩn thận nghe Triệu Quốc Đống nói, y không ngờ Triệu Quốc Đống lại tập trung chính vào vấn đề tác phong làm việc của cán bộ, mà không phải vấn đề của các công ty như y nghĩ. Điều này làm y có chút ngạc nhiên. Chẳng qua y nghĩ thì cán bộ mới là quan trọng nhất, Triệu Quốc Đống tạm gác mấy vấn đề khác sang bên. Nói thật, trước khi tôi tới Tây Giang thì Bí Thư Kỳ, thị trưởng Thư đã nói chuyện với tôi. Tôi muốn xin với Bí Thư Kỳ cho mình ở lại Hoa Lâm 2 năm nhưng không được. Thị trưởng Thư cũng nói tình hình Tây Giang đã không thể trì hoãn, Bí Thư Kỳ cũng yêu cầu tôi tới Tây Giang có thể mạnh dạn triển khai công việc, tổ chức bố trí thì tôi nghiêm túc chấp hành. Tôi hiểu Tây Giang không dễ làm việc. Nhưng nếu tổ chức đã phân công công việc thì tôi hy vọng dùng hết sức của mình mà làm việc. Tôi đã đề nghị với Bí Thư Kỳ cùng thị trưởng Thư về việc muốn thay đổi bộ mặt của Tây Giang không phải việc một sớm một chiều, cũng không phải do mình tôi là làm thành. Tôi chỉ hy vọng thị ủy có thể cho tôi quyền quyết định trong vấn đề nhân sự của Tây Giang, Bí Thư Kỳ cùng thị trưởng Thư cũng đồng ý với đề nghị của tôi. Lời này làm Tiếu Chiêu Quý rất chú ý. Nếu những câu này của Triệu Quốc Đống là thật thì hay rồi. Nghiêm Lập Dân là phó bí thư đảng, đàn mà bị loại khỏi lời của Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng cùng thư chí cao cho phép Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh nhân sự tại Tây Giang, điều này không có nghĩa là điều chỉnh cán bộ cấp phòng ở Tây Giang nữa, thậm chí là cả cán bộ cấp phó huyện muốn điều chỉnh cũng được thị ủy ủng hộ. Nếu vậy có khác gì Thượng Phương Bảo Kiếm? Quyền 8, chương 33. Nghiêm Lập Dân là phó bí thư phụ trách đảng đàn, không thể bị loại khỏi việc điều chỉnh cán bộ, điều này không phù hợp nguyên tắc của tổ chức. Nhưng Tiếu Chiêu Quý lại biết trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng lại có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, có quan hệ bình thường với Nghiêm Lập Dân. Như vậy nếu như Kỳ Dư Hồng ủng hộ đề xuất của Triệu Quốc Đống, vậy Nghiêm Lập Dân một mình không thể thay đổi tình hình. Tiếu Chiêu Quý có thể thông qua Tương Uẩn Hoa mà bắc cầu với Triệu Quốc Đống chính là cho rằng Trương Thiên Phóng có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Mà Trương Thiên Phóng bây giờ là thân tín tuyệt đối tin cậy của Kỳ Dư Hồng. Bí thư nếu như không hề có khúc mắc nào với trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy vị phó bí thư thị ủy kia muốn làm gì cũng có chút khó khăn. Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng Tiếu Chiêu Quý đã bắt đầu thay đổi. Tương Uẩn Hoa phân tích không hề sai về người này. Lão Tiếu, thời gian vừa rồi tôi vẫn điều tra, nghiên cứu. Thông qua tình hình nắm giữ thì tôi đã cẩn thận phân tích tác phong của cán bộ các xã, thị trấn, phòng ban và các công ty tại Tây Giang. Tôi phát hiện tác phong làm việc của cán bộ cấp xã, thị trấn thì tốt hơn các phòng ban. Một vài phòng ban có quyền lực thì từ lãnh đạo đến nhân viên đều có tác phong quá kém, có thể nói kẻ khác không thể chịu được. Tôi không biết ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật giám sát các cơ quan như thế nào, có nhận được thư trách cứ của dân chúng hay không. Cũng không biết bên Thanh Gia, ủy ban kỷ luật có phát huy tác dụng không. Triệu Quốc Đống nói với giọng châm chích, Tiếu Chiêu Quý cẩn thận suy nghĩ xem mấy cơ quan có quyền lực là phòng ban gì. Phòng tài chính, phòng giao thông, đất đai hay ủy ban xây dựng. Bên chấp pháp thì chỉ ba ngành là công an, viện kiểm sát và tòa án mà thôi. Trong lúc nhất thời y không rõ Triệu Quốc Đống đang nhằm vào ngành nào là chính. Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống ngầm đi điều tra? Theo Lôi Bằng nói thì lãnh đạo các phòng ban, xã,
thị trấn đều đưa ảnh của Triệu Quốc Đống cho cán bộ trung tầng xem, để bọn họ quen mặt, tránh cho xảy ra chuyện. Bí thư Triệu, sau khi Ninh Lăng lên cấp và thành lập Đông Giang, một bộ phận các cán bộ có năng lực và tố chất mạnh của quận Ninh Lăng đã bị điều sang Đông Giang. Tây Giang chúng ta nhận cán bộ đều là trên 50 tuổi, có thể nói cán bộ Tây Giang chúng ta đã lão hóa. Hơn nữa tố chất nghiệp vụ và chính trị của nhóm cán bộ này là khá thấp, tác phong làm việc kém. Chẳng qua bí thư Triệu đến thì chúng tôi tin đã có người lãnh đạo, tin rằng công tác sau đây sẽ tốt hơn. Tiếu Chiêu Quý khá cẩn thận, trong lời tỏ thái độ một chút. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Tiếu Chiêu Quý, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Tiếu, mặc dù thay đổi bộ mặt của Tây Giang không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ. Bộ máy cấp quận có lẽ sẽ được điều chỉnh trước cuối năm. Ý tôi là muốn ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật và văn phòng quận ủy tiến hành đánh giá về toàn bộ thành viên lãnh đạo của các phòng ban, xã, thị trấn. Ý tôi là công bằng đánh giá. Tiếu Chiêu Quý run lên. Ban tổ chức cán bộ dẫn dầu, nếu nói ủy ban kỷ luật miễn cưỡng tham gia còn được, nhưng mà văn phòng huyện ủy tham gia vào thì không phù hợp mấy. Hơn nữa làm như vậy thì ăn nói sao với lôi bằng. Triệu Quốc Đống nhìn ra được suy nghĩ của Tiếu Chiêu Quý nên cười nói. Lão Lôi thì anh đến báo cáo, nói là tôi rất lo lắng về công tác xây dựng đảng và tác phong làm việc tản mạn của cán bộ. Ban tổ chức cán bộ muốn điều tra nghiên cứu một lần, đây sẽ là chỉ tiêu quan trọng nhất để khảo sát công tác xây dựng đảng, xếp hạng cuối năm. Tiếu Chiêu Quý đảo đảo mắt, mấp máy môi nhưng không nói thành lời. Đây là Triệu Quốc Đống đưa cành ô liu ra. Mặc dù không biết bao giờ điều chỉnh cán bộ nhưng lần khảo sát công tác xây dựng đảng này chính là chuẩn bị cho điều chỉnh bước lớn hơn nữa. Mặc dù ban tổ chức cán bộ chủ đạo nhưng ủy ban kỷ luật và văn phòng huyện ủy tham gia chính là Triệu Quốc Đống nhắc mình không nên quá mức. Hơn nữa Quế Toàn Hữu đại khái cũng sẽ truyền đạt ý đồ của Triệu Quốc Đống, để ban tổ chức cán bộ làm theo ý của Triệu Quốc Đống. Có nên nhận cành ô liu này không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nhìn Tiếu Chiêu Quý. Mình đã rất khéo léo ám chỉ. Tiếu Chiêu Quý không phải nhân vật kém nhưng lại không phải người có thể quyết định đại cuộc. Có Tiếu Chiêu Quý giúp thì mình có thể tiến hành mấy vấn đề kia. Không có y giúp thì chẳng qua khó khăn hơn một chút mà thôi. Tiễn Tiếu Chiêu Quý, Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng sự thật tàn khốc cuối cùng sẽ tới, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiếu Chiêu Quý chấp nhận ý kiến của hắn cũng có nghĩa liên minh của Lôi Bằng và Tiếu Chiêu Quý hoàn toàn tan rã. Mặc dù sự tan rã này phải chờ đến sang năm mới lộ ra, nhưng Tiếu Chiêu Quý chắc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như muốn đạt được thì phải trả giá gì đó. Nếu như Tiếu Chiêu Quý đã nhờ Tương Uẩn Hoa làm trung gian, vậy cũng có nghĩa là Tiếu Chiêu Quý đã chọn hắn. Chẳng qua Tiếu Chiêu Quý không ngờ chuyện đến nhanh như vậy mà thôi. Điều này không thể trách hắn. Nếu đã làm chính trị và muốn tiến lên thì phải chuẩn bị về tư tưởng. Triệu Quốc Đống lấy điếu thuốc đưa lên mũi người. Mùi thuốc lá thực ra tốt hơn nhiều so với châm hút nhiều lần. Đương nhiên đây là do Triệu Quốc Đống không nghiện. Tiếu Chiêu Quý không tỏ rõ thái độ làm Triệu Quốc Đống có chút khó chịu. Chẳng qua hắn nghĩ một chút thì lại thấy bình thường. Nếu như Tiếu Chiêu Quý lập tức đồng ý có lẽ hắn còn nghi ngờ. Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Trương Thiên Phóng. Trên thực tế do thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Hạ Đồng có sức khỏe yếu, khó có thể đảm nhiệm gánh nặng công việc ở Tây Giang. Nên quận ủy Tây Giang đã yêu cầu thị ủy điều chỉnh công việc của Hạ Đồng. Mà Hoắc Vân Đạt chính là người thay thế tốt nhất, chẳng qua Trương Thiên Phóng về nguyên tắc cho phép nhưng đây chỉ là trao đổi của hai người. Trong bộ máy lãnh đạo quận Tây Giang hiện nay thì Quế Toàn Hữu không cần phải nói, Vương Ích cùng Lạc Dục Thành dần đi vào vòng tròn của hắn. Tiếu Chiêu Quý còn cần làm thêm một chút, chẳng qua Triệu Quốc Đống cho rằng không khó. Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ cùng với Tiền Trì Quốc theo Triệu Quốc Đống nghĩ là kẻ không thể tiếp nhận. Trưởng ban tuyên giáo Bành Nguyên Hậu và chính ủy ban chỉ huy quân sự Viên Vĩ Quốc là hai người bị đẩy ra rìa trong bộ máy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn chú ý đến, nhất là khi hắn đến ban chỉ huy quân sự và nói quận sẽ tăng cường ủng hộ công tác vũ trang, hơn nữa còn do biên phong đứng ra làm trung gian nên Viên Vĩ Quốc cũng rất nhanh đã tỏ thành ý. Bành Nguyên Hậu bị đẩy sang rìa là do y mới tới Tây Giang, hơn nữa y do Tương Uẩn Hoa đưa tới làm trưởng ban tuyên giáo Tây Giang. Tương Uẩn Hoa đi. Triệu Quốc Đống đến làm Bành Nguyên Hậu rất tự nhiên thành nhân vật chuyển đổi. Mà Triệu Quốc Đống cũng coi trọng công tác tuyên truyền nên khiến địa vị của Bành Nguyên Hậu tăng nhanh. Trong các phó chủ tịch thì ngoài Hạ Đồng ra, mấy phó chủ tịch khác thì hắn thấy cũng được. Nhất là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp Ngụy Hiểu Lam làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt.
Mặc dù vẻ ngoài nho nhã nhưng khi nói tới công việc thì nắm chắc. Hơn nữa mấy phòng như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi do chị ta phụ trách thì đều có tác phong làm việc tốt hơn các phòng ban khác. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng hơn với nữ phó chủ tịch. Còn một phó chủ tịch vì bị bệnh nên nằm viện là Bảo Vĩnh Lai, y đã vào viện hơn tháng mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh, đưa lên bệnh viện tỉnh cũng không ra. Quyển 8, chương 34. Mùa đông tới Lâm Ninh Lăng lạnh thêm, điều này cũng làm cho Ninh Lăng hay tắc đường hơn. Nhận được điện thoại, Triệu Quốc Đống lập tức tới trụ sở chính quyền thị xã. Một phó tổng giám đốc công ty điện lực quốc gia đến Ninh Lăng khảo sát. Bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng và thị trưởng Thư Chí Cao đều đến gặp người này, hơn nữa tham gia cả quá trình khảo sát. Triệu Quốc Đống đến thì cuộc gặp đã kết thúc. Vị phó tổng giám đốc kia lên xe Kỳ Dư Hồng, đoàn xe sắp tiến vào khảo sát nhà máy biến áp Ninh Lăng ở khu khai phát. Triệu Quốc Đống cũng lên xe của Thư Chí Cao. Làn sương mù dày đặc bao vây Ninh Lăng, phía tây cầu Ô Giang bị tắc rất nghiêm trọng. Mặc dù cảnh sát giao thông sớm được thông báo mở đường nhưng tốc độ di chuyển của quốc lộ 915 chạy như rùa bò. Thư Chí Cao hơi tái mặt lại, hoàn cảnh như vậy thì sao có thể thu hút đầu tư? Xe cảnh sát đằng trước không ngừng gọi loa yêu cầu xe đằng trước tránh đường. Nhưng lái xe tải chỉ cười lạnh một tiếng, đường như vậy, anh bảo tôi đi đâu? Thư Chí Cao thở dài một tiếng mà nói. Sao thế này, lão Tăng, gọi điện cho Mã Nguyên Sinh, bảo cảnh sát giao thông mau thông đường. Thị trưởng Thư, tôi đã gọi cho cục trưởng Mã. Anh ta nói đã bố trí cảnh sát giao thông nhưng do sương mù dày đặc nên xe chạy chậm. Cầu Ô Giang lại hẹp nên muốn thông xe cũng rất khó khăn. Tăng Khả Phàm quay đầu lại nói. Mã Nguyên Sinh này làm ăn gì không biết. Hôm qua anh không phải đã nói chuyện sao. Trong thời gian này đều có sương mù, đã sớm nhắc y phải đảm bảo thông đường, y nghĩ lời tôi nói là như thế nào. Thư Chí Cao rất tức giận. Lần này lãnh đạo công ty điện quốc gia đến khảo sát nhà máy biến áp Ninh Lăng, cũng nói muốn đầu tư một nhà máy sản xuất máy cao áp ở tỉnh An Nguyên, điều này làm mấy thành phố, thị xã khác của tỉnh đều chú ý. Phó tổng giám đốc này trước đó đã đến khảo sát ở Miên Châu, Lam Sơn cùng với Vĩnh Lương. Ninh Lăng là điểm cuối cùng. Đến Ninh Lăng lại có ấn tượng không tốt như vậy, sao có thể không khiến Thư Chí Cao tức giận. Hơn nữa y còn chuyên môn dặn Mã Nguyên Sinh từ trước. Tăng Khả Phàm ngậm miệng vì biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Thư Chí Cao vốn không hài lòng với Mã Nguyên Sinh. Thư Chí Cao đến Ninh Lăng lâu như vậy mà chỉ tới cục công an thị xã có một lần để kiểm tra công việc, qua đó có thể thấy lạnh nhạt với cục công an như thế nào. Thị trưởng Thư, đây sợ cũng có trách nhiệm của đội cảnh sát giao thông Tây Giang chúng tôi. Khu vực này cũng do đội cảnh sát giao thông Tây Giang quản lý. Triệu Quốc Đống chủ động nhận trách nhiệm. Thư Chí Cao nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống, tôi nhớ thanh tra thị xã đã nhận được thư trách về đội cảnh sát giao thông Tây Giang thu tiền trái phép ở quốc lộ 915, chuyên môn phạt tiền lái xe đường dài. Tôi đã yêu cầu thanh tra thị xã điều tra, cũng đã giao việc này cho cục công an thị xã xem xét. Thị trưởng Thư, quận Tây Giang cũng nhận được vài phản ánh. Ủy ban kỷ luật Tây Giang đang điều tra việc này. Triệu Quốc Đống hơi động tâm vì lời Thư Chí Cao nói. Quốc Đống, tôi đến Ninh Lăng thì nghe nói cậu đã tạo được hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp ở Hoa Lâm, khiến tác phong làm việc của các cơ quan nhà nước Hoa Lâm thay đổi rất nhiều. Ngay cả các nhà đầu tư ở Ninh Lăng cũng biết hoàn cảnh đầu tư ở Hoa Lâm là rất tốt. Tôi thấy cậu đến Tây Giang lâu như vậy mà không có động tác gì, tình hình Tây Giang bây giờ cũng không tốt. Sao, cậu cảm thấy không dễ chỉnh đốn tác phong làm việc ở Tây Giang sao? Thị trưởng Thư, tình hình Tây Giang ngài cũng biết đó. Ung nhọt nhiều năm nên trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết hết. Tôi cũng đang định báo cáo với ngài và bí thư Kỳ về tình hình công tác thời gian qua, mọi người thị ủy và ủy ban thị xã ủng hộ. Triệu Quốc Đống khá tôn trọng Thư Chí Cao, bây giờ quan hệ giữa thị ủy và ủy ban thị xã là khá phức tạp. Hơn nữa quan hệ giữa bí thư, thị trưởng và hai vị phó bí thư là khá vi diệu, nhưng người trong cuộc cũng chưa chắc hiểu rõ vấn đề trong đó. Triệu Quốc Đống cũng biết nước thị ủy rất sâu. Cho nên hắn bình thường không đến thị ủy. Mặc dù Vưu Liên Hương cũng bố trí một văn phòng cho Triệu Quốc Đống ở trụ sở thị ủy, nhưng Triệu Quốc Đống chưa đến lần nào. Quốc Đống, cậu trở nên cẩn thận từ bao giờ vậy? Theo tôi nhớ thì cậu không như vậy mà. Thư Chí Cao nhíu mày nói. Cậu sợ cái gì? Thị ủy, ủy ban thị xã đã giao nhiệm vụ cho cậu chấn chỉnh lại Tây Giang, dù cậu dùng thủ đoạn gì thì chỉ cần cậu có thể đưa Tây Giang quay lại quỹ đạo phát triển một cách nhanh nhất thì cả tôi và Lão Kỳ đều ủng hộ. Triệu Quốc Đống lần đầu nghe Thư Chí Cao phê bình mình trực tiếp như vậy,
điều này làm hắn có chút buồn bực. Chính xác mà nói, thư chí cao thậm chí giống bí thư thị ủy hơn là Kỳ Dư Hồng. Nếu Kỳ Dư Hồng là kim giấu trong chăn, vậy thư chí cao là thanh gươm lúc ẩn lúc hiện. Tăng Khả Phàm có chút lo lắng nhìn Triệu Quốc Đống. Thư chí cao trực tiếp phê bình như vậy làm y lo Triệu Quốc Đống không chấp nhận. Chẳng qua y đây là coi thường sự nhẫn nhịn của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vẫn rất bình tĩnh giống như chăm chú nghe đối phương phê bình. Tôi muốn cậu đến Tây Giang là hy vọng cậu có thể buông tay chân mà làm, không bị ràng buộc bởi các thứ linh tinh, càng không bị người ta ảnh hưởng, lớn mật làm việc, tạo thành tích mới. Tây Giang có trụ cột tốt, cậu có thể tạo thành tích huy hoàng ở Hoa Lâm, chẳng lẽ không làm gì được ở Tây Giang? Triệu Quốc Đống cậu không phải không làm được mà sợ chuốc họa vào mình, sợ đánh rắn không được mà bị rắn cắn. Tôi cảm thấy nếu là như vậy thì tôi đã nhìn lầm cậu. Thị trưởng thư nói tôi xin ghi nhớ, tôi sẽ dựa theo ý kiến của thị trưởng thư kết hợp vào công tác thực tế của Tây Giang ta. Triệu Quốc Đống cũng không giải thích nhiều, thư chí cao có thái độ của mình, Triệu Quốc Đống có suy nghĩ của hắn. Chẳng qua ý kiến của thư chí cao làm hắn xúc động. Dù Kỳ Dư Hồng hay thư chí cao đều hy vọng hắn mau mở cục diện ở Tây Giang. Nghiêm Lập Dân nhúng tay vào Tây Giang thì có lẽ hai vị này đã biết. Thư chí cao nói như vậy ám chỉ gì, Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không vì lời của thư chí cao mà trực tiếp đối đầu với Nghiêm Lập Dân. Chẳng qua ít nhất thư chí cao đã ủng hộ hắn. Ừ, cậu rõ là tốt rồi, có những lúc vung đao dứt khoát sẽ tốt hơn. Thư chí cao nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Có gì khó khăn thì cứ nói ra, tôi và Lão Kỳ là chỗ dựa chắc chắn cho cậu. Ha ha, thị trưởng thư, tôi chờ câu này của ngài. Đến lúc đó tôi tìm tới cửa thì ngài không được đẩy đi đó. Triệu Quốc Đống ra vẻ vui mừng mà nói. Được rồi, cậu đừng đóng kịch với tôi. Cậu muốn tính kế ai thì cứ việc, cần nói thì tôi biết mình nên nói gì. Thư chí cao cười nói. Ha ha, thị trưởng thư, sao công ty điện quốc gia lại đến Ninh Lăng chúng ta? Triệu Quốc Đống giả vờ nói. Hừ, quốc gia đang tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này, đảm bảo thực hiện mục tiêu ngành điện đi trước kinh tế. Công ty quốc điện đứng hàng đầu trong lĩnh vực điện năng của quốc gia, tìm cơ hội thích hợp để đầu tư cũng là bình thường. Công ty Thiên Hằng và nhà máy biến áp Ninh Lăng đều là công ty quan trọng trong lĩnh vực điện, hơn nữa cũng có một vài nhà máy phụ trợ tiến vào khu khai phát. Lãnh đạo công ty quốc điện có hứng thú với Ninh Lăng là bình thường. Thư chí cao nghiêm túc nói. Đây là cơ hội hiếm có, mặc dù chúng ta không có ưu thế hơn ba nơi kia, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải tranh thủ. Chẳng qua không biết vị phó tổng giám đốc Đồng kia là đến tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy hay chỉ đến thăm hai nhà máy kia. Phó tổng giám đốc Đồng. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên mà nói. Thư chí cao lập tức nhận ra vẻ khác lạ của Triệu Quốc Đống nên nói. Quốc Đống, sao, cậu quen à? Ừ, khó nói, cũng không biết có phải người tôi quen hay không. Trước đây tôi quen một vị giám đốc Đồng của tập đoàn Đông Năng, sau đó nghe nói vị này điều tới công ty quốc điện. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, vậy thì lát gặp sẽ biết mà. Quyển 8, chương 35. Đồng Minh Đường cùng Kỳ Dư Hồng ngồi một xe. Kỳ Dư Hồng đúng là rất tức giận vì tắc đường lâu như vậy, nhưng y phải cố cười vì sợ làm công ty quốc điện có ấn tượng không tốt với Ninh Lăng. Chẳng qua Đồng Minh Đường lại không hề để ý. Ninh Lăng vốn không nằm trong kế hoạch khảo sát. Chẳng qua Đồng Minh Đường không rõ tại sao lãnh đạo công ty lại yêu cầu đến Ninh Lăng. Điều này làm y rất khó hiểu. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Bàng lại tự mình gọi tới. Mặc dù Ninh Lăng có hai nhà máy liên quan tới ngành điện, chẳng qua công ty điện Thiên Hằng chỉ là một công ty nhỏ bé trong hệ thống điện quốc gia. Mà nhà máy biến áp Ninh Lăng mặc dù thuộc nhà nước nhưng quy mô quá nhỏ. Đoàn xe cuối cùng đã vượt qua được dòng tắc đường mà chạy tới ban quản lý khu khai phát. Lãnh đạo ban quản lý đứng trước cửa đang run lên vì gió rét. Triệu Quốc Đống xuống xe thì thấy ba người Lý Trạch Hải, Phùng Vân Khôn và Lô Miễn Dương tóc bắt đầu ướt vì sương mù. Mà Lục Nhị càng đáng thương hơn, cô mặc chiếc váy mỏng, bên dưới là quần tất, giày cao gót, tất cả lộ rõ thân hình với đường cong tuyệt vời của cô. Mặt trắng bệch không biết là do lạnh hay là do đánh phấn dày, nhưng nó càng làm tôn thêm đôi môi đỏ hồng của cô. Đồng Minh Đường cùng hai người Kỳ Dư Hồng và thư chí cao đi vào ban quản lý, qua đó đủ để thấy Ninh Lăng coi trọng công ty quốc điện đến đây như thế nào. Trên thực tế trước đó Kỳ Dư Hồng, thư chí cao không nhận được thông báo. Chỉ biết đối phương khi xem xong Vĩnh Lương liền muốn tới Ninh Lăng, trên tỉnh tự nhiên là chào đón. Lần này công ty quốc điện không chỉ đến khảo sát mình tỉnh An Nguyên mà còn đến mấy tỉnh lân cận.
Nội dung cụ thể không rõ ràng nhưng dù như vậy cũng không ai dám coi nhẹ. Chào mừng Tổng Giám Đốc Đồng đến khu khai phát Ninh Lăng thị sát, hy vọng khu khai phát Ninh Lăng có thể làm Tổng Giám Đốc Đồng có ký ức tốt đẹp. Triệu Quốc Đống cười cười đi lên. Đồng Minh Đường thấy Triệu Quốc Đống này hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra gặp ở đâu. Tổng Giám Đốc Đồng, đây là Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi Triệu Quốc Đống. Đây là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất của cả tỉnh An Nguyên. Đồng Minh Đường nghe thấy tên Triệu Quốc Đống liền hiểu ngay ra. Y rất thông minh mà làm ra phản ứng. Quốc Đống, đã 2 năm không gặp rồi phải không? Đã thành Thường vụ Thị ủy rồi sao? Được, đáng chúc mừng, sao lên chức mà không thông báo với tôi một tiếng? Khó trách Tổng Giám Đốc Bành lại bảo mình tới Ninh Lăng. Năm đó Thái Chánh Dương tranh cãi với mình về vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương rồi đi ăn không phải đã gặp tên này sao? Bây giờ Thái Chánh Dương đã lên Bộ Thương mại phụ trách mảng năng lượng. Hơn nữa nghe nói sau Đại hội đại biểu nhân dân năm tới sẽ sát nhập các ngành than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, điện lực, điện nguyên tử mà thành lập Bộ Năng lượng, Thái Chánh Dương sẽ thành Bộ trưởng. Công ty Quốc Điện sẽ nằm trong Bộ Năng lượng này. Tổng Giám Đốc quá khen. Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên của Bí Thư Kỳ và Thị trưởng Thư mà thôi. Xin mời công ty Quốc Điện có thể nhìn chúng khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi. Nếu Tổng Giám Đốc Đồng có thể ở lại Ninh Lăng vài hôm, lãnh đạo công ty Quốc Điện nhất định có thể cảm nhận rõ sự nhiệt tình của nhân dân Ninh Lăng. Ha ha, Quốc Đống, tối qua tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của Bí Thư Kỳ. Thêm sự nhiệt tình của cậu chắc tôi bị khiêng về Bắc Kinh mất. Đồng Minh Đường cười cười đầy thân cận. Chẳng qua nếu Bí Thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư có thể bỏ qua tôi trong bàn rượu thì tôi đúng là thích phong cảnh Ninh Lăng. Nào, tôi giới thiệu với cậu về mấy thành viên tổ khảo sát của công ty Quốc Điện chúng tôi. Kỳ Dư Hồng cùng Thư Chí Cao đi cùng nghe hai người Đồng Minh Đường và Triệu Quốc Đống nói chuyện đều sáng mắt lên. Đồng Minh Đường này nói như vậy làm không khí tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ vốn xác định Đồng Minh Đường chỉ ở Ninh Lăng một lát, không ăn cơm trưa mà về ngay Ando. Chỉ khảo sát 2 tiếng thì có thể khảo sát được gì? Đoàn người đi theo Đồng Minh Đường vào ban quản lý khu khai phát, không khí đã hòa hợp hơn. Đồng Minh Đường nói chuyện khá vui vẻ, chẳng qua liên quan đến công việc khảo sát thì y rất kín miệng. Khu khai phát Ninh Lăng nằm phía đông của thị xã, chiếm diện tích 12 km2, diện tích quy hoạch là 25 km2, có dòng Ô Giang, Thúy Hà chạy xuyên qua, có cầu Ô Giang, Thúy Hà, quốc lộ 915 đi qua. Đường sắt Tây Liễu được xây dựng chỉ cách khu khai phát gần 2 km, cảng Ninh Lăng cho phép tàu 3.000 tấn đi qua. Nam có thể xuống Tân Châu, Bắc lên Trường Giang, giao thông rất thuận tiện. Bây giờ khu khai phát đã có đủ cơ sở trụ cột về nước, điện, đường và thông tin. Khu khai phát được quy hoạch thành khu công nghiệp ngành sản xuất điện lực và thương mại. Trong đó quy hoạch cho khu công nghiệp điện là 7 km2. Bây giờ trong khu khai phát có 19 công ty. Nhà máy như nhà máy biến áp Ninh Lăng, có công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hằng. Dự tính năm nay sẽ đạt giá trị sản lượng là 450 triệu, nộp thuế 90 triệu. Lục Nhị rất ngọt ngào nói chuyện. Quốc Đống, cậu quen Tổng Giám Đốc Đồng này. Nhân lúc rảnh rỗi, Kỳ Dư Hồng vẫy vẫy Triệu Quốc Đống lại mà nói. Không thể nói là quen, chỉ là tôi và Tổng Giám Đốc Đồng đã cùng ăn cơm ở Ando. Lúc ấy anh ta là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Năng. Đang đàm phán với trợ lý chủ tịch tỉnh Thái Chánh Dương lúc đó về vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương. Sau đó chỉ biết anh ta điều tới công ty Quốc Điện nên không liên lạc nữa. Triệu Quốc Đống nói. Kỳ Dư Hồng lúc này liền hiểu ngay ra. Mấy hôm trước cậu có phải lên Bắc Kinh tìm Bộ trưởng Thái? Bộ trưởng Thái là người tỉnh An Nguyên chúng ta đi ra, bây giờ phụ trách ngành năng lượng quốc gia, lại là lão lãnh đạo của cậu, tài nguyên này cậu tuyệt đối không được lãng phí. Phải dùng tốt để mang lợi ích về Ninh Lăng cho chúng ta. Bí thư Kỳ yên tâm, tôi sẽ cố sức. Dù sao Bộ trưởng Thái cũng là người tỉnh An Nguyên chúng ta, không thể nào bỏ được quê quán mà. Hơn nữa Ninh Lăng là nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất là ngành điện, quốc gia tiêu hao năng lượng càng lúc càng nhiều. Chúng ta vừa lúc có thể thành trung tâm trong lĩnh vực này. Nếu xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng chúng ta thì cũng có lợi cho công ty bọn họ, giảm thiểu các chi phí không cần thiết. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ừ, Quốc Đống, việc này cậu không được thả lỏng. Công ty Quốc Điện không dễ mà tới được Ninh Lăng, cần phải tiếp đón tốt bọn họ. Nếu như để cơ hội này bị các thành phố anh em đoạt đi, chúng ta đây là không có trách nhiệm với Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng rất nghiêm túc nói.
vừa nãy ở trên xe tôi nói chuyện với Đồng Minh Đường một lát. Y mặc dù rất cẩn thận nhưng tôi có thể nghe ra một vài điều. Y đã đến gần 10 tỉnh khảo sát trong phạm vi lớn như vậy làm gì? Nhất định đây là quy hoạch cho ngành điện, mà công ty Quốc Điện không khảo sát xây dựng nhà máy phát điện thì nhất định chính là các nhà máy sản xuất thiết bị chế tạo. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cho chúng ta, quyết không thể bỏ qua. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm phục vị bí thư thị ủy này. Áp lực phát triển kinh tế khiến Kỳ Dư Hồng phải lo việc vốn do thị trưởng phải lo. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có cả bí thư thị ủy và thị trưởng cùng nhìn chằm chằm thì có bất cứ trở ngại gì cũng có thể gạt sang bên. Triệu Quốc Đống cũng vui mừng nếu lợi dụng được việc này. Như vậy trong nhiều công việc hắn sẽ dễ dàng hơn. Triệu Quốc Đống vẫn lo lắng về quan hệ quá bình thường hoặc là có chút mâu thuẫn với Kỳ Dư Hồng. Nếu không tạo quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy thì sẽ làm cho lời nói của hắn không có trọng lượng mấy. Làm như thế nào để cải thiện quan hệ với Kỳ Dư Hồng là việc rất quan trọng đối với Triệu Quốc Đống lúc này. Từ góc độ nào đó nó còn quan trọng hơn cả việc thu hút công ty Quốc Điện tiến vào khu khai phát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.